chương 671, kiểm tra em. Làm thế nào, đường khả hình đứng ở đầu kia nhìn Trang Hạo Nhiên, sâu kín hỏi. Trang Hạo Nhiên nhìn đường khả hình, cười khổ nói có thể làm sao. Bọn họ cũng sách thức ăn đi rồi, em muốn ăn cua chua cay, vậy thì làm thôi. Chấm ngoặc kép, đường khả hình đứng ở một bên, cảm thấy ánh mắt của Trang Tính Vũ mới vừa nhìn mình, để cho mình lòng có chút hoang mang rối loạn, cô có chút xấu hổ. Khẽ lầu bầu nói, thầy giáo bảo em 10 giờ về nhà, bây giờ cũng sắp rồi, em. Em vẫn đi thôi, chấm ngoặc kép. Trang hạo nhiên im lặng nhìn đường khả hình một lát, không nhịn được cười nói, em thật sợ anh ăn em sao. Đường khả hình lập tức ngẩng đầu nhìn anh. Trang hạo nhiên vừa bình tĩnh sắn ống tay áo của mình, vừa mỉm cười xoay người, nói, ở trước mặt thức ăn ngon, tâm hồn của mỗi người chúng ta đều phải sạch sẽ, bởi vì nó là thứ kéo dài sinh mạng của chúng ta. Chấm ngoặc kép. Đường khả hình khẽ sững sờ, những lời này là cha thường nói tại sao anh nói không thiếu một chữ tới đây giúp một chút chấm ngoặc kép trang hạo nhiên xoay người nhanh chóng đi vào phòng bếp nói nhanh lên đường khả hinh nghe vậy liền không thể làm gì khác hơn khẽ mỉm cười đi vào phòng bếp nhìn trang hạo nhiên đã nhanh chóng bỏ cua vào trong nước rửa sạch cô cũng buộc tạp dề xong đứng ở một bên hỏi cần giúp cái gì trang hạo nhiên không nói gì ánh mắt chăm chú lưu loát đưa tay lấy dao lớn Dao nhỏ, kèm, muống, để ở một bên, mới nói, từng giết cua chưa? Không có. Chấm ngoặc kép, đường khả hình vừa lấy hành lá ra, mở nước rửa sạch, vừa nói, hơn nữa, lúc em còn nhỏ đặc biệt sợ cua. Audio điện tử võ tấn bền. Trang hạo nhiên rửa cua xong, lấy thêm bàn chải lông, vừa trà thân cua, vừa bật cười nói, em thích ăn cua, lại sợ cua đường khả hình cũng không nhịn được bật cười nói đúng vậy thích ăn lại sợ như thế nào anh dạy cho em chấm than ngoặc kép trang hạo nhiên lập tức đứng ở sau lưng đường khả hình vòng đôi tay ôm lấy bên hông mềm mại của cô cầm một cây đúa nói cầm cua đi ngoặc kép chấm chấm ngoặc kép mặt của đường khả hình đỏ lên cảm nhận hơi thở nóng bỏng của trang hạo nhiên ở phía sau mạnh mẽ nhào về phía mình cô liền giật mình một cái hơi từ chối nói không cần em sợ chấm ngoặc kép. Dũng cảm một chút, Trang Hạo Nhiên cầm con cua bị dây cỏ trói chặt, cúi xuống đưa cho đường khả hình nói, cầm đi. Đường khả hình không có cách nào, chỉ đành phải cau mày, có chút cẩn thận cầm con cua, nhìn con cua đang dương mắt nhìn mình, trái tim của cô không khỏi nhảy lên, nói, nó sẽ không kẹp em chứ. Sẽ không, Trang Hạo Nhiên cười cầm một cây đúa, lại đưa tới trong tay đường khả hình, nắm cùng với cô, nói, đâm qua bụng cua. Đường khả hình nghe vậy, liền không nhịn được đâm qua bụng con cua nhìn đi chấm ngoặc kép trang hạo nhiên nói xong vươn tay cùng với cô nâng nhẹ con cua lại nắm chặt một bàn tay khác của cô chuẩn bị đâm đầu chiếc đúa vào mắt con cua mẹ ơi đường khả hình lập tức hoảng sợ đến nhắm mắt lại quay mặt đi trang hạo nhiên trầm ngâm nhìn đường khả hình nhắm mắt lại quay mặt ngó mình bộ dáng thở hổn hển lo lắng rất đáng yêu không nhịn được hơi cúi xuống môi mỏng hấp dẫn chạm vào môi đỏ mọng mềm mại của cô mới ngẩng mặt cười nói thế nào. Sợ sao, chấm ngoặc kép. Đường khả hình không nhịn được mở mắt, nhìn Trang Hạo Nhiên đã cúi đầu, ở khoảng cách thật gần nhìn mình, mặt của cô lại đỏ lên, vội vàng quay đầu đi, lại nhìn thấy con cua lớn đã giết xong, còn thuận lợi mở mai ra, cô sướng sở kêu lên nói, nhanh như vậy sao? Trang Hạo Nhiên cúi người xuống, khuôn mặt kiên nghị cọ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô, vừa tiếp tục rửa sạch bụng cua, lấy muỗng múc gạch cua, mới nói, không phải em sợ sao. Làm xong cũng sẽ không sợ nữa. Trong lòng đường khả hình vừa động, mỉm cười muốn dẫy dụa khỏi ngực của anh. Học cái gì cũng đừng học một nửa, tiếp tục học. Trang hạo nhiên nhanh chóng lấy hết gạch cua, sau đó cầm dao sắc thức ăn lên, đặt con cua lên tấm thớt, dầm dầm mấy cái, chặt con cua làm bốn miếng, quan sát chất dầu trong thân cua tràn ra, anh hài lòng mỉm cười, tiếp tục ôm đường khả hình trong ngực, nhanh chóng giết ba con cua nữa, cánh tay không ngừng hoạt động. Cô đứng ở một bên, trái tim nhảy thình thịch, giống như một chút ngọt ngào không cách nào buông thả. Trang hạo nhiên nhanh chóng đem thịt cua ướp gia vị, thêm rượu mới căn dặn khả hinh, băm tỏi, ba trái ớt đỏ. Lấy ra tiêu xanh trong ngăn tủ, chấm ngoặc kép. À, chấm ngoặc kép, đường khả hinh nhẹ nhàng muốn tránh thoát ngược của anh. Trang hạo nhiên lại ôm chặt cô, bật cười nói ôm một lát nữa. Đi, trái tim đường khả hình nhảy lên, đẩy anh ra, liền nhanh chóng từ trong ngăn tủ lấy tiêu xanh, mở nắp người một cái, ngay lập tức sặc muốn hắt xì. Trang hạo nhiên cười, cầm hai trứng gà lập tức đập vỡ, phân ra lòng đỏ trứng bôi ở trên mình cua, lại lấy tay nhúng bột gạo cũng có thể là bột bắp trộn một lúc, mở lửa, rót vào dầu phộng mùi vị hết sức đậm đặc, quan sát dầu phộng sôi, ngay lập tức lấy bốn miếng vỏ cua bỏ vào trong dầu sôi, lấy ra, lại bỏ vào thịt cua đã chiên vàng óng ánh, trở mặt hai lần một mùi thơm cua tươi ngon lan ra. Thơm quá, chấm ngoặc kép, đường khả hình đứng ở một bên, nghe mùi vị đó, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, kêu nhỏ, nói thơm quá. Chấm ngoặc kép, Trang hạo nhiên lập tức ôm cô vào trong ngực, bá đạo cúi xuống hỏi, mùi vị cua ngon, hay là mùi vị môi anh ngon. Đường khả hình lập tức nhìn chằm chằm người này. Nhìn anh nữa, đè em vào tủ bếp hôn em, Trang hạo nhiên đột nhiên nở nụ cười, vươn tay véo nhẹ cằm của cô, lại tiếp tục mở lửa, bỏ vào hai thìa dầu, bỏ vào ớt đỏ băm, tiêu xanh, ớt sa tế, tỏi băm xào cho thơm, sau đó trộn vào trong gạch cua một chút rượu khuấy đều. Lập tức một mùi vị nồng tràn ra tới, đường khả hình quả thật kích động muốn kêu lên, giống như đứa bé cười nói, thật 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 sự rất thơm. Chấm than ngoặc kép, trang hạo nhiên khẽ mỉm cười, lại đem nước sốt sót vào trong cua, không ngừng xào, bên này đã nhanh tay chuẩn bị nước, đường cát, xì dầu, sốt cà chua, giấm thơm cha đặc chế tức giấm thơm độc môn của cha đường, nước sốt cay, rượu, dầu mè, tiêu say, thêm bột trộn đều, rồi nhanh chóng rót vào cua xào, khuấy 360 độ. Một mùi thơm ngọt ngào chua cay, lập tức lan tràn cả phòng bếp. Thân thể đường khả hình giống như lên tới cảnh giới nhất định, cười thật vui vẻ, thậm chí trái tim đập rộn lên nói, mùi vị này. Thật sự là kỳ diệu không nói ra được, là cua xào chua cay em thích ăn nhất, nhưng mùi chua cay này, lại làm em hết sức kích thích, làm sao anh biết em thích ăn mùi vị cua xào chua cay thế này. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên chỉ cười cười, nhìn cua đã xào xong, liền cầm một cái đĩa, nhanh chóng đặt vào lá kinh giới, sau đó múc món ăn lên, nhìn thịt cua vàng óng, từng miếng nằm ở bên trong lá kinh giới, thật sự là làm cho người chảy nước miếng. Đường Khả Hinh nhìn thịt cua, thật sự không nhịn được hưng phấn, lập tức muốn đi ra ngoài bầy đúa. Đi đâu? Trang hạo nhiên lập tức cười nắm cổ tay Đường Khả Hinh dịu dàng hỏi. Đi ra ngoài chuẩn bị đúa, sau đó ăn cơm. Chấm than ngoặc kép, ánh mắt của Đường Khả Hinh sáng lên nói. Trang hạo nhiên chỉ ngẩng mặt cười, để đĩa thịt cua xuống ở bên cạnh sàn bếp bóng loáng, mới nói em chưa từng nghe qua một câu nói sao. ăn phòng bếp ăn, loại cảm giác này là tốt nhất. bỏ qua nghi thức và quy tắc trong phòng ăn một chút, chính thức hưởng thụ thức ăn ngon. Đường Khả Hinh dừng lại động tác, nhìn anh. Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn cô một cái, mới mỉm cười cầm đũa lên, gắp lên một miếng thịt cua, thổi thổi mới đưa tới bờ môi cô, dịu dàng nói, đây, nếm thử một chút. Chấm ngoặc kép, đường khả Hinh nhìn anh một cái, liền như người tới trước muốn ăn miếng thịt cua, rồi lại mới nhớ tới chuyện gì, lập tức nhạy bén nói, anh đừng cho vào trong miệng anh đấy. Em không muốn ăn thịt cua anh đã nhai. Chớ chán ghét, Trang Hạo Nhiên lập tức bật cười, lại giờ thịt cua đưa đến bờ môi cô. Đường khả hình lại liếc anh một cái, lập tức ăn miếng thịt cua, cảm giác mùi vị ngọt, chua nồng nặc tê dại chạy trong khoang miệng của mình. Cô lập tức cảm thán, nhai nhẹ thịt cua, thịt cua bên ngoài giòn, bên trong trơn mềm lập tức tan ra, một loại thơm ngon ẩn ở bên trong thịt cua, hoàn toàn không có bị phân giã. Cô lập tức kích động đưa tay bưng miệng, nhìn Trang Hạo Nhiên cười vui vẻ kích động kêu lên, nói ăn thật ngon. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên nở nụ cười, đi tới tủ lạnh cầm một chai rượu vàng, rót một ly đưa tới bên môi đường khả hình, nói, đây. Đường khả hình cúi xuống, hấp một ngụm nhỏ, chợt cảm thấy loại cảm giác này, quá khiêu chiến khứu giác, cô chống đỡ không được, bật cười, cảm thán nói, thật sự quá hạnh phúc. Cô nói xong, cũng cầm đũa lên, gắp một miếng thịt cua, cũng đưa tới bên môi trang hạo nhiên, cười nói, anh cũng ăn đi. Trang hạo nhiên cười, lập tức cúi xuống, ôm nhẹ hông của cô, ăn miếng cua, nhai nhẹ hai cái, liền gật đầu, vừa cúi đầu nhã một chút vỏ cua, vừa gật đầu nói, không tệ. Ăn ngon chứ, đường khả Hinh hỏi, ánh mắt sáng lấp lánh, giống như thịt cua này là mình làm. Ăn ngon, Trang Hạo Nhiên chỉ đành phải cười gật đầu. Cảm ơn anh, chấm than ngoặc kép, đường khả Hinh không có nói nữa, tiếp tục đưa đúa, gắp một miếng cua đưa vào trong miệng, lại hưng phấn cười to, nói thật sự ăn rất ngon, một chút nữa lấy một chút mang về cho thầy giáo ăn. Trang Hạo Nhiên nghe vậy, Im lặng nhìn cô một lúc lâu, rốt cuộc ôm vai đứng ở một bên, nhìn cô cười nói, học với thầy giáo khổ cực không? Tạm được, Đường Khả Hinh đứng ở một bên, tiếp tục ăn cua, thật kích động. Kiểm tra em, trong khoảng thời gian này, em có tiến bộ hay không? Trang Hạo Nhiên nhìn cô, mỉm cười nói. Đường Khả Hinh sửng sốt quay đầu, nhìn anh hỏi kiểm tra cái gì? Chương 672, bong bong bong. Mùi vị cua xào chua cay này, phối hợp với loại rượu nào đừng nói hoa điêu, Trang Hạo Nhiên ôm vai tựa vào trước cửa tủ lạnh, nhìn cô mỉm cười nói. Anh để cho em ăn cua thật ngon đi, hôm nay em không muốn thi thử. Đường Khả Hinh lại muốn cầm đũa lên, gắp cua. Trang Hạo Nhiên lập tức níu sau cổ áo cô. Đường Khả Hinh không có cách nào, chỉ đành phải dừng lại, xoay người bất đắc dĩ nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên im lặng mỉm cười nhìn cô. Được rồi, chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh không nói gì thêm, sắc mặt trầm tĩnh, Nghiêm túc cầm đũa lên, lại gắp một miếng cua bỏ vào trong miệng, nếm đến mấy lần, trong đầu nhanh chóng chắt lọc tất cả rượu vang đỏ mình đã thưởng thức, chậm rãi nhắm mắt lại suy nghĩ. Trang Hạo Nhiên dừng lại động tác, hai mắt lộ ra thâm tình nhìn cô. Đường Khả Hinh hít sâu một hơi, thở dốc, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Trang Hạo Nhiên khẽ ho khan mấy tiếng, cố giả vờ thâm trầm nhìn cô, khẽ mỉm cười. Đường Khả Hinh không nhịn được giơ đôi đũa nhìn Trang Hạo Nhiên cười nói, lần trước mặc dù em và anh gây gổ, nhưng lúc bác dịch tiên sinh đi ra, em nhìn thấy anh ấy mang theo gần 12 loại rượu vang trắng, trong đó có một chai Pinot Blanc, em đoán thích hợp. Chấm than ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên nghe vậy, đột nhiên cười nói, em để. Anh một mình đợi ở bên ngoài cả buổi tối, ngày thứ hai trong lúc anh đau lòng, em còn có thời gian nhìn bác dịch mang loại rượu vang trắng nào ra ngoài. Sẽ không là dai dai thứ hai chứ. Lấy tình yêu của anh, hoàn thành sự nghiệp của em những lời này có chút vô tình sắc mặt đường khả hình lập tức trắng bệch xin lỗi nhìn anh sắc mặt trang hạo nhiên khẽ thu lại có chút nghiêm túc nhìn cô em 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 không có ý đó chấm ngoặc kép đường khả hình có chút gấp gáp vội vàng giải thích anh cũng biết trí nhớ của em rất tốt nhìn thấy rượu gì đều đặc biệt nhớ rõ ràng cho nên em làm em chấm ngoặc kép không cần nói nữa em cũng giống dai dai. Trang hạo nhiên không nói nữa, liền xoay người đi tới, lập tức bưng đĩa cua xào chua cay, muốn vứt bỏ. Đừng 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 đừng, chấm than ngoặc kép, đường khả hình lập tức ngăn ở trước mặt của anh, đoạt lấy đĩa cua anh đang bưng, đặt ở một bên, hai tay nắm chặt cánh tay của anh, cuốn quyết giải thích lần đó không phải em cố ý. Thật có chuyện bất đắc dĩ, mới dây dưa, anh tha thứ cho em đi. Thật thật không phải cố ý, em xin lỗi. Trang Hạo Nhiên dừng lại động tác, vẫn lạnh lùng nhìn cô. Đường Khả Hinh thật căng thẳng ngẩng đầu nhìn anh, nói em thật sự rất xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa. Chấm than ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên nghe nói như vậy, ánh mắt chợt lóe, nhìn cô nói, muốn anh tha thứ cho em cũng được. Trừ khi hôm nay em vượt qua kiểm tra. Đường Khả Hinh không có cách nào, hai mắt mộng ảo chớp nhẹ, nhìn anh. Một làn gió biển thổi phất lên cả, phòng tổng thống, chợt sáng lên ánh đèn màu hồng, theo thời gian, cánh hoa anh đào không ngừng bay bay, trong chóng gió mang theo tất cả mùi hương lavender, theo gió biển không ngừng xoay tròn, ào ào chuyển động. Giống như tất cả xung quanh đều là hoa bay đầy trời. Nghe nói, trên thế giới này, mọi thứ đều sẽ biến mất, chỉ có mùi hương sẽ không theo linh hồn ra đi. Đường khả hình đứng ở ngay chính giữa phòng khách, nhìn trong chóng màu ở bốn phía từ từ chuyển động, cảm xúc của cô chợt minh mông, mỗi lần nhìn thấy trong chóng gió chuyển động, cô giống như có cảm giác hạnh phúc tuổi thơ, vây quanh mình. Trang hạo nhiên một mình đứng ở trước xe thức ăn, hết sức im lặng chăm chú cầm tất cả các loại rượu, bịt kín vải vàng, sau đó rót vào trong 12 chiếc ly tulip, xanh lá, vàng ống, trong suốt, hồng nhạt, xanh nhạt, cho đến sau khi rót xong chai rượu vang trắng cuối cùng của bác dịch, anh mới để chai rượu xuống, xoay người nhìn đường khả hình. Đường khả Hinh cũng đứng dưới ánh đèn màu hồng, nhìn Trang hạo nhiên. Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, chỉ cầm một miếng vải vàng, chậm rãi đi tới trước mặt của Đường Khả Hinh, nhìn cô hỏi "Chuẩn bị xong chưa?" Chấm ngoặc kép. Đường Khả Hinh nhìn anh, khẽ gật đầu. Trang Hạo Nhiên liền im lặng đi tới phía sau của cô, đưa hai tay ra ôm nhẹ hông của cô, mặt khẽ dán xuống, cọ nhẹ cái cổ trắng nõn của cô, giọng nói đầy cảm tính đam mê, khẽ nói "Yên tâm, trước 10 giờ kiểm tra xong, nhất định đưa em về nhà." Ánh mắt Đường Khả Hinh lấp lánh, khẽ lóe lên. Trang Hạo Nhiên nghiêng mặt nhìn cô một cái, mới chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng cầm vải chậm rãi bịt kín hai mắt Đường Khả Hinh, sau đó đánh một kết sau ót cô. Đường Khả Hinh lập tức cảm giác trước mặt tối đen. Trang Hạo Nhiên xoay người, gắp một miếng cua, đưa đến trong miệng của cô nói, nếm thử một chút. Đường Khả Hinh khẽ mở miệng ăn miếng cua, cô hơi cau mày, nhai càng cua lớn, nói nhỏ càng. Chấm hỏi ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên đột nhiên mỉm cười, sau đó nắm càng cua cô nhai trong miệng, dùng sức vặn bung ra, nhất thời thịt cua trơn mềm bung ra ngoài, mang theo mùi thơm còn nóng bỏng. Anh đưa đến bờ môi cô. Đường Khả Hinh nhẹ nhàng ăn một miếng thịt cua, lại thở mạnh, ăn thật ngon. Trang Hạo Nhiên nhìn cô một cái, liền im lặng đi vào phòng bếp rửa sạch đôi tay, lại đi ra ngoài nói, bắt đầu. Ừm, Đường Khả Hinh bắt đầu theo bản năng tìm kiếm mùi thơm của cua và mùi rượu. Trang Hạo Nhiên đẩy xe thức ăn từ từ đến gần sau đó cầm một ly rượu, đưa đến bên môi đường khả hình để cho cô ngửi một cái. Đường khả hình nhẹ nhàng cúi đầu ngửi mùi rượu, cũng không có cảm giác. Trang hạo nhiên lại dơ ly thứ hai lên, để cho cô ngửi nhẹ. Đường khả hình lại ngửi một cái. Sau đo ly thứ ba, ly thứ tư, mùi thơm của tất cả các loại rượu theo 72 loại mùi hương của trong chóng gió xoay tròn bay đến, đường khả hình nhăn nhẹ lông mày, thật khó nắm bắt. Trang hạo nhiên đứng ở một bên, âm thầm lặng lẽ nhìn đường khả hình nắm bắt mùi thơm hết sức gian nan, lồng ngực của anh dần dần phập phồng, hai mắt dần dần lộ ánh sáng nóng bỏng, nói, đã tìm được chưa? Cho em một chút thời gian, chấm ngoặc kép, đường khả hình lại hít nhẹ một hơi. Trang hạo nhiên lại chậm rãi mỉm cười, rất cảm tính cương chiều hỏi, có muốn nếm thử một chút hay không? Đường khả hình ngẩn ra, hỏi có thể không? Có thể, chấm ngoặc kép, Trang hạo nhiên cười nói, nhưng đây là cơ hội duy nhất, Em phải nếm một ly, anh cho em cơ hội nếm. Nếu thua, tối nay em không thể trở về." Chấm ngoặc kép. Đường Khả Hinh sững sờ. "Ly nào?" Trang Hạo Nhiên hỏi nhanh. Mặt của Đường Khả Hinh ửng đỏ, trái tim đập thình thịch, trong lòng đang do dự. "Chuyên nghiệp một chút, Đường Khả Hinh, trừ khi em yêu anh." Hai mắt Trang Hạo Nhiên chợt lóe, nhìn cô hơi lộ ra nụ cười nói. "Ly thứ nhất bên trái." Đường Khả Hinh nói nhanh vẻ mặt trang hạo nhiên lộ ra mập mờ, sơ ly rượu thứ nhất lên, uống một hớp nhỏ, nhấp nhẹ, mới chậm rãi nuốt vào cổ họng, chậm rãi để ly rượu xuống, đi tới trước mặt của đường khả hình, nhìn cô một cái, mới chậm rãi vươn tay, ôm nhẹ hông của cô, chậm rãi cúi đầu hôn nhẹ lên cánh môi như hoa đào của cô. Đường khả hình sững sờ, trái tim đập thình thịch, có chút hoảng sợ nói anh. Chấm ngoặc kép, anh nói cho em nếm. Chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên cúi đầu đang khi nói chuyện, môi mỏng di động ở trên làn môi cô vẻ mặt rất mập mờ cười nói chưa nói để cho em trực tiếp uống rượu chấm ngoặc kép đường khả hình vốn muốn từ chối chuyên nghiệp một chút trang hạo nhiên nhắc nhở cô lại ôm nhẹ thân thể của cô lại mở môi mỏng mút nhẹ bờ môi mềm ngọt của cô trái tim đường khả hình đập thình thịch thở nặng nề hai tay buông thỏng ở một bên đầu ngón tay có chút mềm yếu muốn nếm sâu một chút không Trang hạo nhiên hôn nhẹ cánh môi, nhắc lại. Mặt của đường khả hình đỏ lên. Đoạn này bị tác giả che đi, về sau có cơ hội tôi sẽ tra ra và bổ sung. Bong 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 bong, chấm ngoặc kép, đồng hồ treo tường điểm 10 tiếng. Đại não đường khả hình lập tức tỉnh táo, nhớ tới cha và công việc chưa hoàn thành, cô lập tức căng thẳng giật mảnh vải, hai mắt khôi phục ánh sáng nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên sướng sờ nhìn cô. Em thắng chứ, đường khả hình đột nhiên kích động nhìn trang hạo nhiên bất đắc dĩ nói mới vừa rồi em thắng chứ trái tim trang hạo nhiên bị đấm mạnh một cái nhìn cô có chút kích động hít sâu nói điều này phải hỏi em mùi vị đó đúng không là mùi vị em khát vọng muốn tìm sao đường khả hình ngẩn ra đúng không nếu như không đúng tối nay em không được đi trang hạo nhiên mạnh mẽ nói đường khả hình bất đắc dĩ trong lòng chua sót nhìn anh do so dự thật lâu đành phải nói anh. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên tiến lên một bước, mạnh mẽ nhìn cô, hỏi, mùi vị đó đúng không? Đường Khả Hinh vội ngẩng đầu nhìn anh một cái, chỉ đành phải thở dài một cái, che giấu tình cảm minh mông trong lòng, bất đắc dĩ nói, đúng rồi. Đúng rồi, hết cách với anh. Cô nói xong, lập tức xấu hổ đẩy anh ra, cầm túi sách trên ghế salon, chạy như bay ra ngoài. Trang Hạo Nhiên đứng tại chỗ, nghe đường Khả Hinh mới vừa thừa nhận, anh kích động mỉm cười lập tức xoay người chạy nhanh ra phòng tổng thống thấy đường khả hình đi vào thang máy bác dịch đi ra thang máy ngạc nhiên nhìn vẻ mặt cô mắc cỡ đỏ bừng nói chuyện gì vậy đôi tay trang hạo nhiên cắm túi quần có mấy phần kích động nhìn đường khả hình gấp gáp đi vào thang máy gọi nhỏ khả hình chấm than ngoặc kép đường khả hình đỏ mặt đứng ở cạnh cửa thang máy nhìn anh ngày mai chấm ngoặc kép hai mắt trang hạo nhiên nóng bỏng nhìn đường khả hình nói theo thường ngày ngày mai trợ lý bộ phận kinh doanh rượu phải đến phòng làm việc của anh báo cáo công việc với anh chứ đường khả hinh sửng sốt ngày mai tới đây anh đưa cho em tài liệu đã ký chấm ngoặc kép trên mặt trang hạo nhiên không nhìn được lộ ra mập mờ bác dịch có chút ngạc nhiên nhìn hai người bọn họ biết rồi mặt của đường khả hinh đỏ lên lập tức đi vào thang máy đóng cửa lại trang hạo nhiên nghe câu nói như vậy lập tức kích động đôi tay cắm túi quần tựa vào cạnh cửa cúi đầu nở nụ cười ngọt ngào bác dịch cau mày nhìn anh nói điên hả a à, trang hạo nhiên ngẩng đầu lên nhớ tới đường khả hinh mới vừa ôm cổ của mình đón nhận nụ hôn của mình anh không khỏi xúc động nói anh yêu nhanh đi loại cảm giác này hạnh phúc chết được chấm ngoặc kép chấm bác dịch tức giận đi vào phòng tổng thống lập tức ngửi được mùi rượu mãnh liệt mặt của anh nhanh chóng cứng ngắc thân thể lập tức nổi lên dự cảm xấu đi vào phòng khách sau đó trợn mắt nhìn 12 chai rượu quý của mình để ở giữa phòng khách, trong đó có hai chai rượu ba ngày sau anh trưng bày ở tiệc thưởng thức rượu, hai mắt của anh lập tức bốc lửa, gầm nhẹ, trang hạo nhiên. Chấm than ngoặc kép, bác dịch, chấm than ngoặc kép, trang hạo nhiên lập tức từ phía sau ôm chặt cổ của anh, kích động nói, hôm nay tôi nếm được môi của cô ấy. Ha ha, chấm than ngoặc kép, a à. chấm ngoặc kép, bác dịch dùng chiêu bắt sói của trang ngải lâm đã đối phó với mình trước đó, lập tức liều mạng níu cánh tay của anh, ném cả người anh ngã trên sàn. a à, Trang Hạo Nhiên khổ sở kêu to một tiếng, tay đè chặt bên hông, chỉ vào bác dịch kêu to, anh ném chỗ nào không né, anh ném eo của tôi. Nếu hai ngày nữa tôi muốn dùng đến nó, anh chết với tôi. Chấm than ngoặc kép, cậu uống rượu của tôi xong rồi, tôi thiến cậu cũng được. Chấm than ngoặc kép, bác dịch tức giận gầm nhẹ, nhìn 12 chai rượu đã mở ra, lại thở hổn hển, rên một tiếng đại sảnh khách sạn, cửa thang máy mở ra. Mặt của đường khả hình hồng hồng, trái tim vẫn đập thình thình, đi ra, nhớ tới mới vừa rồi triền miên ở trên lầu cùng những lời trang hạo nhiên nói, mặt của cô lại giống như bị thiêu cháy, gấp rút đi về phía trước. Đường tiểu thư, hai người đàn ông áo đen, đứng ở trước mặt của đường khả hình, nhẹ nhàng ngăn cản. Đường khả hình đứng ở trong hành lang, sửng sốt ngẩng đầu nhìn hai người. Bên ngoài khách sạn một chiếc Rolls Royce màu xanh bạc, phát ra ánh sáng tôn quý. chương 673, chỉ có kính trọng. Đêm tối, rất yên lặng, chỉ có gió biển mang theo mùi vị mặn như nước mắt, ào ào thổi đến. Đường khả hình yên lặng ngồi ở ghế sau chiếc Rolls Royce sang quý, nhìn thiết kế bên trong, phía trước xe bố trí một TV nho nhỏ, còn có thể phân giải ra 6 màn hình xem kênh tin tức trên toàn thế giới, bên cạnh còn để máy vi tính thu phóng tự nhiên, cùng tủ lạnh màu bạc pha đen lấp lánh, một bên là ghế dựa hết sức thoải mái cô có chút kinh ngạc nhìn mọi thứ xung quanh. Trang tính vũ ngồi ở một bên, nhìn sắc mặt của đường khả hình rất yên tĩnh, hiền hòa cười nói, chiếc xe này, là gì Trang chuẩn bị cho con, thích không? Bà ấy còn đặc biệt đổi đầu xe màu bạc tiểu thiên sứ thành màu vàng kim, nói thứ thế mới phù hợp tính cách tinh nghịch đáng yêu của con. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, đường khả hình kinh ngạc quay đầu, nhìn Trang tính vũ, không nói ra lời. Trang tính vũ có chút cảm thán cười nói, chú cũng đã từng có con gái, nếu lúc ấy không mất đi, chắc đã lớn như con. Chuyện này, hạo nhiên gián tiếp tạo nên, cho nên nó vẫn hổ thẹn đối với mẹ và người cả nhà. Lúc ấy dì Trang của con khóc mấy ngày mấy đêm, cũng muốn ngất đi. Phải biết, đứa bé trong bụng, không bao lâu nữa sẽ đời rồi. Đường Khả Hinh đã nghe Trang Hạo Nhiên nói chuyện này. Cho nên Hạo Nhiên, đặc biệt thích em gái nhỏ, chính là nguyên nhân này chấm ngoặc kép, trang tính vũ quay đầu nhìn đường khả hình, mỉm cười nói, lúc đó nó nhìn thấy con, nhất định cảm thấy rất thú vị, đúng không? Hơn nữa, cực kỳ cưng chiều, chấm ngoặc kép, đường khả hình cúi đầu cười khẽ. Trang tính vô im lặng nhìn đường khả hình thật lâu, hai mắt ở trong ánh đèn đường lóe lên, càng không ngừng lập lè, sau đó mới chậm rãi nói ra, nó đi đến nơi đâu cũng đối xử với nữ thư ký. Trước kia là hách lâm na, bây giờ là con. Chấm ngoặc kép sắc mặt của đường khả hình hơi thu lại, hai mắt khẽ lóe lên. Hách lâm na rất đáng yêu, chấm ngoặc kép, trang tính vũ mỉm cười nói, hách lâm na là một người lai nhật tanh, dáng dấp xinh xắn lanh lợi, khôi hài đáng yêu, khi đó, hai người bọn họ mỗi ngày ở chung một chỗ, ngày ngày nó còn mua kẹo cho hách lâm na, một viên, hai viên, ba viên. Khi đó, lâm na mang kẹo hạo nhiên mua cho cô ấy, xếp thành một bó hoa hồng, đến ngày Valentine vừa đúng 999 viên chấm ngoặc kép. Đường khả hình có chút hít thở không thông, khẽ cắn môi dưới. Con xem một chút, đứa bé này rất đáng yêu. Chấm ngoặc kép, trang tính vũ lập tức vươn tay, dùng hộp điều khiển từ xa mở máy tính bảng bên trong xe Rolls Royce. Màn hình sáng lên, trong màn hình quả thật xuất hiện một cô gái lai like anh, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, mắt to long lanh, ở trong bữa lễ Giáng sinh, mặc váy ren ngắn màu đen, trên đầu trang trí vòng hào quang tiểu thiên sứ, tay nâng một ly rượu vang sủi bọt, nhìn ống kính cười ngọt ngào. Đường khả hình mở chừng hai mắt, nhìn cô. Tấm hình tiếp theo, hình ảnh lóe lên. Trang hạo nhiên mặc áo sơ mi màu đen, quần tây màu đen, đưa hai tay ôm chặt hông của hách lâm na, cùng với cô mặt dán mặt hướng về phía ống kính, cười thật nhiệt tình đẹp trai. Trái tim như bị người đấm mạnh một quyền. Hai mắt đường khả hình ứa lệ, sắc mặt có chút kích động run rẩy đầu ngón tay lạnh lẽo, siết mạnh tại một nơi, nhìn chằm chằm Trang Hạo Nhiên và Hách Lâm Na trong hình, giống như thấy được mình và Trang Hạo Nhiên. Không đến bao lâu, Hách Lâm Na đã kết hôn. Chấm ngoặc kép, Trang Tính Vũ thở dài một hơi, nhìn hình ảnh kia, mỉm cười nói, khi đó Hạo Nhiên đau lòng, bởi vì nó cảm thấy không muốn rời xa em gái, nhưng chỉ có người cha như chú mới biết, đó không phải là tình yêu. Sắc mặt đường khả hình lập tức trắng bệch. Trang tính vỗ chậm rãi quay đầu, có chút đau lòng nhìn đường khả hình, nói, khả Hinh, so với hách lâm na, con là một người hết sức quan trọng trong lòng chú, đối với hoàn cầu cũng là người hết sức quan trọng, thậm chí là một người rất có ý nghĩa, chú chấp nhận lúc còn sống, dốc hết tất cả để cho con được hạnh phúc, chúng tôi sẽ thương yêu con như con gái, giống như ngải lâm. Chấm ngoặc kép, đường khả Hinh cảm thấy trái tim rất đau, đau đến muốn nứt ra, hai mắt của cô nhấp nháy, hiện lên nước mắt, nhớ lại tất cả mọi thứ trang hạo nhiên đối xử với mình. Ngay cả chú có thể thương con hơn Ngải Lâm và Hạo Nhiên. Chấm ngoặc kép, Trang Tính Vũ nghiêm túc cũng thành khẩn nói, "Nhưng Khả Hinh, chú thật sự khó chấp nhận tình cảm giữa con và Hạo Nhiên phát triển thêm, thứ nhất là khi còn bé Hạo Nhiên thương yêu em gái tạo thành ảnh hưởng to lớn, thứ hai là chú cũng không định để cho con trở thành con dâu trong nhà." Trong bóng tối, nước mắt đường Khả Hinh dọc theo cánh mũi chảy xuống. "Chú hy vọng con có thể thông cảm, chú làm một người cha." cũng thật sự rất thương yêu và quan tâm hạnh phúc cả đời của con trai mình. Mặc dù trong miệng chú thường mắng nó, nhưng nó là một đứa bé ưu tú. Chú hy vọng nó có thể lựa chọn một cô gái thích hợp với nó nhất, chung sống cả đời, nhưng chú không hy vọng đứa bé kia là con. Chấm ngoặc kép, trang tính vỗ cắn răng, cau mày nói. Đường khả hình thật im lặng. Xe hơi dọc theo đường núi đi tới nhà Vitus, đường đi quanh co, có chút gập gành. Không khí, theo hướng đường núi càng lúc càng cao, càng lúc càng lạnh trang tính vỗ chậm rãi cầm cái chăn màu đen nhẹ nhàng phủ lên trên người cô gái mới gọi nhỏ khả hinh con trách chú sao đường khả hinh nặng nề suy nghĩ kỹ một lát rốt cuộc vươn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt quay đầu nhìn trang tính vỗ nghẹn ngào mỉm cười lắc đầu một cái nói không trách làm sao có thể lúc ở phòng họp lần đầu tiên con nhìn thấy chú con đã thích chú rồi chấm ngoặc kép trang tính vỗ sửng sốt nhìn cô đường khả hình nặng nề hít hít lỗ mũi đỏ bừng lại lau đi nước mắt trên mặt cúi đầu nghẹn ngào nói cha của con vào tù lúc con còn rất nhỏ liên tiếp bạn bè thân thích bao gồm anh trai chị dâu đều không để ý đến con mẹ cũng tái giá chỉ có một chú lưu và dì cùng nhã tuệ thương con mấy năm trước bởi vì con gặp chuyện không may mặt đã bị phá hủy con cho rằng cuộc sống của con cũng đã kết thúc nhưng không ngờ ba năm sau tôi có thể vào khách sạn á châu Lúc ban đầu con chỉ cầu xin một chút ánh mặt trời, đến bây giờ đã có tất cả, đều là hai vị tổng giám đốc hoàn cầu ban cho con đấy. Ở trong tập đoàn này con cảm nhận được cuộc sống ấm áp, làm việc cẩn thận, đồng nghiệp quan tâm lẫn nhau, còn có tập đoàn ban cho con niềm tin tương lai, mở ra cánh cửa rượu đỏ cho con tất cả cơ hội. Không thể không nói, con rất may mắn, hôm nay tôi có thể đứng ở một góc cao của cuộc sống, nhìn một chút phong cảnh, thấy được một chút xã hội muôn màu, tổng kết được một số ý nghĩa cuộc sống đây là tinh thần đáng quý do người lãnh đạo của hoàn cầu truyền đạt cho con cho nên mặc kệ là chủ tịch tưởng hay chủ tịch trang trong lòng con chỉ có kính trọng chỉ có biết ơn không có bất kỳ cảm xúc tiêu cực suy nghĩ thấp kém tập đoàn vốn đã vĩ đại ngất trời nhưng so với tình yêu của một người cha dành cho con cái thì càng cao hơn nhiều con cũng có một người cha làm ra một chút chuyện cực đoan để phản đối hạnh phúc của con con có thể hiểu loại cảm giác này chấm ngoặc kép hai mắt trang tính vũ lộ ra đau đớn đường khả hinh lại lau nước mắt nhìn trang tính vũ bật cười nói chú không biết con thích chủ tịch trang còn một nguyên nhân khác chú rất giống một người chú thật ấm áp trong trí nhớ lúc con còn nhỏ tổng giám đốc trang cũng giống một người anh trai lúc con còn nhỏ con mãi mãi đều nhớ ngày đó con bị chạc chân trên thảm cỏ lavender anh trai cõng con bước đi về phía trước anh ấy tặng cho con chậu phong tín tử đến nay con vẫn còn giữ hàng năm chờ nở hoa con vẫn cảm thấy hình ảnh kia chỉ dừng lại ở quá khứ, sẽ không lặp lại nữa, nhưng con không ngờ, từ trên người của chú và tổng giám đốc, con được ôn lại ngày hạnh phúc như vậy, đây là phúc phận của con. Mà con vẫn là một người rất sáng suốt, cho dù chú có xem con như con gái như thế nào, nhưng con xin chú chú ý đến hạnh phúc của tổng giám đốc là được rồi. Con cũng không định yêu cầu xa vời đối với chú và gì xây dựng một không khí ấm áp, con rất hiểu, đó không phải là nhà của con đó cũng không phải thuộc về con. Lúc còn rất nhỏ, con nhìn cha ngồi lên xe tù, con tự nhốt mình vào trong phòng tối, khóc thật nhiều ngày, vẫn cảm thấy con bị người từ bỏ, thật ra dần dần trưởng thành mới hiểu được, cho dù bị vứt bỏ, thế giới cũng có một góc thuộc về con, bởi vì con còn sống. Chấm ngoặc kép, trang tính vỗ đau lòng, hai mắt dưng dưng nhìn cô gái này. Cho nên, chú không cần suy nghĩ gì. Chấm ngoặc kép, đường khả hình nhìn ông, nước mắt chảy xuống, Giọng nói có chút run rẩy cười nói, "Hoàn cầu cho con sống lại, con sẽ biết ơn cả đời, biết ơn từng người, bao gồm chủ tịch có ý tốt nhắc nhở con tối nay." Xe dừng ở trước nhà trọ của Vitus. Khả Hinh, chấm ngoặc kép, trang tính vỗ đè nén xúc động, nhìn đứa bé hiểu chuyện, trong lòng cảm khái nói, "Cha của con cố gắng như thế nào, mới dạy dỗ cho con trở thành người hiểu chuyện và khéo hiểu lòng người như vậy." Bởi vì thông cảm cho người khác, đối xử tốt với người khác chính là đối xử tử tế với mình. Đường Khả Hinh lại cười, hít hít lỗ mũi đỏ bừng, cố giả bộ thản nhiên đưa đôi tay run rẩy đẩy mạnh cửa xe, đi ra khỏi rôn roi. đứng ở trong bóng đêm, nhìn chiếc rôn roi này, lại cười nói: ôi, chiếc xe này thật xinh đẹp, chỉ là con thật không có ý muốn ngồi vào trong chiếc xe xinh đẹp như vậy. sau này con cảm thấy vẫn nên tự đi thì tốt hơn. cô nói xong, liền ôm túi sách hướng về phía trang tính vu ở bên trong xe khom lưng nước mắt nhỏ xuống, mới lại ngẩng đầu lên, nhìn ông nghẹn ngào cười nói: Chủ tịch, ngài đi thông thả, trên núi rất lạnh, phải cẩn thận thân thể, trở về nghỉ ngơi sớm một chút. Trang tính vũ vẫn im lặng nhìn cô. ngoặc kép chấm chấm ngoặc kép, đường khả hình kiên trì mỉm cười nhìn ông. Trang tính vũ thở dài, do dự một lát, chỉ đành phải căn dặn tài xế nói: đi thôi. Tài xế gật đầu, liền từ từ xoay tay lái, xe xe quay lại đường tới lúc tới. Đường khả Hinh đứng tại chỗ, lặng lẽ nhìn theo chiếc Rolls Royce màu xanh bạc, rất xinh đẹp dần dần biến mất ở trong bóng đêm, hai tròng mắt của cô lập tức trào nước mắt, một cảm giác nặng nề mệt mỏi và đau đớn không kịp phản ứng, làm cho cô trong nháy mắt giống như mất sức, tay không tự giác chống đỡ vào một gốc cây phong trên đường núi, nhớ tới lời trang tính vũ mới vừa rồi, từng câu đâm vào tim, hình ảnh trang hạo nhiên và lâm na trong máy vi tính, đã phủ lên tất cả ngọt ngào và rung động của mình. Cô hít sâu một hơi, cắn chặt răng, nắm chặt túi sách, từng bước từng bước loạn choạng đi về trước căn nhà trọ nhỏ, nhưng người cô vẫn chưa đi đến trước cửa, ánh đèn lập tức sáng lên, phịch một tiếng, cửa chính mở ra. Túi sách trong tay rơi xuống. Đường khả hình đứng ở trong bóng đêm, hai mắt nổi lệ, giơ lên đôi bàn tay nhỏ bé, cắn chặt răng. Đã nói, 10 giờ nhất định phải trở lại, luôn không nghe lời, chấm than ngoặc kép, Vitus cầm cây roi dài, quất mạnh vào lòng bàn tay của đường khả hình cơn đau đâm thẳng vào trái tim. Nước mắt đường khả hình chảy xuống, nhưng không biết đau đớn này từ trong thân thể dâng lên. Cây roi trong tay Vitus, vung mạnh từng hồi từng hồi. Đường khả hình cắn chặt răng, cố gắng chịu đựng, cho đến khi đôi tay kia vừa đỏ vừa sưng, đau đến run rẩy, giống như trái tim mong manh. chương 674, có gì không giống? Đêm, vẫn đêm đó. Trang tính vũ một mình đứng ở trước cửa sổ sát đất phòng làm việc, Hai mắt thâm thúy chăm chú nhìn ánh sao nơi xa, nhớ tới Đường Khả Hinh ngồi ở bên trong buồng xe, vừa rơi lệ vừa khéo léo hiểu chuyện mỉm cười, thái độ kiên cường, dịu dàng hiểu lòng người, trong lòng ông nặng nề cảm thán một cái. "Trí Long, anh cũng biết, tôi rất hy vọng Khả Hinh thật có thể là con dâu của nhà họ Trang chúng tôi, bởi vì nó thật sự là một đứa bé rất hiểu chuyện và khéo léo, giống như khi còn bé, thường ngồi ở bên cạnh tôi, dùng bàn tay nhỏ bé non nớt bóc hạt dưa cho tôi." lộ ra nụ cười ngọt ngào và tinh nghịch đáng yêu. mặc dù ông cụ tưởng hy vọng nó có thể làm con dâu nhà họ tưởng, nhưng cho tới bây giờ tôi cũng không có ngưng thưởng thức đối với đứa bé này. thái hiền đứng ở một bên nhìn trang tính vũ không nhịn được nghi ngờ nói: chủ tịch thật ra tôi thấy ngài rất ưa thích đường tiểu thư. nếu như là vậy, tại sao phải buông tha? chấm ngoặc kép ánh mắt trang tính vũ nặng nề ngưng tụ thân thể dâng lên một cổ khí thế mạnh mẽ chậm rãi nói, đường Chí long làm ở Hoàn Cầu đã từng là con hổ có đôi cánh, giúp nhà họ tưởng và tôi đón gió lướt sóng, sáng lập vô số kỳ tích cho Hoàn Cầu. Ông ấy cơ trí khí phách, làm việc cẩn thận, nhìn xa trông rộng, khi còn bé hạo nhiên, là một người thầy ưu tú nhất, một nhân vật như vậy, cũng không sẽ dễ dàng đưa ra yêu cầu. Khi ông ấy đưa ra thì yêu cầu này tuyệt đối không phải quá mức, mặc dù không chính xác 100%. Nhưng nhất định là nghĩ sâu tính kỹ, tôi rất hiểu ông ấy nhưng có một số việc nếu như không nói rõ chúng ta làm sao biết yêu cầu của ông ấy chính xác thái hiền rất đau lòng cho trang hạo nhiên hai mắt trang tính vỗ lóe lên mới nói tiếp nếu như vì một chút nguyên nhân ông ấy nhất định không thể nói nguyên nhân đó nhất định rất đáng sợ thái hiền không nói trang tính vỗ cũng im lặng chỉ đứng ở một góc trước cửa sổ sát đất nhớ tới đường khả hình ở bóng đêm rơi nước mắt trong lòng của ông đau nhói con gái con khổ rồi xoảng đường khả hình đứng ở trước ánh đèn bàn hơi nhạt chừng mắt nhìn bộ tranh ghép hình trang hạo nhiên làm cho mình xoảng một tiếng vỡ vụn thủy tinh bắn ra đầy đất vô số mô đun ghép hình bung ra bắn tới tùng góc phòng hai mắt của cô rưng dưng đôi tay sưng đỏ run rẩy rũ xuống một bên nhìn khuôn mặt tươi cười trong khung hình đã bể nát nghĩ tới nó đã làm bạn với mình đi qua hôn lễ đi qua thù hận đi qua cambridge đi qua một chút ngọt ngào đi qua vườn nho mới phát hiện con đường này khá dài Cô gái này chậm rãi đứng ở trước khung hình vỡ nát, chăm chú nhìn đống mảnh vụn, cô đơn vùi đầu vào trong đầu gối, không phát ra một tiếng. Tại sao mấy ngày nay, phát hiện nước mắt lại ít đi một chút, không thích khóc giống trước kia. Đèn bàn vẫn chậm rãi tỏa sáng. Một bóng dáng cô đơn vẫn ngồi ở trong khung hình vỡ nát, yên lặng, thật yên lặng cùng với. Sáng sớm hôm sau, Trang Hạo Nhiên phải đi chạy bộ buổi sáng, tinh thần sảng lãng tắm rửa sạch sẽ. Mặc quần áo ngủ màu trắng, tóc hơi ẩm ướt đứng trước tủ quần áo màu trắng cực lớn, nhìn tủ âm tường dài ước chừng 3 mét, nhìn tất cả màu sắc áo sơ mi, anh một lát đi tới trước áo màu tím thẫm, cảm thấy lập dị, một lát đi tới trước áo màu trắng, lại cảm thấy quá đơn giản, anh thở dài, thật phiền não. Lại suy nghĩ một lúc, khuôn mặt anh tươi cười, vươn tay từ bên trong lấy ra một cái áo sơ mi màu xanh nhạt, cầm hộp điều khiển từ xa, mở một cái tủ âm tường, cửa tủ màu trắng dài 5 mét chậm rãi mở ra vô số tây trang cao quý tỏa sáng lấp lánh, anh lập tức lấy một bộ tây trang kẻ sọc màu đen, cười nhỏ đi vào phòng thay quần áo. Không đến bao lâu, bên trong liền truyền đến tiếng thay quần áo. Cửa, phịch một tiếng, mở ra. Trang hạo nhiên, người đàn ông đẹp trai thân cao 1m90, mặc tây trang kẻ sọc màu đen, bên trong kết hợp áo sơ mi màu xanh nhạt, cổ áo mở ra, đi tới trước kính toàn thân, vừa sửa sang lại tây trang và cổ áo, vừa nhìn khuôn mặt đẹp trai trong kính, Chính anh cũng không chịu nổi, cười nói, quá đẹp trai rồi. Tầng Thủy Tinh ở giữa chậm rãi mở ra, vô số cà vạt, nơ, kim cài vàng ròng, còn có hoa cài áo toàn bộ bầy ở chính giữa. Hai mắt anh lóe lên đi tới trước Tầng Thủy Tinh, nhìn một loạt đồ trang sức của đàn ông trong quầy kính chuyên dụng, cuối cùng từ trong một hộp màu xanh nhạt, cầm lên một đóa hoa cài áo màu xanh nhạt, nhẹ nhàng cài vào trước cổ áo tây trang, lấy thêm chai nước hoa đàn ông chị mới vừa từ Paris mua về cho mình cầm phun hai bên mặt của mình. Sau đó đi tới trước kính toàn thân, nhìn mình phong độ tao nhã, khí thế hiên ngang như vậy, cả người phát ra hơi thở vô cùng tôn quý, anh lại rất hài lòng nở nụ cười một lần nữa, lắc đầu một cái nói thật sự quá đẹp trai rồi. Trang hạo nhiên lập tức xoay người, trên mặt tràn đầy nụ cười, nhớ tới tất cả mọi chuyện cùng với đường khả hình ngày hôm qua, từ lúc cô thắt cả vạt cho mình ở văn phòng, rồi đến lúc họp, cô lướt trộm mình, cùng đi chợ hải sản, cô bất đắc dĩ xấu hổ, đến hôn môi. Mỗi ký ức đều quý giá như vàng, anh lại cười vô cùng vô cùng hạnh phúc, thay đôi giày da sáng bóng, rất phóng khoáng và vội vàng đi ra ngoài. Sáng sớm hôm nay ánh nắng mặt trời rực rỡ, tia nắng vàng óng ánh sáng ngời, vườn hoa phía sau khách sạn cỏ non đang xanh lá, từng cánh hoa tương tư màu hồng, còn đọng hạt sương sớm, nhỏ từng giọt, nhìn vô cùng đáng yêu. Dọc theo đường đi, Trang Hạo Nhiên chào hỏi từng nhân viên hoàn á, thậm chí nhìn thấy Tiêu Đồng đang sách theo tài liệu, chuẩn bị đi làm, vừa cùng với cô đi vào đại sảnh, vừa có chút nôn nóng hỏi, thân ái. Hôm nay cảm thấy tôi có gì khác không? Tiêu Đồng dừng lại, đứng ở trong hành lang, nhìn Trang Hạo Nhiên vóc người rất cao, khí thế hiên ngang đứng ở trước mặt, mặc tây trang màu đen, bên trong phối áo sơ mi màu xanh nhạt, mới nhìn rất thời thượng và thân thiết, rất phong độ tao nhã, liền cười nói, hôm nay. Hôm nay dường như là có thêm một thứ gì. chấm ngoặc kép. Có thật không? trên mặt trang hạo nhiên lại không ngưng được nụ cười, tiến lên một bước, hai mắt lóe sáng hỏi chỗ nào khác. Tiêu đồng không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn trang hạo nhiên bật cười nói, mặt của anh khác đấy, ông thần. Gì, sắc mặt trang hạo nhiên thu lại, ngạc nhiên hỏi, là ý gì? Tiêu đồng cố ý ho khan hai cái, mới giơ nhẹ đôi tay, khua ở trước mặt trang hạo nhiên, rất giống một diễn thuyết ra nói, bộ Tây Trang hôm nay, hiển nhiên là chị Trang của chúng ta cho em trai yêu mến của chị ấy, cắt may độc quyền, tây trang này có vẻ lộ ra thân hình khỏe mạnh của anh, rất đẹp trai, nhất là sọc đen thẳng đứng, nhìn từ xa rất lấp lánh, gần nhìn càng thời thượng, khí chất hết sức đặc biệt, áo sơ mi màu xanh lá cây, phối hợp rất tốt, vừa thời thượng vừa thân thiết, trang phục rất thích hợp để hẹn hò nhất. Có vẻ hôm nay cả người anh rất đẹp trai, đẹp trai hơn so với trước kia. Trang hạo nhiên ngẩng mặt lên, nhất thời cảm giác cả người cũng bay bỗng, lập tức vươn tay, gõ tiêu đồng, rất hài lòng rất kích động nói cô đồ cưới không giới hạn cảm ơn tổng giám đốc chấm than ngoặc kép tiêu đồng không nhịn được cười gật đầu nói nhưng anh có thể cho tôi một ông chồng hay không tôi muốn chồng không cần đồ cưới mấy năm rồi tôi không có nghỉ phép tôi muốn đi tìm tình yêu tốt nghỉ phép có lương hiện tại trang hạo nhiên hưng phấn đến nổi bạn muốn bắt anh đi xung quân anh cũng chấp nhận phốc tiêu đồng bật cười cùng lão đại đi vào thang máy mới có hơi kỳ quái nhìn anh cười nói, nếu như tôi đoán không sai, hôm nay vui vẻ như vậy, là bởi vì một lát nữa tiểu đường sẽ tới báo cáo công việc chứ. Khủ khủ khủ, đôi tay trang hạo nhiên cắm túi quần, đứng ở một bên, nhớ tới đường khả Hinh, hai mắt không nhịn được dịu dàng, trên mặt cười thật hài lòng. Ôi, xem xem kìa, tiêu đồng nhìn vẻ mặt anh, không nhịn được bật cười. Hai người cùng đi ra khỏi thang máy, Trang Hạo Nhiên biết 9 giờ đường Khả Hinh sẽ phải tới đây, Bây giờ còn thiếu 2 phút, anh nhanh chóng đi về phía phòng làm việc, vừa đi vào, vừa nhìn về phía Tiêu Đồng, hào hứng căn dặn, "Chuẩn bị cho tôi hai phần điểm tâm, tôi cảnh cáo cô, cô tự mình đưa vào, phải gõ cửa tôi nói đi vào mới vào, mấy người vô dụng kia luôn có thói quen không gõ cửa liền xông vào, làm như tôi là trẻ nhỏ." "Biết rồi." Tiêu Đồng cười đi vào phòng thư ký. Trang Hạo Nhiên thở dài một hơi, vẻ mặt đầy kích động đi vào phòng làm việc, muốn cởi tay Trang ngồi xuống nhưng vừa lo lắng khó chịu lại có một chút nóng anh lập tức mở hết cửa sổ sát đất phòng làm việc cắm tất cả trong chóng gió đường khả hình làm lúc trước vào mỗi một góc lại rất nôn nóng kích động đứng ở trước cửa sổ sát đất hít sâu một hơi cảm giác đầu óc mình hơi bình tĩnh đè nén cảm xúc đi hướng trước bàn làm việc ngồi xuống sau khi ngồi xuống phát hiện tư thế này không đúng tư thế kia không đúng lại cảm thấy vẫn là lúc làm việc đàn ông đẹp trai nhất mở tài liệu ra ánh mắt thật sự nhìn không rõ ràng lắm đang rối loạn tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Trang hạo nhiên nhận ra đây không phải là tiếng gõ cửa của tiêu đồng, anh lập tức có chút căng thẳng thở dốc một hơi, làm bộ xem tài liệu, kêu một tiếng, vào đi. Chấm ngoặc kép, cửa ầm ầm mở ra. Cả người Vitus lạnh lùng, tay cầm một phần tài liệu đi vào phòng làm việc, ném một phần tài liệu thưởng thức rượu trên bàn làm việc Trang hạo nhiên, nói tại sao cuộc đời của tôi lại thu được hai học trò tại Trung Quốc làm cho tôi phiền não như vậy. Trang Hạo Nhiên lập tức sửng sốt ngẩng đầu, nhìn Vitus, trong lòng lo lắng, hỏi thầy: "Thầy giáo, tại sao thầy tới đây? Khả hình đâu? Cô ấy đến nhà tổng giám đốc Tưởng, thỉnh cầu ký tên rồi." Vitus bất đắc dĩ nói. Trang Hạo Nhiên lập tức đứng lên, trợn to hai mắt, không thể tin nổi nhìn chòng chọc thầy giáo, kêu: "Đi đến chỗ tổng giám đốc Tưởng rồi." Chấm hỏi ngoặc kép, chương 675 trong chớp mắt. Chiếc xe hơi màu đen chậm rãi chạy về phía trước. Một sân cỏ khổng lồ hiện ra phía chân trời, ngôi biệt thự màu trắng hình vành khuyên giống như tòa lâu đài, hiện ra ở dưới trời xanh mây trắng. Hai đài phun nước hình con rồng bằng bạch ngọc khổng lồ ngẩng mặt lên trời phun ra dòng nước tươi mát. Ngay chính giữa là con đường đá trắng rộng lớn, nối thẳng cửa chính biệt thự huy hoàng đầy khí thế. Hai cánh cửa mở ra, có thể thấy kiến trúc xa hoa ở bên trong. Cửa sổ xe nhẹ nhàng quay xuống. Đường Khả Hinh mặc áo sơ mi cổ lá sen màu trắng không có tay, váy dài xếp ly màu xanh nhạt buộc tóc đuôi ngựa thật cao mang giày đế bằng màu trắng ngồi ở ghế phía sau tài xế đưa đầu nhìn phía ngoài cửa sổ gió mát bồng bềnh nhìn thấy nhà họ tưởng rất huy hoàng vẻ mặt cô từ từ lộ ra kinh ngạc mặc dù cô nghe nói nhà họ trang ở nước anh cũng là tòa biệt thự nhưng dù sao không có chính mắt nhìn thấy nhà của người sáng lập hoàn cầu hơn nữa trang hạo nhiên vẫn ở tại phòng tổng thống căn hộ tư nhân ở nước anh cũng xinh đẹp ấm áp xe tạm ngừng ở trước sân cỏ tài xế xoay đầu lại nhìn đường khả hình, nói, đường tiểu thư, lúc chúng tôi mới vừa tiến vào, đã thông báo cho quản gia, ông ấy sẽ lập tức thông báo chuyện này cho tổng giám đốc tưởng, cô đứng ở chỗ này chờ, một chút nữa sẽ có người giúp việc đón cô. Tôi phải lái xe đi ra ngoài trước, từ trước đến giờ nhà họ tưởng không cho phép xe bên ngoài tiến vào vườn hoa. Tốt, chấm ngoặc kép, đường khả hình chỉ đành phải mỉm cười đáp lời, sau đó tay ôm tài liệu, đẩy cửa đi xuống xe, đứng ở giữa sân cỏ rộng lớn, ngẩng đầu lên nhìn gian sảnh chính nhà họ tưởng, nhìn vào như vậy, càng lộ vẻ huy hoàng. Grogu, hu, chấm than ngoặc kép, phía trước một con vật chạy tới. Đường khả hình ôm tài liệu xoay người, nhìn thấy Oscar, con chó lông vàng này oai phong giống như tướng quân, từ trong mặt cỏ rộng lớn, Khoai trá phi nhanh tới, cô vui vẻ mỉm cười, lập tức ngồi sổ người xuống, đón Oscar chạy như bay đến, tay ôm nhẹ thân thể của nó, vuốt bộ lông vàng mềm mại trên người nó, vui vẻ kêu nhỏ Oscar, chúng ta đã lâu không gặp tao rất nhớ mày mày có nhớ tao không nó nhất định nhớ em chấm ngoặc kép phía trước truyền đến một giọng nói đường khả hình khẽ vuốt ve cổ của oscar quay đầu nhìn thấy tưởng thiên lỗi mặc áo sơ mi màu trắng quần tây màu đen đứng ở trong mặt cỏ vẻ mặt đang lộ ra thâm tình mỉm cười nhìn mình cô cũng chậm rãi đứng dậy nhìn người đàn ông dùng tánh mạng ngăn chặn cho một kiếp nạn cũng mỉm cười Gió ngọt ngào ở trong bầu trời xanh thẳm lướt qua, từng đám mây trắng biến đổi thành hình dáng đáng yêu. Tưởng thiên lỗi dẫn đường Khả Hinh đi dọc theo con đường đá trắng rộng rãi của nhà họ Tưởng, trực tiếp đi vào cái sân chính nhà họ Tưởng. Đường Khả Hinh ở bước vào gian sảnh chính của nhà họ Tưởng lập tức kinh hãi, cô vẫn cho rằng phủ thủ tướng, nhà của Tô Thủy Kỳ cũng đã cực kỳ xa hoa, nhưng không ngờ nhà họ Tưởng, bá chủ của châu Á lại huy hoàng như vậy, giữa đại sảnh mang phong cách châu Âu trải tấm thảm khổng lồ ngay chính giữa rũ xuống 999 đèn thủy tinh nhỏ, bên cạnh lan can màu trắng khắc hoa văn xây một cái đài phun nước hình chim ưng, ghế salon viền vàng đặt ngay chính giữa tấm thảm, phía trước chính là lò sưởi trong tường dùng tua gen màu đen bao quanh. 12 khung cửa hình vòm màu trắng khắc hoa văn hình lưới, phát ra ánh sáng vàng rất rực rỡ, vô số người giúp việc mặc đồng phục màu đen, ở trong cánh cửa hình vòm, tay nâng khay đi tới đi lui. Tưởng thiên lối đứng ở bên ghế salon xa hoa, mỉm cười nhìn đường khả hình. Đường khả hình vẫn còn chìm đắm trong cảnh tượng này, nổi lên có chút cảm giác kỳ lạ, cảm thấy kỹ sư thiết kế tòa nhà này nhất định trong lòng mang theo hào khí ngất trời, nếu không, làm sao tạo nên kiến trúc huy hoàng khí thế như vậy. Cô nhìn từng cổng vòm, lúc này mới phát hiện ra, giữa các cổng vòm khác hoa văn khác nhau, nhưng hết liên quan nhau, hai mắt của cô lại lóe lên, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Cô ngẩn ra, Diệp Mạn Nhi mặc áo sơ mi màu đen không có tay, Quần màu đen ống rộng, tay vịn lan can trước cổng vòm lạnh lùng cúi xuống, nhìn Đường Khả Hinh. Mặt của Đường Khả Hinh lập tức đỏ lên, trái tim buộc chặt, căng thẳng nói không ra lời. Tưởng Thiên lỗi đau lòng nhìn Đường Khả Hinh căng thẳng, liền nhẹ nhàng nói: Mẹ, mẹ đừng như vậy, hù dọa Khả Hinh đấy. Diệp Mạn Nghi không nói lời nào, chỉ lạnh lùng đi qua mấy cái cổng vòm, tới giữa cầu thang kim loại đạp thảm đỏ chậm rãi đi xuống, mới nhàn nhạt nói: Tại sao lại có thời gian tới đây? lúc trước, phái người đi mời, cũng không chịu nhượng bước. Đường khả hình hoảng sợ đến tim đập mạnh, vội vàng hướng về phía bóng dáng của Diệp Mạn Nghi, khẽ khom lưng, xin lỗi nói, thật xin lỗi, chủ tịch phu nhân, tôi. Lúc trước, tôi bị thầy giáo giam lại, vẫn luôn học tập, để tăng cường phục hồi khứu giác, cho nên. Chấm ngoặc kép, tôi có thể hiểu, Diệp Mạn Nghi nhàn nhạt nhìn đường khả hình, hai mắt lướt nhẹ ở trên người của cô, phát hiện mấy ngày không thấy, thân hình cô vẫn mỏng manh, nhưng ngược lại có vài phần khí chất vì con trai chỉ đành phải cau mày nói tại sao cô gầy như vậy bình thường không ăn cơm sao ánh mắt đường khả hình chợt lóe lập tức nắm chặt tài liệu nín thở nói vâng ăn cơm ăn cũng không ít nhưng chỉ là chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi dịu dàng nhìn đường khả hình càng nhìn càng yêu càng nhìn càng động lòng trên mặt không nhịn được nhộn nhạo nụ cười tới đây có chuyện gì diệp mạn nghi nhìn vẻ mặt con trai như vậy không có cách nào, liền hỏi. Mấy ngày nữa, khách sạn chúng ta có một tiệc thưởng thức rượu, thầy giáo gọi tôi mang tài liệu tới đây, xin tổng giám đốc ký tên. Chấm ngoặc kép, đường khả hình nhẹ nhàng nói. Tưởng thiên lỗi nghe vậy, sắc mặt mới hơi sướng sờ, bởi vì ở nhà nghỉ ngơi một thời gian dài, mới nhớ tới tổ chức tiệc thưởng thức rượu. Đưa khả hình ra sau vườn hoa đi, tránh để cô ấy ngồi ở chỗ này, nhìn thấy chủ tịch lại căng thẳng không nói được gì. Diệp Mạn Nhi xoay người, căn dặn quản gia nói, quản gia, mang chè huyết yến tôi hầm cho Tuyết Nhi từ tối hôm qua, bưng tới, sau đó nghiền nát nhân sâm trăm năm làm cho cô ấy một chút bánh ngọt đi. Vâng, chấm ngoặc kép, lão quản gia nghe vậy, lập tức dẫn người giúp việc xoay người đi khỏi. Phu nhân, bà đừng khách sáo, tôi xin chữ ký xong, lập tức đi ngay. Đường khả Hinh vội nói, đã tới rồi thì ngồi đi, Diệp Mạn Nghi nói xong, đã lạnh lùng xoay người đi ra khỏi đại sảnh. Tưởng thiên lỗi nhìn theo bóng lưng mẹ khẽ mỉm cười, mới nói với Khả Hinh, em không cần sợ mẹ của anh, thật ra bà ấy là người không xấu, thỉnh thoảng còn nhắc tới em, nói rất thưởng thức em nhiệt tình đối với công việc. Đường Khả Hinh im lặng đứng ở một bên, chỉ cười khổ. Đi thôi, ra sau vườn hoa, tưởng thiên lỗi nói xong, liền dẫn đường Khả Hinh đi lên cầu thang, đến giữa tầng, lại đi xuống bên trái chính là vườn hoa phía sau nhà họ tưởng, đối lập với đại sảnh huy hoàng phía trước phía sau vườn hoa lại là cây cầu cửu khúc kéo dài đến một góc hồ sen, mấy bức tượng con tiên hạc đứng ở bên cạnh rào chắn, trông rất sống động. Từng làn gió mát thổi đến. Đường khả hình ngửi được mùi sen, tâm trạng không khỏi bình tĩnh, lộ ra nụ cười. Khứ giác của em khôi phục thế nào rồi? Tưởng thiên lỗi dẫn đường khả hình mỉm cười đi tới đầu cây cầu cửu khúc nhô ra giữa sân thượng là bàn ăn theo phong cách châu Âu, ngọn đèn dầu, còn có bộ chén đũa mạ vàng, trưng bày hết sức tinh tế sang trọng, hai ghế ngồi kiểu châu Âu, phân ra hai bên để hai gối dựa theo hoa. người giúp việc chia nhóm đang cầm khay từ một nhánh cầu cửu khúc khác đi đến, đặt trên bàn bánh ngọt tinh xảo và bình ngọc đựng trà hoa hồng. ngồi đi. chấm ngoặc kép. Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười đi tới chỗ ngồi trước, kéo ghế cho Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh không có cách nào, chỉ đành phải im lặng đi tới, nói cảm ơn, ngồi xuống. Tưởng Thiên Lỗi cũng ngồi ở đối diện. Lúc này quản gia cũng nhanh chóng đi đến mang cho anh một ly trà nhân sâm trăm năm, mới cung kính nói, cậu chủ, bà chủ căn dặn, hy vọng cậu đừng ngồi quá lâu, điều này không có lợi cho thân thể bình phục. Ừ, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi đáp nhẹ. Đường khả hình ngẩng đầu lên, nhìn tưởng thiên lỗi, lo lắng hỏi, anh khá hơn chút nào không? Tưởng thiên lỗi tao nhã ngồi đó, mỉm cười ngẩng đầu lên, nhìn đường khả hình nói, tốt một chút rồi. Cảm ơn quan tâm. Đường khả hình chăm chú nhìn anh một cái, Phát hiện sắc mặt anh khá hơn một chút, nhớ lại ngày đó anh bị xe đụng vì mình, thân thể đập xuống, khóe miệng tràn máu, ánh mắt buồn bã, lòng của cô liền hoảng sợ và khổ sở, khẽ cúi đầu, thở nhẹ một hơi. Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi xoay tròn nhìn vẻ mặt Đường Khả Hinh, khẽ mỉm cười, nói: "Đâu, đưa tài liệu cho anh xem một chút." Đường Khả Hinh nghe vậy, lập tức đưa tài liệu của mình cho anh. Tưởng Thiên Lỗi mở ra xem, cười nói: "Lần này em chủ trì tiệc thưởng thức rượu." Vâng, chấm ngoặc kép, đường khả hình gật đầu. Tưởng thiên lỗi ngẩng đầu lên nhìn cô, cười nói có lòng tin không? Đường khả hình nghe hỏi, khẽ mỉm cười, nói không có, nhưng em sẽ cố gắng, anh cũng đừng không chịu ký tài liệu đấy. ủng hộ em đi, làm ơn. Tưởng thiên lỗi cười, lại yên lặng xem nội dung tài liệu, từng loại rượu đỏ, lại hỏi hạo nhiên ký chưa? Chưa, chấm ngoặc kép, ánh mắt đường khả hình xoay tròn, sâu kín nói, thầy giáo nói, ông ấy đi tìm tổng giám đốc, em tới tìm anh ký. Tưởng thiên lỗi chậm rãi ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn đường khả hình, nói, hai người các người có chuyện gì không? Đường khả hình lập tức ngẩng đầu lên, nhìn anh nói, không có. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi chăm chú nhìn đường khả hình một cái, cũng không có nghĩ quá nhiều, lại mỉm cười cúi đầu xem tài liệu một chút, đang do dự. a không phải có vấn đề gì chứ, em sẽ cố gắng, anh tin em đi, thầy giáo nói hôm nay em tìm anh mà không ký được, em sẽ bị phạt. Đường khả hình thật có chút căng thẳng. Tưởng thiên lỗi chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn đường khả hình một cái, mới bật cười nói, Vitus rất thông minh. Cái gì, đường khả hình không hiểu hỏi. Phía trên có một khoản tiền, là phân chia cho trang trại nho cỡ nhỏ, hơi nhiều, đó là bởi vì ông ấy yêu cầu đối với thể rượu quá cao, hội đồng quản trị sẽ không phê duyệt, nhưng ông ấy cho em đến tìm anh, anh sẽ không từ chối em được." Chấm ngoặc kép, Tưởng Thiên Lỗi bật cười, nhận lấy hộp nhung đựng bút máy người giúp việc đưa tới, mở ra, thoải mái ký ba chữ Tưởng Thiên Lỗi thật to trên tài liệu, ngoài ra còn ghi ngày tháng, đây là ngày đóng dấu trên tài liệu cho cô. Đường Khả Hinh thở phào nhẹ nhõm. Tưởng Thiên Lỗi vừa nhìn cô, vừa đưa tài liệu, mới chậm rãi cười, nói căng thẳng vậy. Chuyện này đối với em mà nói, rất quan trọng." Chấm ngoặc kép Đường khả hình nhẹ nhàng nói dứt lời, mới nhận lấy tài liệu. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi im lặng nhìn cô, một lúc lâu, mới hỏi, trong khoảng thời gian này. Tại sao không sang đây một chút, có thật bận rộn như vậy sao? Ngày ấy, hai người ôm nhau thật sâu, cũng chưa từng gặp mặt. Đường khả hình ngồi tại chỗ, suy nghĩ một chút, mặc dù biết tàn nhẫn, nhưng vẫn cắn răng đưa tay vào trong túi, lấy ra một cái hộp nhung, để lên bàn, đẩy nhẹ về phía trước dịu dàng nói, chiếc nhẫn này. Rất xin lỗi, em không thể nhận. Em biết rõ ngày ấy anh làm như vậy cũng là vì muốn cho như mà tiểu thư chết tâm. Em phối hợp với anh mấy ngày. Chấm ngoặc kép. Sắc mặt tưởng thiên lỗi thu lại, hai mắt lộ ra nhàn nhạt đau lòng nhìn cô. Đường khả hình chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn tưởng thiên lỗi mỉm cười nói, xin tin tưởng em, em từ chối anh, thật không phải vì anh không tốt, nhưng có một số chuyện đã trở thành quá khứ, có đôi lúc, quyết tâm hình thành trong chớp mắt, dường như không có cách nào thay đổi tưởng thiên lỗi vẫn im lặng nhìn cô đường khả hình cũng nhìn anh mỉm cười nói anh rất đẹp trai tương lai nhất định sẽ có cô gái tốt đẹp hơn làm bạn ở bên cạnh anh anh chỉ muốn em tưởng thiên lỗi nói lời này rất chắc chắn ngoặc kép chấm chấm ngoặc kép đường khả hình có chút bất đắc dĩ nhìn anh mỉm cười nói em đã từng chết cũng muốn yêu hôm nay số mạng vẫn không buông tha cảm tình của em sao anh không có muốn tình cảm của em trong quá khứ. Anh muốn em bây giờ, anh trao cho em cũng là anh bây giờ. Anh cầu hôn em là bởi vì anh muốn theo đuổi em, em trả lại nhẫn cho anh hay không trả lại cho anh, hoặc tắt anh một bạt tai, cũng không có ích gì. Tưởng thiên lỗi quyết tâm đưa lễ vật đính hôn này. Vậy nếu như trong tương lai, em có người trong lòng thì sao? Đường khả hình phát hiện mình có chút chín chắn, có chút tỉnh táo xử lý vấn đề này. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi không nói lời nào đường khả hinh nhìn anh cười nói anh vẫn ích kỷ tưởng thiên lỗi lại bật cười nói anh không lên tiếng là bởi vì anh không có nghĩ qua vấn đề này nếu em hạnh phúc anh sẽ chúc mừng em nhưng bây giờ chỉ cần em còn độc thân cho phép anh theo đuổi em được không anh yêu em cũng không được em có quá độc đoán hay không ngoặc kép chấm chấm ngoặc kép đường khả hinh thật sự bất đắc dĩ cười khổ tưởng thiên lỗi dịu dàng mỉm cười nhìn đường khả hinh dịu dàng nói thả lỏng một chút anh cũng không phải là sói nhiều lắm là kiếp sau làm oscar theo ở bên cạnh em đường khả hình không nhịn được cười nhưng vẫn đẩy chiếc nhẫn tới phía trước nói anh nhận đi em thật sự không thể nhận tưởng thiên lỗi lại vươn tay đẩy chiếc nhẫn về phía đường khả hình mới nói giữ lại tương lai em nhất định sẽ đeo lên tưởng thiên lỗi chấm ngoặc kép đường khả hình lại muốn đẩy chiếc nhẫn trả lại cho anh Tưởng Thiên lỗi lập tức nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, hai mắt lóe lên nóng bỏng nhìn cô, nói: "Khả Hinh." Chấm ngoặc kép. Đường Khả Hinh bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, lúc vừa muốn nói chuyện. "Thật sự rất ân ái." Chấm ngoặc kép. Một giọng nói lộ ra một chút lạnh lùng truyền đến. Hai người đồng thời quay đầu, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên lạnh lùng đứng ở bên cầu cửu khúc, nhìn chòng chọc qua bên này. Đường Khả Hinh sửng sốt. Ánh mắt Trang Hạo Nhiên đông cứng, đứng ở một bên trong lãnh đạm lộ ra mấy phần bất đắc dĩ và tức giận nhìn cô. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 676, không thể bình tĩnh. Gió mát lặng lẽ thổi qua, hồ sen xanh biếc tại một góc lộ ra mặt nước yên tĩnh, một con chuồn chuồn nhỏ nhỏ đậu ở trên lá. Ba người cùng nhau im lặng ngồi ở trên bàn ăn trước sân thượng, người giúp việc đi qua lại như thoi đưa, cầm khay đặt tất cả món bánh ngọt xuống trước mặt từng người, thậm chí quản gia đi tới trước mặt của Đường Khả Hinh cung kính khom người nói, đường tiểu thư, bánh ngọt này là bà chủ của chúng tôi cố ý căn dặn phòng bếp dùng nhân sâm trăm năm đã thành hình người, tốt nhất làm cho cô, nói cô thi đấu cực khổ, bồi bổ cho cô. Đường khả hình có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nhìn quản gia một cái, lại cúi xuống nhìn một phần bánh ngọt nhân sâm tuyệt đẹp ở trước mặt, thật sự bay ra mùi nhân sâm rất thơm nồng. Trang hạo nhiên ngồi ở một bên, nhàn nhạt nhìn cô. Đường khả hình biết có ánh mắt đang nhìn mình trồng trọc, trái tim của cô bị đè nén thật rất đau, nhưng vẫn lễ phép đáp lại cảm ơn ông, quản gia. Quản gia hơi gật đầu, bà chủ cũng đặc biệt chuẩn bị cho Trang Hạo Nhiên bánh ngọt hoa cam, nói cậu chủ Trang, đây là bà chủ cố ý căn dặn chuẩn bị cho cậu. Trang Hạo Nhiên nghe vậy, liền thở dốc một hơi, đổi tư thế ngồi, mới ngửa mặt không lộ vẻ gì nói cảm ơn quản gia. Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở một bên, cao mày nhìn Trang Hạo Nhiên, nói cậu làm sao vậy? vẻ mặt như vậy là người nào chọc giận cậu hả? Trang hạo nhiên chậm rãi mỉm cười, quay đầu nhìn tưởng thiên lỗi, thong thả nói tôi thế nào? Anh nhìn thấy tôi cũng không vui lắm chứ? Nếu cậu biết tôi mất hứng, còn muốn tới? Tưởng thiên lỗi nhìn anh, chắt lưỡi một tiếng cười hỏi. Chú dễ không thoải mái sao? Trang hạo nhiên chỉ đành phải cười nói. Đừng có nói nhảm, tưởng thiên lỗi nâng lên ly trà, uống một hớp nhỏ. Có muốn tôi mát xa cho anh hay không? Trang Hạo Nhiên vươn tay, muốn đặt lên bờ vai của anh. Đừng đụng tôi, tưởng thiên lỗi vội nói. Anh lại không cho phép tôi đụng anh, còn nói tôi không đến thăm anh, nói cách khác anh muốn tôi tới, bất quá hiện tại không đúng lúc thôi. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên cười nói xong, nhìn đường khả hình, ánh mắt thoáng qua lạnh lùng. Hai mắt đường khả hình chấp nhẹ. Biết vẫn phí lời, hai chúng tôi đang tán gẫu chuyện kết hôn đấy. Tưởng thiên lỗi lạnh lùng nói, Tưởng Thiên Lỗi, Đường Khả Hinh lập tức có chút căng thẳng ngẩng đầu, nhìn Tưởng Thiên Lỗi. "Thật sao?" Trang Hạo Nhiên bật cười, nhìn Đường Khả Hinh lại có chút nghiêm túc nói, "Khả Hinh, em là thư ký của anh, em tới đây không phải là vì ký tài liệu sao? Tại sao tới đây nói chuyện kết hôn? Nếu sự thật sự là như vậy, anh có quyền nói em tự ý bỏ việc, đuổi việc em." Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên nhìn Trang Hạo Nhiên. Tưởng Thiên Lỗi cũng bật cười nói, "Nhanh lên đuổi việc cô ấy đi." tôi muốn sớm cưới cô ấy về nhà. Không nên nói đùa, Tổng Giám Đốc tưởng, bây giờ em không có tâm tư nói chuyện này, không phải em đã, chấm ngoặc kép, đường khả hình nhìn anh, chỉ đành phải bất đắc dĩ nói. Nhấn cũng đã đưa ra, còn không có tâm tư, Trang Hạo Nhiên bật cười nói. Em, chấm ngoặc kép, đường khả hình vội vàng vừa muốn giải thích. Không giới hạn, Trang Hạo Nhiên nói ra những lời này. Đường khả hình sững sờ, nhìn anh. Trang Hạo Nhiên lạnh lùng nhìn cô, cắn chặt răng, đè nén cảm giác càng lúc càng điên cuồng, mỉm cười nói, anh đã từng nói, nếu như có một ngày em muốn kết hôn, cũng giống như Tiêu Đồng, đồ cưới không giới hạn. Đường Khả Hinh im lặng nhìn anh, đột nhiên cười nói, tổng giám đốc Trang, cảm ơn anh. Anh đối với mỗi thư ký đều rất tốt, em biết rõ. Trang Hạo Nhiên nắm chặt quả đấm, hai mắt hừng hực nhìn cô. Đường Khả Hinh không muốn nói chuyện, ép buộc mình bình tĩnh lại. Thở ra một hơi, mới đứng lên, nhìn Tưởng Thiên Lỗi nói: "Tổng giám đốc Tưởng, cảm ơn anh hôm nay chiêu đãi, nhưng em thật sự ăn không vô, tài liệu này, cảm ơn anh đã ký, dù sao cũng tốt hơn một số người không phân biệt công tư." Tưởng Thiên Lỗi có chút nghi ngờ, đầu tiên liếc mắt nhìn Trang Hạo Nhiên, sau đó nhìn Đường Khả Hinh, chỉ đành phải đứng dậy nói: "Anh đưa em đi." "Không cần, cẩn thận thân thể, em không làm phiền anh nữa, em xong chuyện rồi." "Cảm ơn." Đường Khả Hinh nói xong, liền cầm tài liệu lên lạnh lùng xoay người bước nhanh về phía trước đi qua cây cầu cửu khúc thậm chí thật bước nhanh trang hạo nhiên ngồi ở một bên lạnh lùng không lên tiếng tưởng thiên lỗi cao mày nhìn trang hạo nhiên nói cô ấy lại gây hỏa sao nói chuyện với cô ấy như vậy trang hạo nhiên im lặng hôm nay cậu tới đây làm gì vậy tưởng thiên lỗi nhìn anh nhàn nhạt hỏi thăm anh mà chấm ngoặc kép trang hạo nhiên hơi cười nhìn anh trái tim vẫn còn buộc chặt. Thăm xong rồi chứ, tưởng thiên lỗi cảm thấy anh rất nhàm chán, nói, sợ tôi không ký tài liệu kia, kế hoạch triển lãm rượu đỏ ở trong nước của cậu không mở được. Không phải, muốn hôn lưỡi với anh, Trang hạo nhiên nở nụ cười, lại nhắc cổ tay, nhìn thời gian, nói cũng không còn sớm nữa, tôi phải đi. Tưởng thiên lỗi không để ý tới anh. Đừng như vậy, chấm than ngoặc kép, Trang hạo nhiên cười vỗ nhẹ bờ vai của anh. Cậu! nơi xương sườn tưởng Thiên Lỗi đau nhói, tay đè vết thương, muốn gọi Oscar cắn anh. Đừng kêu con súc sinh đó. Lần sau tôi dùng thuốc chuột độc chết nó. Chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên nhanh chóng xoay người, sải bước đi tới phía trước. Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng, hơi ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng Trang Hạo Nhiên đã bước đi, nhìn bước chân anh lo lắng như vậy, anh hai mắt ngưng tụ, nổi lên một chút nghi ngờ. Sân chính nhà họ Tưởng. Trang Hạo Nhiên bước nhanh đi ra cửa lớn cái sân chính, ngẩng đầu lên lập tức nhìn thấy cái bóng nhàn nhạt của Đường Khả Hinh đã đi tới chiếc xe đón cô, xe gấp rút lái đi, hai mắt của anh nóng lên, đi xuống bậc thang thật nhanh, nhảy lên chiếc Audi PP, lập tức lái xe, cố gắng vượt phía trước lao đi. Đường Khả Hinh ngồi ở sau xe, ôm chặt tài liệu, nghĩ tới lời nói Trang Hạo Nhiên mới vừa rồi, trái tim của cô chợt đau nhói. Cửa sổ xe quét tới một trận gió chiếc audi piper nhanh như tia chớp lao nhanh tới phía trước cuối cùng xe nhanh chóng xoay tròn thắng gấp chặn ngang ở ven đường ttt chiếc xe hơi màu đen thắng gấp cả người tài xế nghiêng tới trước chưa tỉnh hồn nắm chặt vô lăng hai mắt trợn to nhìn người ở trước mặt kỹ thuật lái xe có thể so với tay đua trang hạo nhiên nhanh chóng cởi bỏ cúc áo tây trang lạnh lùng bước nhanh xuống xe phịch một tiếng đóng cửa xe cắn chặt răng bước nhanh đến chỗ ngồi phía sau xe hơi màu đen mở mạnh cửa xe, nặng nắm chặt tay Đường Khả Hinh, kéo mạnh cả người cô đi ra. Anh làm gì vậy? cả người Đường Khả Hinh bị Trang Hạo Nhiên kéo mạnh, cả người loạn trọng thiếu chút nữa té ngã. Trang Hạo Nhiên lập tức tiếp được thân thể của cô, sau đó lạnh lẽo nắm chặt tay của cô, lại nói chúng ta nói chuyện một chút. Chấm than ngoặc kép, em không có gì để nói với anh. Chấm than ngoặc kép, Đường Khả Hinh đứng ở ven con đường ngô đồng rộng lớn, nhìn Trang Hạo Nhiên kêu to em không có gì để nói với anh chấm hỏi ngoặc kép trang hạo nhiên tức giận nhìn đường khả hình muốn ức chế lại không ức chế được tức giận nhìn cô gầm nhẹ em nói cho anh biết ngày hôm qua em nói với anh tất cả đều là giả ngày hôm qua hôn môi với anh hôm nay tới gặp tưởng thiên lỗi muốn tiếp nhận nhẫn của anh ấy em có nghĩ qua cảm nhận của anh không nếu như em thật không thèm để ý đến anh tại sao để cho anh ôm em để cho anh hôn em em là phụ nữ như vậy sao lúc ấy em vì tưởng thiên lỗi đong đưa trái phải cho nên mới bị thương. Hôm nay em muốn gom tất cả, để đối phó với anh. Ở trong lòng của em, anh không có một chút vị trí nào sao. Chỉ cần có sự xuất hiện của anh ấy, anh đã cách xa em ngàn dặm. Hai mắt đường khả hình lập tức tràn lệ, thở phì phò ngẩng đầu, nhìn anh, đột nhiên cảm thấy tức giận nói, thật ra anh rất biết diễn giải. Chuyện gì anh cũng có thể nói, có nghĩ qua em không thể nói được chuyện gì hay không. Em có chuyện gì không thể nói? Lần này Trang Hạo Nhiên thật bị tổn thương, nhìn cô, vẻ mặt thất vọng nói, em yêu anh ấy hay yêu anh? Có khó khăn như vậy sao? Em biết bây giờ em tạo ra cục diện, chính là em lưu luyến tình yêu của anh ấy. Em cũng khát vọng nụ hôn của anh, như vậy thật quá mức, Đường Khả Hinh, anh cũng là người, không phải mỗi lần anh đều có thể nhẫn nhịn canh giữ ở bên cạnh em, tha thứ cho em hết lần này đến lần khác, anh cũng sẽ mệt mỏi. Anh cũng sẽ xoay người chấm than ngoặc kép, lồng ngực đường khả hình sắp nổ tung, nước mắt ở trong hốc mắt xoay tròn, bàn tay mới vừa bị anh kéo, rất đau, cô đột nhiên cảm thấy tức giận xoay người, nhìn Trang Hạo Nhiên, cắn răng nghiến lợi, hai mắt run rẩy nước mắt kích động, nói, bức tử em đi, cầm dao đâm chết em đi, cầm axit tạt vào mặt của em đi, hay chờ một lát nữa em đi ra đường, bị xe đụng chết. Được chưa, anh muốn một đáp án đúng không? Tốt, em cho anh, em không yêu tưởng thiên lỗi em cũng không yêu anh trang hạo nhiên tại sao em phải yêu anh ngày hôm qua hôn là em tự chủ động sao không phải là anh tự chủ động em không chỉ từ chối anh một lần chứ em có quyến du anh sao em chính là loại phụ nữ là lơi ong bướm đấy cha mẹ em sinh ra em chính là để cho các người trà đạp được chưa hai mắt trang hạo nhiên chợt lóe phát hiện lời nói mới vừa rồi có chút quá đáng liền hơi bình tĩnh lại thở hổn hển nói được rồi chúng ta đừng gây gỗ nữa bình tĩnh lại tại sao em phải bình tĩnh anh mắng em anh kêu bình tĩnh tại sao em để cho anh mắng anh cảm thấy tình yêu của anh rất đáng quý cảm thụ của em cũng không đáng quý sao em cũng không tin em rời khỏi hai người đàn ông các người sẽ không có ai muốn em em không tin em một lát nữa em đi ra đường tùy tiện tìm một người đàn ông em cũng tìm không ra chấm than ngoặc kép đường khả hình kích động gom hết tất cả uất ức hai ngày qua hét lên một lần trong lòng trang hạo nhiên căng thẳng lập tức tiến lên nhìn cô tức giận nói em nói bảy cái gì hả chấm than ngoặc kép em chính là muốn như vậy chấm than ngoặc kép đường khả hình tức giận đến cả người phát run lại cắn chặt răng nhìn anh giống giận các người là con cái có mẹ sinh có cha nuôi em không có sao em cũng có lòng tự trọng em một đường đi tới ngày hôm nay em dễ dàng sao em muốn tha thứ cho một người em không dễ dàng các người đều cảm thấy em hy sinh em tha thứ em bỏ ra tất cả mọi thứ là chuyện đương nhiên tình yêu của các người rất vĩ đại chưa từng có em lại khó khăn như thế nào anh có hiểu không thật ra bây giờ căn bản không có một người nào có thể thật sự hiểu em hiểu em cho em một chút an ủi và vui vẻ đều là một mình em vất vả chống đỡ mỗi tối làm bạn với em chỉ có nước mắt bây giờ em nói với anh em không yêu anh trang hạo nhiên em cũng không yêu tưởng thiên lỗi bắt đầu hôm nay em sống một mình Tất cả đàn ông cút xa một chút cho em, đừng có khi dễ tính khí tốt của em nữa. Sau này ai chết vì em là chuyện của các người. Chấm than ngoặc kép. Cô run rẩy nói xong, liền xoay người muốn ngồi vào trong xe. Lúc này Trang Hạo Nhiên mới sốt ruột, anh lập tức nắm chặt cánh tay Đường Khả Hinh, dùng sức kéo cô, nói, "Được rồi, được rồi, được rồi. Lần này anh sai rồi, anh kích động, xin lỗi, chúng ta bình tĩnh một chút." em không muốn bình tĩnh với anh. Chấm than ngoặc kép, đường khả hình tức giận đến sắc mặt trắng bệch, lập tức hất mạnh tay của anh ra, tức giận giống lên, em cũng là một người tự trọng. Chỉ cần em còn sống, thượng đế luôn có lý do. Nhưng không nhất định để mặc cho các người trà đạp, cách em xa một chút, em không muốn nhìn thấy anh. Chấm than ngoặc kép, cô nói xong, nhanh chóng xông vào xe, gào lớn, lái xe. Chấm than ngoặc kép chấm, khả hình, chấm than ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên lập tức muốn tiến lên, mở cửa xe. Xe lại vèo một tiếng, lao thẳng tới phía trước. Trang Hạo Nhiên hối hận đứng tại chỗ, nhìn chiếc xe kia đi xa, bình tĩnh lại, nhớ tới lời mình mới vừa nói với cô, cảm thấy hối tiếc gõ mạnh vào chán, thở ra một hơi, mắng một câu, đáng chết. Chấm than ngoặc kép, chương 677, ném hư. Tòa nhà hoàn á, cửa phòng làm việc tổng giám đốc chậm rãi mở ra, cả người Trang Hạo Nhiên mệt mỏi đi vào, nghĩ tới mới vừa gây gổ với đường khả hình, ánh mắt anh chợt lóe sáng, vừa chậm rãi cởi tay trang xuống, vừa nặng nề ngồi ở trên ghế salon, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, thở dốc một hơi. Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Vào đi, chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên nhàn nhạt đáp lời. Tiêu đồng mỉm cười đẩy cửa đi tới, nhìn trang hạo nhiên hỏi, lão đại, anh gọi điểm tâm lúc nào đưa tới. Khả hình đâu? Trang hạo nhiên im lặng không lên tiếng. Tiêu đồng sướng sở đi tới trước mặt anh, nhìn anh ngạc nhiên hỏi, này, anh làm sao vậy, xảy ra chuyện gì sao? Không có việc gì, cô ấy không tới, cô đi ra ngoài đi. Trang hạo nhiên lại thở dài một cái, tay chống chán, mệt mỏi không còn hơi sức nói chuyện. Làm sao rồi, không phải cô ấy nghe lời của Vitus khăn dặn, đi đến chỗ tổng giám đốc tưởng ký tài liệu sao? Tại sao không tới, tiêu đồng có chút kinh ngạc hỏi. Trang hạo nhiên mở mắt, Quay đầu lại nhìn tiêu đồng, kinh ngạc nói, cô nói cái gì? Là Vitus bảo khả hình đi tìm tổng giám đốc tưởng ký tên. Đúng vậy, tiêu đồng bật cười nói, Vitus rất coi trọng rất nhiều loại rượu vang sủi bọt kinh điển đến từ vườn nho vùng ép lần này, nhưng có một số thành viên hội đồng quản trị không chấp nhận, có lẽ ông ấy cảm thấy tổng giám đốc tưởng không thể từ chối được khả hình, nên để cho khả hình đi. Đây cũng là chuyện không có cách nào, Vitus đối với rượu đỏ yêu cầu quá cao. Ngoặc kép chấm chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên im lặng kinh ngạc nhìn cô. Chuyện gì vậy, rốt cuộc anh có chuyện gì vậy, tiêu đồng nhìn anh như vậy, thật có chút sốt ruột. Ý cô nói là, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên vẫn có chút không dám tin chắc, nhìn tiêu đồng, trái tim đập thình thịch, nhìn cô kinh ngạc nói, là Vitas yêu cầu khả hình đến nhà tổng giám đốc tưởng, đúng không? Đúng vậy, chấm than ngoặc kép, tiêu đồng lại cười đáp. Trang Hạo Nhiên cảm thấy hối tiếc ngồi bật dậy ở trên ghế salon, cúi đầu, hai tay chống chán, càng thở dốc một hơi. lão đại, chấm ngoặc kép, tiêu đồng nhìn anh như vậy, có chút lo lắng, nhưng mặt hỏi anh làm sao vậy? trang hạo nhiên im lặng lắc đầu một cái, nói không có việc gì, đi ra ngoài đi. tiêu đồng im lặng nhìn anh một lúc lâu, chỉ đành phải lặng lẽ xoay người đi khỏi. trang hạo nhiên lại im lặng ngồi ở trên ghế salon, nhớ tới đường khả hình hôm nay tức giận đến phát run hai mắt tràn lệ nói các người là con cái có mẹ sinh có cha nuôi em không có sao em cũng có lòng tự trọng em một đường đi tới ngày hôm nay em dễ dàng sao em muốn tha thứ cho một người em không dễ dàng các người đều cảm thấy em hy sinh em tha thứ em bỏ ra tất cả mọi thứ là chuyện đương nhiên tình yêu của các người rất vĩ đại chưa từng có em lại khó khăn như thế nào anh có hiểu không thật ra bây giờ căn bản không có một người nào có thể thật sự hiểu em hiểu em cho em một chút an ủi và vui vẻ. Đều là một mình em vất vả chống đỡ, mỗi tối làm bạn với em chỉ có nước mắt. Trong lòng đau nhói, lúc này Trang Hạo Nhiên mới phát hiện ra trong khoảng thời gian này, mình vẫn không có quan tâm cảm thụ trong lòng cô, chỉ rất nhiệt tình theo đuổi. Em cũng không tin, em rời khỏi hai người đàn ông các người, sẽ không có ai muốn em. Em không tin em một lát nữa em đi ra đường, tùy tiện tìm một người đàn ông, em cũng tìm không ra, những lời này vẫn quanh quẩn trong đầu, nghe xong làm cho người ta kinh hãi. Trang Hạo Nhiên lập tức lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng mở màn hình, vừa vặn là hình mình và khả hình chụp ở Cambridge, lúc ấy mình hôn ở trên mặt của cô, cô cười rất sửng sốt cũng rất ngọt ngào, hai mắt anh lóe lên. Đau lòng nhìn khả hình, có lẽ ở Cambridge rất khổ sở mệt mỏi, nhưng khi đó, ít ra cô cười rất ngọt ngào. Anh chăm chú nhìn khả hình nở nụ cười trước màn hình, thật đẹp. Không kịp chờ đợi, Trang Hạo Nhiên lập tức nhấn số điện thoại đường Khả hình, thở gấp, muốn cho cô nghe điện thoại. Chuông điện thoại di động vang lên, nhưng vẫn không có ai nhận, anh cầm điện thoại di động, vội vàng nghe. Tiếng chuông tiếp tục vang lên. Vitus ngồi ở trước bàn làm việc, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn học trò đang chăm chú ngồi ở trên ghế salon, không người xuống, sắc mặt lạnh nhạt nghiêm túc ghi chép tài liệu, cũng không nhúc nhích. Trước mặt, chuông điện thoại di động tiếp tục vang lên tại sao không nhận điện thoại? Vitus ngồi ở trước bàn làm việc, tay cầm bút máy, nhìn học trò, nhàn nhạt hỏi. Đường khả hình nghe vậy, lập tức cầm điện thoại di động lên, tắt máy, sau đó lật mặt sau điện thoại, nhanh chóng tháo pin ra, ném sang một bên, tiếp tục vùi đầu ghi chép tài liệu. Vitus giật mình. Đường khả hình ngồi ở trên ghế salon, hai mắt nhanh chóng chuyển lên tài liệu, nhớ lại trang hạo nhiên nói em yêu anh ấy hay yêu anh. Có khó khăn như vậy sao? em biết bây giờ em tạo ra cục diện, chính là em lưu luyến tình yêu của anh ấy. Em cũng khát vọng nụ hôn của anh, như vậy thật quá mức, đường khả hinh, anh cũng là người, không phải mỗi lần anh đều có thể nhẫn nhịn canh giữ ở bên cạnh em, tha thứ cho em hết lần này đến lần khác, anh cũng sẽ mệt mỏi. Anh cũng sẽ xoay người. Hai mắt của cô chợt đỏ bừng, nhưng vẫn cố nén nước mắt, hít hít lỗ mũi đỏ bừng, tiếp tục cầm bút ghi chép nội dung. Vitus nhìn bộ dáng học trò như vậy, liền chậm rãi hỏi, sáng sớm cô đến nhà tổng giám đốc tưởng, dùng điểm tâm chưa? Không có, đường khả hình nhanh chóng trả lời, sau đó tay cầm bút, nhanh chóng lọc các mẫu rượu chính, cũng lấy rượu vang sủi bọt làm chủ, có thể nghĩ, người Pháp yêu thích rượu vang sủi bọt đến cỡ nào. Vitus nhắc cổ tay, liếc mắt nhìn thời gian, sắp 12 giờ rồi, nói tạm ngừng công việc trước đi. Đi ăn cơm. Không cần, đường khả hình muốn trốn ở chỗ của thầy giáo, yên ổn làm việc đi ăn cơm, không phải người Trung Quốc các người có câu, thân thể là nguồn gốc cách mạng. Vitus nhìn thấy học trò sau khi từ nhà họ tưởng trở về, tâm trạng không tốt, cũng thông cảm mấy ngày này, cô quả thật không dễ dàng. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, đường khả hình dừng lại động tác, bây giờ không muốn ăn. Đi đi, Vitus lặng lẽ đứng lên, nhắc tay trang, vừa mặc vừa nói. Đường khả hình không có cách nào, chỉ đành phải để bút máy xuống, đóng tài liệu lại, trong lòng đè nén cảm xúc tràn đầy, đứng lên đi ra ngoài. Phòng ăn nhân viên, Trần Mạn Hồng, Nhã Tuệ, Tiểu Nhu, ba cô gái cùng cầm đúa, muốn sững sờ nhìn người trước mặt. Đường Khả Hinh không nói câu nào, khuôn mặt lạnh lẽo hiếm thấy, cầm muỗng, cố hết sức múc cơm, từng muỗng từng muỗng nhét vào trong miệng, còn chưa nhai xong, đã mạnh mẽ nuốt xuống. Tiểu Nhu nhíu chặt mày, nhíu mặt, gấp gáp nhìn cô nói, Khả Hinh, cô làm sao vậy? Không thể ăn cơm như vậy. Nào có người ăn cơm như cô? Trần Mạn Hồng nhìn cũng cảm thấy khó chịu, nói cô xem cơm là tiền hả? Liều mạng nhét. Đường Khả Hinh không lên tiếng, chỉ múc từng muỗng từng muỗng cơm, nhét trong miệng nuốt, lại múc khoai tây, liều mạng nhét vào miệng, nhai một hai cái, liền nuốt vào trong cổ, sợ ý một chút bị sặc, ho khan không dứt, ho đến mặt sung huyết đỏ bừng. Này này này, Nhã Tuệ đau lòng bưng canh, đưa tới trước mặt của Đường Khả Hinh đau lòng nói, ông trời của tôi ơi, cô lại làm sao rồi? Không nên như vậy, xảy ra chuyện gì, cô cứ nói ra, chúng tôi sẽ góp ý kiến cho cô, dù sao cũng tốt hơn cô buồn bực để ở trong lòng, sẽ sinh bệnh. Chuyện gì vậy? Không có việc gì, khụ khụ khụ. Chấm ngoặc kép, đường khả hinh vừa lắc đầu một cái, trong miệng còn lấp đầy một miệng cơm, liền bưng chén canh, sơ lên uống ửng ực hết cả chén canh, thậm chí còn có một chút tràn ra khóe miệng, cô nặng nề thở dốc một hơi, cầm khăn giấy lau xong, tiếp tục ăn cơm. Tổng giám đốc Trang tới kìa, có người kêu lên. Tất cả nhân viên lại sợ choáng váng. À, lại tới à, Trần Mạn Hồng không chịu nổi kêu to, có phải không có việc gì, liền tới phòng ăn đi bộ hay không? Bộp, chấm than ngoặc kép, đường khả hinh bộp một tiếng, nện đôi đúa, khuôn mặt lạnh lẽo, đứng dậy, nhanh chóng đi ra ngoài phòng ăn. Khả hinh, chấm than ngoặc kép, nhã tuệ kinh ngạc gọi cô. Trang Hạo Nhiên mới vừa cùng đám người lâm sở nhai nhanh chóng đi về phía bên này, anh không có tâm tư nghe cấp dưới cười đùa, muốn đi nhanh vào phòng ăn, lúc này Vitus nói cô tới đây ăn cơm chưa? Tiểu đường, Tô Lạc Hoành nhìn thấy Khả Hinh đi ra, vui mừng cười gọi. Trang Hạo Nhiên lập tức ngẩng đầu lên, hai mắt ngưng tụ, căng thẳng nhìn đường Khả Hinh. Vẻ mặt đường Khả Hinh lại lạnh lẽo, bày ra thái độ lạnh lẽo không lễ phép từ trước cho tới bây giờ chưa từng có, đi qua mọi người xoay người bước nhanh xuống lầu ôi lại làm sao rồi bọn tô lạc hoành ngạc nhiên hỏi trang hạo nhiên đứng tại chỗ hai mắt nhấp nháy nhanh chóng suy nghĩ một chút lập tức xoay người đi theo xuống lầu ánh nắng mặt trời rực rỡ sân cỏ xanh xanh rừng phong lay động đường khả hinh lạnh lùng bước trên mặt cỏ xanh đi về phía trước khả hinh chấm than ngoặc kép trang hạo nhiên từ phía sau nhanh chóng đuổi theo kịp nắm chặt cổ tay của cô đau lòng nói, em đừng như vậy. Chuyện ngày hôm nay anh xin lỗi, là anh không có hiểu rõ ràng, thật xin lỗi. Em đừng tức giận, hả? Khuôn mặt đường khả hình đông cứng, xoay người, mang theo nụ cười lạnh rõ ràng, nhìn anh nói chuyện này là lỗi của em. Bởi vì em là lơi ong bướm, em đông đưa trái phải, ngày hôm qua em đón nhận nụ hôn của anh, hôm nay đồng ý lời cầu hôn của anh ấy. Là lỗi của em, anh không có lỗi. Cô nói xong, hất mạnh tay của anh ra. Khả Hinh chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên lập tức đau lòng xoay người của cô lại, nắm chặt bả vai của cô, nói: "Em đừng như vậy. Anh gọi điện thoại cho em cả buổi sáng, em cũng không nhận, thật sự anh lo lắng chết rồi. Có chuyện gì, chúng ta nói rõ, nếu như trước kia anh không chú ý tới tâm tình của em, cho anh xin lỗi em, hả?" Buông tay chấm than ngoặc kép, Đường Khả Hinh tức giận đẩy anh ra, nói: "Anh không cần nói xin lỗi với em, hai chúng ta không có quan hệ gì." chấm than ngoặc kép. Không nên như vậy, lúc gây gổ, ngàn vạn lần không được không nhận điện thoại, cũng đừng không nghe lời khuyên của đối phương. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên lại muốn ôm nhẹ cô. Đường Khả Hinh nghe lời này, hai mắt nóng lên, từ trong túi móc điện thoại di động ra, ngay trước mặt Trang Hạo Nhiên, hung hăng ném lên tảng đá đỏ trên sân cỏ, điện thoại di động màu trắng cực kỳ xinh đẹp, bốp một tiếng vỡ tan ra mấy mảnh. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên nóng mắt nhìn điện thoại di động trên đất, trái tim đập thình thịch, nghĩ tới người này tức giận đến cỡ nào mới có thể ném điện thoại di động như vậy. Đường Khả Hinh thở phì phò, tái sắc mặt, hai mắt run rẩy nước mắt, nhìn anh nói, "Không phải anh nói, anh cũng sẽ xoay người sao?" "Tốt, điện thoại di động này là anh đưa cho em, hiện tại em không cần nữa. Em chính là loại người như thế, sẽ không quý trọng bất kỳ vật gì. Em không đáng giá để anh thích, mời tự nhiên xoay người." sau này đừng trở lại làm phiền em. Cô nói xong, đón ánh mặt trời mãnh liệt, hai mắt đỏ bừng, lại cất bước đi khỏi. Trang hạo nhiên không thốt nên lời, ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng cô đi xa. chương 678, anh em cho anh đạp lưng. Điện thoại di động màu trắng, vỡ tan mấy mảnh bầy ở trước bàn làm việc. Trang hạo nhiên im lặng nhìn từng mảnh điện thoại di động, nhớ tới bộ dáng đường khả hình mới vừa tức giận dưng dưng, anh cao mày, vô cùng nghi ngờ suy nghĩ, tại sao cô lại tức giận như vậy, từ trước đến giờ cũng không phải là một người xấu tính, bất kể người khác nói cái gì, làm cái gì, nếu cô có thể tha thứ sẽ tận lực tha thứ cho người khác. Lâm sở nhai cũng ngồi ở một bên, không hiểu nhìn Trang Hạo Nhiên, nói tôi nói lão đại, anh và tiểu đường đã xảy ra chuyện gì? Cô ấy có chuyện gì mà tức giận như vậy? Tô Lạc Hoành cũng ngạc nhiên hỏi, hai người gây gỗ à? Không thể nào, tào anh kiệt hơi cười nhìn trang hạo nhiên nói lão đại thương khả hinh như vậy còn thiếu điều không đặt cô ấy ở trong miệng ngập ngậm cũng sợ mất đi làm sao có thể gây gổ trang hạo nhiên im lặng lãnh mặc hàn nhìn vẻ mặt anh liền đoán nói chắc chắn là cãi nhau xảy ra chuyện gì trang hạo nhiên hơi do dự mới hơi khổ não và lúng túng nói ngày hôm qua chúng tôi còn rất tốt cảm thấy rất nhiều chuyện cũng có thể thay đổi buổi tối chúng tôi còn hẹn sáng nay cô ấy tới đây báo cáo công việc không ngờ. Cô ấy lại đến nhà Thiên Lỗi, nhưng tôi thật sự không biết, thầy giáo bảo cô ấy đi. Chấm ngoặc kép. Ánh mắt của Tô Lạc Hoành sáng lên, bất đắc dĩ cười nói, sau đó, anh nói một vài câu như: "Cô ấy là lơi ong bướm, đong đưa trái phải, tâm ý không vững vàng, đúng không?" Trang Hạo Nhiên hơi giật mình nhìn anh. Mẹ kiếp. Chấm than ngoặc kép. Lâm Sở Nhai thật sự hết sức bất đắc dĩ nhìn Trang Hạo Nhiên, nói anh là heo hả? Bây giờ là lúc nào? tại sao anh có thể nói như thế? Lời như thế rất tổn thương người, anh biết không? Tiểu đường là loại người cả đời chỉ đào một cái giếng, nếu cô ấy thật sự không đào miệng giếng kia, vậy thì thật đã chết qua một lần rồi, cô ấy dẫy dụa ra ngoài không dễ dàng, cho dù là ai cũng không thể tùy tiện mang chuyện này ra trêu đùa cô ấy. Lúc đó cô ấy bị thương nặng biết bao nhiêu. Đúng vậy, chấm ngoặc kép, Tào Anh Kiệt cũng bình tĩnh gật đầu, nói, Mạn Hồng cũng thường nói, khả hình người rất bướng bỉnh, lúc ấy khuyên cô ấy đừng yêu tổng giám đốc tưởng cô ấy không nghe hiện tại tổng giám đốc tưởng không tệ nhưng cô cũng không thể tiếp nhận nổi nữa có rất nhiều việc người ngoài không có cách nào trải nghiệm nhưng tôi cảm thấy người khác không trải nghiệm còn được nhưng lão đại anh nên có trải nghiệm lúc đó cô ấy vì buông bỏ đoạn cảm tình này một cô gái nhỏ nửa câu tiếng anh cũng không hiểu đi nước anh xa xôi từng bước đi tới đều phải gian nan cáo biệt quá khứ anh nói lời như vậy là có lỗi với cô ấy hạ quyết tâm và nỗ lực trong quá khứ. Trang hạo nhiên càng nghe trong lòng càng lạnh, tay chống chán, cao mày nghĩ tới khả hình ném điện thoại di động, nói chuyện này là lỗi của em. Bởi vì em là lơi ong bướm, em đung đưa trái phải, ngày hôm qua em đón nhận nụ hôn của anh, hôm nay đồng ý lời cầu hôn của anh ấy. Là lỗi của em, anh không có lỗi. Còn nữa nha, Tô Lạc Hoành cũng tiếp tục căng thẳng nói, tôi cảm thấy, tiểu đường hơi có tình ý đối với anh, một cô gái thích một người đàn ông, trong ánh mắt lộ ra một loại ánh sáng lấp lánh, không giống người khác, bây giờ cô ấy có tình ý với anh, anh còn không biết quý trọng. Anh phải chú ý một chút, cô có thể yêu một người nữa thật không dễ dàng, tục ngữ có nói, một ngày bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Hiện tại nếu như cô ấy có ý với anh, nhưng trong lòng vẫn rất thấp thỏm, lúc này anh lại nói một câu trà đạp lòng tự ái của cô ấy, cô không tức giận mới là lạ. Nếu như người phụ nữ càng đem người kia để ở trong lòng, Cô sẽ để ý, để ý từng lời nói từng hành động của anh, từng cử chỉ, thậm chí nếu anh quá cao, cô có thể ngại mình thấp, sẽ mang giày cao gót, để xứng thành một đôi với anh. Ánh mắt Trang hạo nhiên sáng lên, nhớ tới đường Khả Hinh mỗi lần gặp mình đều mang giày cao gót, đau đến trên trán cũng suốt mồ hôi nhưng vẫn cắn chặt răng chịu đựng, khuyên như thế nào đều không nghe. Trong tim của anh căng thẳng, lãnh mặc hàn bình tĩnh nhìn Trang hạo nhiên, nói tôi rất hiếp thấy Khả Hinh thức giận như vậy lần này là anh nói chuyện không đúng, dụ dỗ cô ấy cho tốt đi, mặc dù cô ấy tức giận bướng bỉnh, nhưng vẫn vô cùng hiền lành. Dụ dỗ thế nào đây? Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên có chút buồn giàu nói, điện thoại di động, cô ấy cũng ném xuống đất, nói chuyện rất quyết liệt, còn nói cô ấy cũng không tin không có ai muốn mình, nói lấy cái gì tùy tiện đi trên đường, tìm một người đàn ông, cũng không tin không có ai thích cô ấy. Chấm ngoặc kép, Lâm Sở Nhai không nhịn được bật cười nói, cô nói này lời nói ngược lại đúng. Tiểu Đường vóc người rất đẹp, nhất là cách ăn mặc, không chút nào thua kém trước mặt thị trưởng phu nhân và trang phu nhân, nhưng tính cách cô ấy có chút ẩn nhẫn, che giấu hào quang của cô ấy, nhưng người thích cô ấy cũng không ít, ngoại trừ tổng giám đốc Tưởng, anh còn có một kình địch khác. Chấm ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên sửng sốt nhìn Lâm Sở Nhai nói, ai vậy? Cậu chủ Tô, đây mới thật sự là đứa con cưng của trời đất, gia thế rất tốt. Nhìn anh ấy đưa hai vệ sĩ cho khả hình, anh biết các cô ấy là ai sao? Các cô đã từng bảo vệ hơn 12 nguyên thủ quốc gia, khứu giác rất nhạy cảm đối với binh khí và súng ống. Nhìn năng lực bảo vệ của vệ sĩ, phải xem khoảng cách của bọn họ tiếp cận người chủ để phán đoán. Bình thường khoảng cách càng xa, chứng minh năng lực của các cô càng tốt. Lâm sở nhai cười nói. Đúng vậy, chấm than ngoặc kép, tô lạc hoành cũng gật đầu, nhìn trang hạo nhiên cười nói. Tôi đã thấy qua bản lĩnh của các cô, cho nên nói. Cậu chủ Tô thật rất yêu tiểu đường, mới đem hai bảo bối này cho cô ấy, người giám hộ vô hình đấy. Ánh mắt Trang Hạo Nhiên lóe lên. Lãnh Mặc Hàn cũng nhàn nhạt, nhạt mở miệng, nói, giống như chủ tịch giao Điệp y cho anh, đến nay tôi cũng không biết cô ấy ở nơi nào. Tô Lạc Hoành nhìn chằm chằm vẻ mặt Trang Hạo Nhiên, ánh mắt chợt lóe, có chút muốn nói lại thôi, nhưng vẫn không nhịn được lên tiếng, "Lão đại, tôi vẫn có một nghi ngờ, anh phải biết, mấy người chúng tôi là cầm thú, trong lòng có chút lệch lạc." chúng tôi thừa nhận nhưng giữa phụ nữ và đàn ông đã phát sinh chuyện và chưa phát sinh chuyện sẽ không giống nhau anh hãy thành thật nói cho tôi biết anh và tiểu đường phát triển đến mức nào rồi hả trang hạo nhiên ngồi ở một bên im lặng không lên tiếng lâm sở nhai hít mắt nhìn trang hạo nhiên giống như đang lặng lẽ nói hỏi hôn trang hạo nhiên không nói chuyện lãnh mặc hàn cúi đầu mỉm cười tô lạc hoành nghe vậy lại hít mắt tiến lên trước hỏi nhỏ, sơ so soảng. Trang hạo nhiên vẫn không nói lời nào, chống chán, rất đẹp trai. Tào Anh Kiệt không thể tin nổi nhìn Trang hạo nhiên phì cười, kêu to, ném trên giường rồi hả? Chấm hỏi ngoặc kép. Trang hạo nhiên bất đắc dĩ nhìn bọn họ, trong đầu không nhịn được nhớ tới cái đêm đó cùng khả hinh, khóe miệng cố đẻ nén nụ cười. Mẹ nó, chấm than ngoặc kép, lâm sở nhai nhìn Trang hạo nhiên, vỗ bàn kích động kêu to, con mẹ nó, anh lên giường, còn lo sợ cái gì? chấm than ngoặc kép. Trang hạo nhiên lập tức bị lâm sở nhai vỗ bàn làm giật mình, cao mày nhìn anh nói, không phải như mọi người nghĩ đâu, đêm hôm đó, ở Cambridge, chúng tôi uống say rượu cho nên mới. Chấm ngoặc kép, ôi, đây không phải là trọng điểm, chấm than ngoặc kép, Tô Lạc Hoành cũng lập tức đứng lên, nhìn người này bắt đầu trách móc, trọng điểm là sau khi cô ấy và anh lên giường, vẫn ở bên cạnh anh. Bình thường nếu một cô gái không muốn lên giường với người kia, ngày thứ hai không đánh cho người kia tàn phế mới là lạ ngược lại còn cho anh cơ hội theo đuổi còn có thể ở bên cạnh anh xấu hổ thẹn thùng chấm hỏi ngoặc kép lúc này trang hạo nhiên có chút tỉnh táo nhìn bọn họ nói là thật sao thật chấm than ngoặc kép mấy người cùng nhau nói không thể nào trang hạo nhiên có chút không dám tin tưởng tay lập tức chống cằm khẽ nhân mày ánh mắt lại lóe lên nụ cười có chút vui sướng nói ý của mọi người cô ấy có ý với tôi. Đúng vậy, chấm than ngoặc kép, bọn tô lạc hoành lại lớn tiếng đáp. Thật, ánh mắt trang hạo nhiên cũng sáng lên. Anh ngu ngốc hả, chấm than ngoặc kép, lâm sở nhai thật sự không còn cách nào với anh, nhắc nhở anh, anh phải có lòng tin đối với mình chứ. Giáng dấp rất đẹp trai, rất có tiền. Đúng vậy, chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên không nhịn được cười, nhưng ngẫm nghĩ, lại có chút lo lắng nhìn bọn họ nói, nhưng cô ấy nói, không yêu tôi, cũng không yêu tổng giám đốc tưởng. Chấm ngoặc kép, anh nghe nói tại sao không nghe trọng điểm hả? Tô Lạc Hoành thật bị anh làm cho nóng nảy, tức giận nói, trước tiên anh không cần lo lắng cô ấy nói yêu hay không yêu anh, nhưng cô ấy nói cô ấy không yêu tổng giám đốc tưởng. Hiểu chưa? Trang hạo nhiên hơi thẳng người, lúc này mới khôi phục lý trí, suy nghĩ đến lời của đường khả hinh. Anh nói cho tôi biết, sau khi lên giường, không chỉ hôn một lần chứ, dựa vào cá tính hay động chạm của anh tô lạc hoành nhìn trang hạo nhiên lại hít mắt suy đoán trang hạo nhiên không nhịn được cười vậy anh lo lắng cọng lông đấy chấm than ngoặc kép lâm sở nhai lại vỗ bàn nói anh em nghĩ kế cho anh phóng tâm theo đuổi đi anh chỉ cần biết cô ấy có ý với anh là được rồi cánh cửa kia cũng mở ra còn không đẩy mạnh vào anh chính là thứ vô dụng mẹ của anh sinh ra anh vô ích rồi không trách được gì Trang vẫn nhắc nhở anh nên phạm tội cưỡng gian. Dì ấy nhất định nhìn ra cái gì mới nhắc nhở anh. Trang hạo nhiên tựa vào ghế, suy nghĩ chuyện này, đột nhiên cảm thấy hơi đáng tin, lập tức hỏi, "Vậy cô ấy giận tôi thì làm thế nào?" Tô Lạc Hoành lại thở dài một hơi, vươn tay vỗ bả vai Tào Anh Kiệt, hỏi, "Bình thường cậu chọc giận vợ cậu mất hứng thì làm thế nào?" Tào Anh Kiệt thản nhiên nói, trực tiếp ôm ném lên giường. Chấm than ngoặc kép Đúng rồi, chấm than ngoặc kép, lâm sở nhai và tô lạc hoành cao giọng nói xong, lập tức cười giơ tay, nhìn Trang Hạo Nhiên nói, hiện tại chuyện thứ nhất chính là đi mua điện thoại di động. Nhớ xóa số điện thoại người nào đó trong thẻ SIM đi. Chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên không nhịn được bật cười, nhìn bọn họ nói các người quá là hèn hạ rồi, nhưng chú ý không tệ nha. Đó là, diệt cỏ diệt tận gốc đấy, chấm than ngoặc kép. Tô Lạc Hoành lập tức nghĩ thêm kế nói, bắt đầu từ bây giờ, anh đừng trông nom trong lòng tiểu đường có ai, anh chỉ cần biết trong lòng cô ấy có anh. Hiểu chưa? Trang hạo nhiên nghe lời này, có chút phấn chấn. Này, tào anh kiệt cao mày nhìn mọi người nói khẽ, tôi đi qua nhà của Vitus, nhà ông ấy có một phòng khách, giống như sát bên gốc cây táo. Chấm ngoặc kép. Là sao? Trang hạo nhiên có chút không hiểu nhìn bọn họ, hỏi. Lâm sở nhai không nhịn được nhìn anh, cao giọng cười rộ lên nói, nếu như tiểu đường thật ở phòng khách đó, anh em cho anh đạp trên lưng, để cho anh có cơ hội ném cô ấy lên giường. Chấm than ngoặc kép, chương 679, đường dốc. Lúc xế chiều, Khả Hinh cầm hai phần tài liệu, trước tiên đi tìm Nhã Tuệ nói rõ chuyện ba ngày sau muốn tổ chức tiệc thử rượu ở sảnh tiệc số 1 và nhờ cô chỉ bảo chuyện tổ chức tiệc thử rượu thường ngày. Nhã Tuệ lập tức lấy tài liệu liên quan, giải thích cho Khả Hinh, đầu tiên cô phải mang văn bản đặt sảnh tiệc sẽ tổ chức thử rượu để cho trưởng bộ phận ký tên trước, rồi đến giám đốc, nếu quy mô thử rượu lớn như thế thì phải trình tổng giám đốc ký tên mới có thể bàn giao địa điểm. Đường Khả Hinh lập tức gật đầu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Nhã Tuệ hỏi, văn bản chấp thuận địa điểm do đơn vị nào phát hành trình cho tổng giám đốc ký? Nhã Tuệ nhìn cô, mỉm cười nói, do phòng kinh doanh rượu phát hành, sau đó trình tổng giám đốc tưởng ký. Đường Khả Hinh gật đầu. Nhã Tuệ trực tiếp đứng dậy, cùng cô đi ra khỏi phòng làm việc, dọc theo hành lang sang trọng của khách sạn đi tới sảnh tiệc tiếp tục giải thích sau khi chấp thuận địa điểm đầu tiên cô phải tự mình bố trí hiện trường tiệc thử rượu trong đó bao gồm thảm đỏ phông màn mic sân khấu bàn ghế tròn hoặc bàn ghế vuông dựa vào số lượng khách lập ra kế hoạch cho mình sau đó có thể thông qua linh cảm của mình có thể thêm một chút tơ lụa màn vải cho bầu không khí tại hiện trường dĩ nhiên nhất định không thể thiếu hoa tươi nhưng có một chuyện tôi phải nhắc nhở cô ngoặc kép cô nói xong đôi tay đẩy cửa chính trước ba lần tiệc thử rượu đẳng cấp thế giới, trong đó có một lần chúng ta thay đổi thói quen thường ngày, trong hội trường bày đầy hoa bách hợp, không ngờ chuyên gia bình phẩm rượu cao cấp đến từ nước Pháp, đúng lúc dị ứng đối với hoa bách hợp màu hồng, trái tim xuất hiện tình trạng tắc nghẽn. Chấm ngoặc kép, đường khả hình trợn tròn mắt, hoảng sợ nói, nghiêm trọng như thế à? Nhã Tuệ cũng bật cười nói, đúng vậy, cho nên lúc bộ phận quản lý chúng tôi kiểm tra tiệc rượu, cũng phải xem lại tất cả các sự kiện lịch sử lớn nhỏ xảy ra trong bữa tiệc của khách sạn nhiều năm qua, còn có thể dựa vào những trường hợp đặc biệt mà tổ chức cuộc thi lên cấp, mức độ cấp 1, cấp 2, cấp 3, cô càng tỉ mỉ thì càng chứng tỏ cô càng ít phạm lỗi. Đường Khả Hinh gật đầu. Nhã Tuệ và Đường Khả Hinh đứng ở giữa sảnh tiệc, mới xoay người nhìn cô mỉm cười nói, bình thường lúc sảnh tiệc không có tổ chức tiệc, sẽ cất 999 đèn pha lê, 270 đèn tường, còn có khoảng 300 tấm thảm trị giá 100 triệu tất cả kiểu mẫu trên thế giới, trong đó gồm có người điều chỉnh ánh sáng, người thiết kế hiệu ứng sân khấu, còn có bộ phận biểu diễn, bộ phận lễ nghi, tất cả tùy thuộc cô chỉ đạo. Đường Khả Hinh nghe vậy, trong lòng trượt lạnh, trong đầu có tảng đá nặng nề ép tới, giờ mới hiểu được lý do lúc ấy Trang Hạo Nhiên phản đối mình. Nhã Tuệ đi tới trước một rèm cửa sổ màu tím xa hoa cao 3 mét, nhìn đường khả hinh nói, sảnh tiệc số 1 của chúng tôi, lúc tổ chức tiệc, phân ra ban ngày từ 10 giờ đến 5 giờ chiều và 7 giờ tối đến 12 giờ đêm, căn cứ vào thời gian tổ chức tiệc mà thay thế màu sắc rèm cửa sổ khác nhau. Bộ phận tiệc của chúng tôi tổng cộng có 128 nhân viên chính thức, mà lúc tổ chức tiệc vì tăng thu giảm chi, sẽ phái nhân viên làm việc ưu tú nhất của các bộ phận khác tới hỗ trợ, nhưng bộ phận sảnh tiệc của chúng tôi có nhà kho độc lập. Chấm ngoặc kép. Cô nói xong, dẫn đường khả hình đi về phía cánh cửa lớn ở tầng 2 phía sau sảnh tiệc, dùng thẻ mật mã của quản lý, mở ra cửa chính nhà kho, đẩy mạnh ra. Một màu sắc lóe sáng, mang theo một loại không khí sang trọng đập vào mặt. Đường khả hình đi vào nhà kho khổng lồ gần 300 mét vuông, thấy bên trong sắp xếp ngăn nắp để các loại thảm màu, rèm cửa sổ, ghế ngồi, còn có bộ dụng cụ ăn mạ vàng, giỏ hoa, lụa. Nhã tuệ mỉm cười đi vào trong nhà kho, chậm rãi xoay người, nhìn bản thân nói, nơi này tổng cộng gồm có 138 bộ dụng cụ ăn mạ vàng, 12 kiểu, 700 bộ dụng cụ ăn mạ bạc, 72 kiểu, thảm, rèm cửa sổ tôi đã nói rồi, còn có thảm đỏ, phải lụa dựng cảnh, nếu như cô cần dùng bất kỳ vật phẩm nào trong kho của bộ phận tiệc, nhất định phải xin phòng kinh doanh rượu ra văn bản điều động, do Hoàn Cầu ban hành, sau đó đến khách sạn Á Châu, rồi đến trưởng bộ phận, giám đốc khách sạn, quản lý kho hàng, rồi đến kho hàng. Hơn nữa cô phải biết, tất cả những chữ ký này, ngoại trừ tôi ký, những bộ phận khác ký cũng không được. Tại sao? Đường Khả Hinh ngạc nhiên hỏi. Nhã Tuệ bật cười nói, rất đơn giản, bởi vì cô đang mượn đồ, nhưng người ta không nhất thiết muốn cho mượn. Mặc dù khách sạn có một đại gia đình thương yêu nhau, nhưng chúng tôi ai có chức nấy, ai cũng muốn bảo vệ nhân viên của mình và đồ của bộ phận mình. Có đôi lúc, vì chuyển đi một số ly thủy tinh mà Mạn Hồng còn gây gổ với bộ phận khác, bởi vì không ai muốn gánh trách nhiệm, không ai muốn cho cô mượn đồ đạc của mình, cô dùng không tốt mới trả lại cho tôi. Phải biết rằng, Giữa bộ phận này với bộ phận khác cũng rất xem trọng đến hao mòn, thiệt hại, nhất là lúc mở cuộc quản lý, hoặc đơn độc báo cáo tổng giám đốc, nói bộ phận này, bộ phận kia tiêu xài tiền hoang phí, sẽ trừ vào trong tiền thưởng thi đua của quản lý và cả bộ phận. Đường Khả Hinh gật đầu, hiểu rõ. Cho nên lúc cô ký đơn, phải tận lực khôn khéo, lúc nên nói tốt thì nói tốt, lúc nên cứng rắn thì phải cứng rắn, nếu không, những người hay bắt nạt kẻ yếu sẽ xem cô là quả hồng mềm mà bóp thậm chí sẽ chế nhạo cô nhã tuệ lại chỉ dẫn đường khả hình lại gật đầu chút nữa tôi sẽ đem in tất cả hình ảnh tư liệu đã từng tổ chức tiệc thử rượu tại hoàn cầu để cho cô tham khảo nhã tuệ mỉm cười nói với cô đường khả hình nghe đến đầu nặng nề trái tim đập thình thịch nhưng vẫn miễn cưỡng nở nụ cười tiếng gõ cửa vang lên nhã tuệ hơi nghiêng người ra bên ngoài mỉm cười đáp vào đi thư ký phòng kinh doanh rượu mỉm cười đi tới Nhìn hai người xin lỗi nói, "Xin lỗi, Lauren tiên sinh phòng kinh doanh rượu có chuyện muốn mời Khả Hinh đi qua một chuyến." Đường Khả Hinh nghe vậy, lập tức gật đầu, sau đó quay đầu lại nhìn Nhã Tuệ. Nhã Tuệ cũng nhìn cô, khẽ mỉm cười, nói, "Đi thôi. Cố lên, làm một chương trình thật tốt cho cuộc đời của mình, tôi sẽ giúp cô." "Ừm." Đường Khả Hinh trịnh trọng gật đầu một cái, lập tức đi theo thư ký bước nhanh ra ngoài. Thư ký nhanh chóng dẫn Đường Khả Hinh đi tới tầng hầm khách sạn, hầm rượu khoảng 10.000 10 mét vuông. Lauren đang đứng ở trước sảnh hầm rượu trò chuyện với hai quản lý phòng kinh doanh rượu và bộ phận mua hàng, thấy Đường Khả Hinh đi tới, ông lập tức ngoác tay nói, tới đây. "Vâng", Đường Khả Hinh lập tức đi tới, hỏi, "Ngài tìm tôi?" Lauren lập tức nhận lấy danh mục rượu thư ký mới đưa tới, đưa về phía Đường Khả Hinh vội nói, "Tiệc thử rượu lần này, sớm định ra 242 loại sau đó tăng thêm 25 loại, toàn bộ là rượu vang sủi bọt đến từ vườn nho vùng ép, quả nhiên là tổng giám đốc tưởng ký xong có hiệu lực rất mau, ngày mai đã thử rượu, bởi vì mùi vị của bọn chúng có chút giống nhau, cho nên muốn kiểm tra khứu giác của cô. Chấm ngoặc kép, đường khả hình nghe vậy, trái tim lại đập thình thịch, bởi vì tiệc thử rượu sẽ có một tiêu chuẩn, chính là tiến hành theo thứ tự thử rượu vang trắng trước rượu đỏ, thử rượu ngọt trước rượu đỏ và rượu trắng, thử rượu mới trước rượu cũ, thử rượu cấp 2 trước rượu cấp 1, nói tóm lại, phải tiến hành thử loại rượu nhẹ trước rượu nồng, cho nên sắp xếp thứ tự loại rượu hết sức quan trọng, chuyên gia hầu rượu phải rất cầu kỳ đối với mùi vị thể rượu, phải nắm bắt chính xác, cũng chính là đường khả hình phải bắt đầu nếm trước. Cô nhất định phải nếm thử gần 300 loại rượu đỏ, sắp xếp theo thứ tự. Đường khả hình lập tức gật đầu, nói, biết rồi, không có loại rượu đỏ nào có thể bảo quản hơn 200C, nếu nhiệt độ rượu vượt quá 200C sẽ nếm không ra mùi vị chính thức. Rượu vang trắng phải uống lạnh, nhưng không thể đóng đá, phải bảo quản ở từ 10-120C là uống tốt nhất. Rượu vang đỏ và rượu vang trắng nếu uống nóng, chất rượu nhạt, rượu đỏ phải bảo quản ở 13-150C là tốt nhất. Rượu burgundy phải bảo quản ở 14-170C, rượu bóc đô bảo quản ở 15-180C là uống tốt nhất. Sâm panh nên bảo quản ở 7-80C những loại rượu này giữ trong hầm, tôi đều đã điều chỉnh nhiệt độ xong, hơn nữa tự mình tới kiểm tra, còn căn dặn trợ lý một canh giờ tới kiểm tra một lần, để tránh xảy ra vấn đề. Lauren mỉm cười gật đầu, nhìn đường khả hinh nói, về điểm tâm thì sao? Lauren lại đi vào trong hầm rượu, mới tiếp tục nhìn đường khả hinh hỏi, tiệc thử rượu lần này, nhiệt độ bảo quản kho cũng biết rồi chứ. Đường khả hinh lập tức đáp lời, một chút nữa tôi đến phòng bếp của bộ phận tiệc, nhờ đầu bếp chỉ dẫn, lúc tổ chức tiệc thử rượu nên chuẩn bị những món điểm tâm nào, sau đó sẽ căn cứ loại rượu mới, mời ông ấy nếm thử xong, sau đó ra thực đơn. Tốt, chấm ngoặc kép, Lauren hài lòng gật đầu, nhìn đường khả hình cảm thán nói, vẫn là người trẻ tuổi thật tốt, làm việc đủ mạnh mẽ. Ngài quá khen, trong lòng đường khả hình vẫn rất thấp thỏm nhìn Lauren mỉm cười nói, thật ra tôi rất hồi hộp và lo lắng, rất sợ mình làm không được, rất sợ không có tiến bộ. Chấm ngoặc kép, Lauren nghe nói như vậy cũng thoải mái cười to nói, cô đã từng nghe qua một câu nói này chưa? Sở dĩ cô cảm thấy đường khó đi, là bởi vì cô đi đường dốc. Chấm ngoặc kép, đường khả hình nhìn Lauren sửng sốt. Cố lên, đi qua đoạn đường dốc kia, cô sẽ phát hiện, rất nhiều phong cảnh trên thế giới sẽ từ từ xuất hiện trước mặt của cô. Chấm ngoặc kép, Lauren nói xong, liền vỗ nhẹ bả vai đường khả hình, mới lặng lẽ đi khỏi. Đường khả hình dừng tại chỗ, vẫn trong lòng Minh Mông nghĩ đến lời của Lauren, sở dĩ cô cảm thấy đường khó đi là bởi vì cô đi đường dốc. Trong lòng của cô giống như lập tức nổi lên ngàn lớp sóng, nhận được khích lệ số mạng thật lớn, hai mắt đột nhiên phát ra ánh sáng mong chờ mãnh liệt khúc. Khả Hinh, thư ký phòng kinh doanh rượu có chút gấp gọi đường Khả Hinh. Vâng, chấm than ngoặc kép, đường Khả Hinh lập tức quay đầu, đáp lời. Lão đầu bếp bên bộ phận tiệc tìm cô. Được, tôi đi qua ngay. Đường Khả Hinh lập tức ôm tài liệu, laptop bước nhanh về phía phòng bếp bộ phận tiệc. Một ngọn lửa cháy hừng hực. Đường Khả Hinh đứng ở bên ngoài phòng bếp, nghe bên trong vang lên tiếng rầm rầm, sau đó ngẩng đầu nhìn vào màn hình lớn trên tường, hiện lên món điểm tâm liên quan đến tiệc thử rượu lần này, tất cả món điểm tâm tinh xảo, theo thao tác trên máy vi tính, lướt qua trước màn hình. Chúng tôi chuẩn bị 137 món điểm tâm, đến lúc đó cô căn cứ thứ tự loại rượu đưa lên, ra món điểm tâm cô phải mau gửi thứ tự này cho tôi, tôi sắp xếp công việc. Tốt, đường khả hình đáp lời, lại cắn chặt răng, lau mồ hôi trên trán, nhận lấy thực đơn điểm tâm lão đầu bếp đưa cho mình, mới xoay người, thư ký giám đốc liền đi tới thông báo, nói sảnh tiệc số 1 không thể bố trí được ngày 11 tổ chức tiệc thử rượu, đề nghị đường khả hình rời ngày khác, hoặc tìm địa điểm khác. Đường khả hình nghe xong lời này, lập tức ngây người, khiếp sợ hỏi, không thể bố trí được ngày. Lý do là gì? lúc này không phải tôi đã nói với nhã tuệ rồi sao? Thư ký xin lỗi nói, bởi vì chúng tôi mới vừa nhận được điện thoại của thư ký ủy viên trương gọi tới, có một bữa tiệc tối từ thiện, muốn tổ chức ngày 11, đã xác định sảnh tiệc rồi. Bình thường tình huống như thế, chúng tôi phải nhường cho chính phủ. Chấm ngoặc kép, nhưng không phải chúng tôi đã đăng ký ngày trước rồi sao? Thiệp mời chúng tôi cũng phát ra rồi, làm sao có thể đổi ngày? Trong lòng đường khả hinh hoảng hốt, thật ra cũng có chút hiểu rõ, lần này là phòng kinh doanh rượu mượn chỗ dùng, nhưng giám đốc nhất định muốn vì khách sạn của mình tranh thủ lợi nhuận lớn hơn. Xin lỗi, hay là mời cô chọn một địa điểm khác đi. Chấm ngoặc kép, thư ký nói xong, vội vàng đi khỏi. Này, đường khả hình lập tức luống cuống, mới vừa muốn gọi cô, lại phát hiện người ta đã đi rồi, lúc này mới hiểu được, thường ngày đi theo bên cạnh Trang Hạo Nhiên và Vitus, tiếp xúc với các lãnh đạo cấp cao, khác với lúc này, một mình cô tự bắt tay làm việc, rất nhiều người không nể tình, một số người tranh đoạt lợi ích sẽ dần dần phơi bày. Cô cảm thấy chán nản ngây ngô đứng ở một bên. "Khả Hinh." chấm than ngoặc kép, thư ký phòng kinh doanh rượu vụ đi tới, nhìn Đường Khả Hinh xin lỗi nói, "Hôm nay cô phải đi mở cuộc họp sàng chọn đại lý kinh doanh rượu đỏ mới, lúc này gọi điện thoại cho cô vẫn không được, còn nửa giờ nữa, mau đi đi." "Vâng." chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh cảm thấy mệt mỏi, sau khi đáp lời mặc dù trong lòng áp lực nặng nề, nhưng vẫn cắn chặt răng, mang theo tài liệu đi khỏi. 6 giờ chiều, bầu trời chiều ánh nắng vàng rực chợt ảm đạm tối tăm, mưa ào ào chút xuống. Đường khả hình mới vừa mệt mỏi ngồi ở sau xe, cuộc họp tranh cãi dữ dội, nhưng bởi vì quản lý phòng kinh doanh rượu làm khó mình, cuộc họp sàng chọn không đạt được kết quả thỏa đáng, cô nặng nề thở dài, quay đầu nhìn ngoài cửa xe, nước mưa rơi xuống, ánh đèn màu hồng, vàng, xanh chiếu vào trong tủ kính, xinh đẹp khác thường, cô lại phóng tâm thưởng thức, trong lúc đang tự hỏi, cô nhìn thấy một vật gì đó sáng ngời trong tủ kính hoa lệ, ánh mắt cô đột nhiên sáng lên, gọi, dừng xe. Chấm ngoặc kép, trong tiếng mưa tí tách, xe dừng ở một bên đường phố. Đường khả hình đội mưa, bước ra ngoài, cả người có chút ướt đẫm đi đến trước cửa sổ sát đất của cửa hiệu, hai tay trống ở trước cửa sổ thủy tinh. Dịu dàng nhìn những điện thoại di động tuyệt đẹp đặt ở trên kệ thủy tinh, trong đó có chiếc điện thoại di động màu trắng, thậm chí đặt ở trước khung piano, xoay tròn hết sức hoa lệ, hai mắt của cô lóe lên, nhớ tới sáng nay điện thoại di động bị ném hư, màn hình cũng bung ra, vỡ ra mấy mảnh nằm ở trên cỏ thật đáng thương. "Tiểu thư, cô muốn mua điện thoại di động sao? Trong tiệm chúng tôi có mẫu điện thoại mới ra thông minh nhất thế giới, không chỉ có thể lưu ảnh của cô trên màn hình, dự báo thời tiết bằng giọng nói, ghi chép tâm trạng của cô, còn có thể nói chuyện phiếm với cô nha." chấm ngoặc kép nhân viên bán hàng vui vẻ cười nói. Đường khả hình không lên tiếng, chỉ nhìn số tiền điện thoại di động, im lặng, thật im lặng. chương 680, truyền lại. Mưa to, tất cả xung quanh đều là âm thanh rào rào. Đường khả hình đón mưa, bước nhanh đi ra xe, nhanh chóng đi vào đại sảnh khách sạn, đi lên cầu thang xoắn ốc lầu 2, nhìn thấy trợ lý quản lý bộ phận tổ chức tiệc từ lầu 2 đi xuống lầu, cô lo lắng hỏi quản lý các người đâu. Trợ lý dừng ở bên cạnh cầu thang, Nhìn Đường Khả Hinh nói, đang trong phòng làm việc. Đường Khả Hinh suy nghĩ một chút, lập tức bước nhanh đi lên trên, gấp gáp đi qua hành lang thật dài, quẹo trái, đẩy cửa chính phòng làm việc bộ phận tổ chức tiệc, căng thẳng gọi, "Nhã Tuệ." Nhã Tuệ lập tức căng thẳng ngẩng đầu lên, nhìn Đường Khả Hinh, vẻ mặt bất đắc dĩ. Bộ phận tổ chức tiệc không bố trí được ngày là có chuyện gì? Đường Khả Hinh lo lắng nhìn Nhã Tuệ, hỏi. Vẻ mặt Nhã Tuệ bất đắc dĩ nhìn Đường Khả Hinh, sâu kín nói tôi cũng ngạc nhiên chuyện ngày hôm nay sau đó tôi phái người đi hỏi thăm một chút là tào ngọc tinh dở trò quỷ à đường khả hình không thể tin nổi nhìn cô nói tào ngọc tinh nhã tuệ gật đầu một cái nhẹ nhàng đóng tài liệu trước bàn hơi phiền não nói kể từ sau khi tôi làm quản lý bộ phận tổ chức tiệc cô ấy vẫn không phục cho dù bị phái đến làm việc bên câu lạc bộ vẫn tức giận bất bình nói xấu tôi khắp nơi tôi cũng nhắm một con mắt mở một con mắt Mấy ngày nay chắc cô ấy biết cô chủ trì bữa tiệc thử rượu lớn như vậy, cô ấy ôm hận trong lòng, dùng tất cả mối quan hệ của cô ấy với giám đốc tiếp thị cùng nhau tiếp nhận hoạt động tiệc tối từ thiện to lớn này cho khách sạn. Cô phải biết, so với việc cho phòng kinh doanh rượu mượn địa điểm, bữa tiệc tối từ thiện này, khách sạn Á Châu Thu được thành quả, sẽ ghi công lao và thành tích cho giám đốc, đương nhiên ông ấy sẽ chọn tiệc tối từ thiện. Thế nhưng tiệc thử rượu không suy nghĩ vì tương lai sự nghiệp rượu đỏ của tập đoàn chúng ta sao? Đường Khả Hinh kinh ngạc hỏi. Cô cũng nói là vì suy nghĩ cho cả tập đoàn. Chấm ngoặc kép, nhã tuệ bất đắc dĩ nhìn đường Khả Hinh, cười khổ nói, giám đốc chúng tôi rất khéo đưa đẩy, báo cáo vấn đề, xử lý chuyện càng chặt chẽ, tổng giám đốc luôn đánh giá cao ông ấy, nếu như quá nghiêng về phòng kinh doanh rượu, sẽ làm cho những bộ phận khác bất mãn. Đường Khả Hinh đột nhiên cảm thấy tức giận đứng ở một bên, buồn rầu nói không ra lời. Hiện tại chỉ có một biện pháp giải quyết. Chấm ngoặc kép, nhã tuệ nhìn đường khả hình cười khổ nói biện pháp gì đường khả hình nhìn bản thân ánh mắt sáng lên cô nói một tiếng với hai vị tổng giám đốc thân nhất chấm ngoặc kép nhã tuệ bật cười nói như vậy bảo đảm rất nhiều chuyện đều có thể giải quyết đường khả hình cắn chặt răng xoay mặt nhìn tới trước một chút cau mày thật chặt bất đắc dĩ nói nếu như có chuyện gì em cũng đi tìm người khác tương lai chuyện của em làm sao có thể làm một mình nhã tuệ im lặng nhìn cô Đường Khả Hinh đột nhiên cảm thấy mệt mỏi tựa vào trước bàn làm việc, suy nghĩ chuyện này nên làm thế nào, tại sao lại không có một chuyện nào thuận lợi vậy. Nếu như báo cáo chuyện này cho thầy giáo, theo tính khí của thầy giáo, phòng kinh doanh rượu và khách sạn Á Châu nhất định có tranh cãi một trận. Cô lại cảm thấy phiền não, mới vừa cúi đầu thở dài, ánh mắt không khỏi sáng lên, trong đầu lập tức bình tĩnh nói, còn có một người có thể đến giúp em. Nhã tuệ cũng lập tức ngẩng đầu lên, nhìn cô hỏi, người nào? Đường khả Hinh suy nghĩ một lúc, lập tức nhắc cổ tay, nhìn thời gian, vội cầm điện thoại trước bàn làm việc, nhanh chóng nhấn số điện thoại, sắc mặt nghiêm túc chờ đợi điện thoại tiếp thông. Alo, một giọng nói trầm thấp vang lên. Đường khả Hinh lập tức đứng thẳng người, khuôn mặt lộ ra nụ cười dịu dàng nói, Tô Thủy Kỳ, có chuyện em muốn nhờ anh giúp đỡ, hiện tại em rất muốn gặp một người. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, đối phương vẫn chờ đợi. Mưa lạnh vẫn tiếp tục rơi xuống một chiếc taxi màu đỏ thấm dừng ở trước nhà giam đường khả hinh nhanh chóng chống cây dù trong ánh hoàng hôn cuối cùng của ngày đi vào nhà giam cánh cửa sắt ầm ầm mở ra sắc mặt đường trí long kiều tụy lo âu ngẩng đầu lên cha đường khả hinh nhìn thấy cha trên mặt cô lập tức lộ ra nụ cười kích động đi tới ngồi ở bên bàn phía đối diện vươn tay nắm chặt bàn tay tràn đầy vết chai của ông đau lòng hỏi gần đây có khỏe không Đường Chí Long quan sát bộ dáng con gái rất kích động, nhưng sắc mặt ửng hồng, hai mắt sáng ngời, trong lòng cũng yên lòng một chút, mỉm cười gật gật đầu, nói khỏe, khỏe, không có việc gì, con không cần lo lắng. Hôm nay con gấp gáp đến tìm cha, có chuyện gì? Đường Khả Hinh khẽ chớp mắt, nhìn nét mặt cha quan tâm như vậy, cô có chút đau lòng, nhưng vẫn hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nói cha, con thật sự rất vô dụng, gần đây thầy giáo giao cho con một công việc rất quan trọng nhưng con mới bắt tay làm ngày thứ nhất, đã xảy ra chuyện. Chấm ngoặc kép. Đường Trí Long nghe vậy, hơi sửng sốt nhìn đường Khả Hinh, hỏi, xảy ra chuyện gì? Thầy giáo của con giao cho con công việc gì? Đường Khả Hinh có chút đau lòng nhìn cha nói, con vốn muốn làm việc thật tốt, mới không phụ kỳ vọng của cha, nhưng thầy giáo mới vừa giao cho con phụ trách tổ chức tiệc thử rượu đẳng cấp giới thế giới, nhưng con mới tiếp nhận ngày thứ nhất, liền bị giám đốc khách sạn dành địa điểm, lúc họp, quản lý phòng kinh doanh rượu lại làm khó con, giống như cảm thấy con là một nhân viên nhỏ bé không có tư cách làm giám sát viên, ngồi ở chỗ đó mới mấy ngày, con muốn sắp xếp một địa điểm nếm thử hơn 300 loại rượu. Không có một chuyện nào được thuận lợi. Làm thế nào đây? Trong lòng của con có chút lo sợ, sợ làm không được sẽ khiến cho cha và thầy giáo thất vọng. Chấm ngoặc kép. Đường Chí Long nghe nói như vậy, khuôn mặt đột nhiên lộ ra nụ cười cơ trí, rất hiền hòa nhìn con gái nói, cho nên bây giờ con tới tìm cha. Đường Khả Hinh có chút ngượng ngùng cúi đầu cười, nói cha đã từng là cựu thành viên của khách sạn, con nghĩ chuyện như vậy cha sẽ có kinh nghiệm hơn phải không? Con muốn học hỏi kinh nghiệm của cha, con thật sự không muốn lúc mình làm việc, phải thỉnh cầu một số người giúp đỡ cho mình. Đường Chí Long nghe lời này, khuôn mặt lộ ra an ủi gật đầu, nói Khả Hinh đã trưởng thành, biết chịu trách nhiệm rồi. Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên, nhìn cha có chút vội vàng hỏi vậy cha có thể cho con một chút ý kiến không đường trí long nở nụ cười hai mắt lộ ra ánh sáng bị che giấu đã lâu chậm rãi nói con phải nhớ người sống trong một quần thể xã hội mỗi một việc làm của con đều có có quan hệ chặt chẽ với đối tác của con nhưng cho dù hợp tác như thế nào muốn đối phương hỗ trợ cho con thậm chí mở ra cho con một con đường trước hết con phải hiểu được tám chữ đường khả hình im lặng căng thẳng nhìn cha lợi ích chung đi đôi uy hiếp chung Đường Trí Long trầm giọng nói ra tám chữ này. Ánh mắt của đường khả hình sáng lên. Đường Trí Long lại tỉ mỉ giải thích cho con gái, người sống ở trên đời này, đều hướng về lợi ích của bản thân, để phát triển chính mình, nhưng phải thông qua hỗ trợ của người khác mới có thể chính thức đạt được thành công. Cho nên lúc con muốn tiến hành hợp tác với người khác, phải nghĩ đến lợi ích của hai bên, mà không phải chỉ có riêng mình thu hoạch. Khí thể lộ ra từ bản thân của con sẽ nói cho đối phương biết điều này. Đồng thời, con phải hiểu được, ở trong thế giới kinh doanh, có quá nhiều người bị mù quáng vì chữ lợi, cho nên con phải biết ngăn cản bọn họ, không để cho bọn họ vượt qua lợi ích, vượt qua ranh giới cuối cùng của con. Vậy con phải làm thế nào mới có thể ngăn cản được bọn họ? Đường Khả Hinh lại căng thẳng hỏi cha. Đường Chí Long chậm rãi mỉm cười, nói, lúc còn nhỏ con có chơi xích đu chứ? Đường Khả Hinh gật đầu. Khi con chỉ xuống, đối phương sẽ nhếch lên, vậy con sẽ phải ra một chút sức lực, mới có thể đè đối phương đi xuống. Khi con đi lên, không được buông thả toàn bộ sức nặng của mình, để cho đối phương có cơ hội ngồi. Đường Chí Long mỉm cười nói, tìm đúng điểm tựa hỗ trợ lẫn nhau, điểm chính là thủ đoạn hạn chế bọn họ. Điểm tựa, đường khả hình cao mày nghe xong, suy nghĩ đến điểm tựa. Không biết, đường Chí Long cười hiền nhìn con gái. Đường khả hình lắc đầu một cái. Chính là tập đoàn hoàn cầu, đường Chí Long chậm mỉm cười nói ra những lời này. Đường Khả Hinh lập tức bình tĩnh nhìn cha. Nếu muốn thành công thì phải biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, mặc kệ đối thủ của con là ai, đều phải tìm hiểu rõ bọn họ, nắm được xương sườn mềm và khuyết điểm của bọn họ, sau đó giống như con cua, dùng sợi dây buộc chặt càng của nó, đâm thẳng từ mắt xuống bụng. Chấm than ngoặc kép, đường trí long lại tiếp tục chỉ dạy con gái, con phải hiểu rằng, khi con khống chế hoàn cảnh, thời gian càng ngắn, con càng phải tập trung tinh thần ra một kích phải chúng. Người chính thức thành công, phải biết dùng người, mặc kệ là người của mình hay kẻ địch, đều phải ngọt ngào tự nhiên, lợi dụng thủ đoạn của bọn họ, ngăn cản và khống chế bọn họ. Ở trên thương trường, không có mãi mãi là bạn bè, cũng không có mãi mãi là đối thủ, đầu tiên bản thân con phải hiểu được nguyên tắc không thỏa hiệp, như vậy người khác mới có thể kính trọng con, sợ con. Có lúc, cắn chặt răng, bảo vệ chặt ranh giới cuối cùng của mình, đây là điểm mấu chốt nhất để con bước về phía thành công. Trong lòng đường khả hình sôi trào, lắng nghe. Đường Chí Long lại mỉm cười nhìn con gái nói, hiện tại cha truyền lại cho con một thứ. Đường Khả Hinh lập tức nhìn cha, căng thẳng hỏi cái gì. Đưa ra yêu cầu, đường Chí Long cười nói. À, đường Khả Hinh cao mày, cảm thấy điều này căn bản không phải truyền lại một thứ gì đó, cái này căn bản không có gì cả. Đường Chí Long mỉm cười nói, Viện Tâm lý học California Mỹ đã từng làm một nghiên cứu, để cho một người ngồi xe điện ngầm, dưới tình huống họ không đưa bất kỳ lý do gì, để cho người khác nhường chỗ ngồi cho anh ta, tỷ lệ nhường chỗ ngồi là 23%. Mà người có thể nhường chỗ ngồi trên xe điện ngầm, tỷ lệ nhường chỗ ngồi là 8%. Đầu óc đường khả hình chấn động, chợt nhớ lại lúc ở Cambridge. Trang tính vô từng nói, thế giới này tin tức càng ngày càng phát triển, khoảng cách giữa người và người càng ngày càng nhỏ, chúng ta ở thời đại tốt nhất, phải thể hiện bản thân mình thích hợp, giới thiệu về mình, thậm chí biết lợi dụng thời cơ, đưa ra yêu cầu với thời đại này. Cô đột nhiên trở nên kích động nửa nụ cười nhìn cha. Đường trí Long an ủi nhìn con gái nói, đi đi, cố lên. Chấm ngoặc kép. Audio điện tử võ tấn bền. chương 681, chú nhất định sẽ thích. Mưa to vẫn tiếp tục rơi xuống đất. Ba chiếc ô tô màu đen chạy nhanh tới đại sảnh khách sạn Á Châu, nước mưa từ sườn xe rơi xuống. Cửa xe bốn phía đồng thời mở ra. Đường Khả Hinh mặc đồng phục màu đen của phòng kinh doanh rượu đi ra, ngẩng mặt nhìn đại sảnh Á Châu, lại nhớ tới lời của cha, mỗi một nơi có cạnh tranh mới có tiến bộ, lúc này, không ngại thu lại khái niệm xem khách sạn là nhà, tình nghĩa chân chính là cái bắt tay sau khi thắng lợi, sau khi trải qua thất bại và nỗ lực, nếu con là người như vậy, tương lai người ở bên cạnh con cũng sẽ càng ngày càng nhiều, con phải tin tưởng điểm này. Cô mang theo những lời này, hai mắt chợt lóe, cất bước lên trước nói, đi thôi. 12 nhân viên phòng kinh doanh rượu mặc đồng phục màu đen đi theo sau cô cùng nhau gật đầu. Quản lý bộ phận Lễ Tân và các đồng nghiệp cùng nhau ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Đường Khả Hinh dẫn mọi người, khí thế hừng hực đi vào đại sảnh, cũng rối rít ngạc nhiên, có chuyện gì? Đường Khả Hinh không để ý đến mọi người, lúc đang chuẩn bị bước lên cầu thang xoắn ốc, cô ngẩng đầu lên lập tức nhìn thấy Tào Ngọc Tinh mặc đồng phục câu lạc bộ, lạnh lùng đi xuống cầu thang, cô lập tức cười, có chút vui vẻ gọi quản lý Tào Tào Ngọc Tinh dừng ở cầu thang trước, hơi sững sờ, nhìn thấy Đường Khả Hinh, mặt của cô lập tức hiện ra nụ cười diễu cợt, nói: "Ơ, đây không phải là Khả Hinh sao?" Vâng, Đường Khả Hinh mang giày cao gót 12 cm, bước lên ba bậc thang, đi tới trước mặt cô, thậm chí đi tới sát người Tào Ngọc Tinh, hai mắt sáng lên, cười nói: "Tôi nghe nói, chị vì biết tôi muốn tổ chức tiệc thử rượu, cố ý tiếp nhận tiệc tối từ thiện, thật sự cảm ơn chị, suy nghĩ vì khách sạn Á Châu." Tào Ngọc Tinh nghe nói như vậy, hai mắt chợt lóe lên, liếc mắt nhìn cô. Đường Khả Hinh vẫn nhìn cô, mỉm cười nói: "Quản lý Tào, một ngày kiếm bạc tỷ, người đang ở câu lạc bộ, lại quan tâm đến khách sạn Á Châu, riêng là phần tâm ý này, thật không có người nào có thể so bì. Lúc nào có thời gian, chị nhất định phải đến phòng kinh doanh rượu của chúng tôi ngồi một chút, đúng lúc thảo luận nhà hàng Tây Lệ bên câu lạc bộ của các vị buôn bán rượu vang, tôi nhất định sẽ cẩn thận lắng nghe ý kiến của chị." Sau đó sẽ quyết định chuyện buôn bán rượu. Sắc mặt của Tào Ngọc tinh tối sầm lại. Đường Khả Hinh đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, có chút kinh ngạc cười nói, "Trong lúc bất chợt, tôi nhớ tới một chuyện, gần đây thầy giáo tuổi tác đã cao, người địa vị cao quý bận rộn, để cho tôi hỗ trợ chuyện kiểm tra nhà hàng Tây Lệ bên câu lạc bộ, lần trước lúc bên nhà hàng của chị đến phòng kinh doanh rượu của chúng tôi đăng ký bán rượu, tôi quên có phần danh sách tôi còn chưa kịp ký, có thể tạm thời. Nhà hàng các người phải ngừng buôn bán rồi." làm thế nào đây, gần đây tôi quá bận rộn, vì đổi thời gian, thiếu chút nữa đầu óc tôi cũng hôn mê. Trái tim Tào Ngọc Tinh sắp vỡ tung, nhưng vẫn cắn chặt răng không nói lời nào. Lúc này sắc mặt đường khả hình cũng dần dần buộc chặt, lộ ra lạnh lùng, chậm rãi nói, chúng tôi cũng suy nghĩ vì hoàn cầu, nhớ ngày đó tôi vẫn còn là nhân viên phục vụ nho nhỏ lau ly ở kho rượu, đã nhìn thấy qua phong thái của quản lý Tào, tôi vẫn rất hoài niệm thời gian như vậy, chị ở bộ phận tổ chức tiệc lo trong lo ngoài, Hăng hái lo toan, thậm chí vào thời điểm đó, tôi rất ngưỡng mộ tinh thần của chị. Tương lai tôi hy vọng mình có thể làm một người giống như quản lý tào. Hy vọng quản lý tào chỉ dẫn nhiều hơn cho khả hình một con đường. Hiện tại nếu như có cơ hội, chúng ta có thể cùng uống một ly, lại kính chị công danh và sự nghiệp đều được như ý. Cửa chính phòng kinh doanh rượu vẫn luôn mở ra đón chào chị. Chấm ngoặc kép tào ngọc tinh nghe lời này sắc mặt thu lại nhìn đường khả hình. Đường Khả hình lập tức nở nụ cười, vươn tay nói, quản lý Tào, hôm nay rất vui vẻ gặp được chị, có thời gian chúng ta gặp mặt. Tào Ngọc Tinh suy nghĩ một chút, ngay lập tức vươn tay bắt tay với cô, nói tạm biệt. Hai mắt đường Khả hình chợt lóe, liền cười nhìn thoáng qua cô, nhanh chóng đi lên cầu thang, đi về phía sảnh tiệc, 12 nhân viên phòng kinh doanh rượu cũng cùng nhau tiến lên. Cửa chính sảnh tiệc số một lập tức mở ra. Đường Khả hình dẫn mọi người khí thế rầm rập bước vào, ngẩng mặt nhìn thấy nhã tuệ đang đứng ở sảnh tiệc bảo thợ thay bóng đèn cô mỉm cười nói quản lý lưu hôm nay phải làm phiền chị nhã tuệ đứng ở một bên nhìn đường khả hinh mặc trang phục như vậy liền ngạc nhiên hỏi hả đường khả hinh xin lỗi nhìn nhã tuệ cười nói hôm nay có thể phải phiền chị làm thêm giờ lúc em ngồi xe đến đây dùng máy vi tính xem qua thảm sảnh tiệc một chút em nhìn chúng loại thảm hoa mẫu đơn màu trắng có thể thay thảm chắc là rất phiền toái chứ hơn 200 mét vuông. À, chấm ngoặc kép, Nhã Tuệ vẫn không biết đầu đuôi câu chuyện, nhìn Đường Khả Hinh mỉm cười nói, "Khả Hinh. Ngày 11, chấm ngoặc kép, em sẽ giải quyết." Đường Khả Hinh bật cười nói xong, sau đó căn dặn 12 nhân viên nói, "Mọi người ở chỗ này hỗ trợ quản lý Lưu thay thảm xong, sau đó bảo chuyên gia thiết kế tôi mới vừa mời, thiết kế cho tôi 12 bản vẽ phông màn hiện trường thử rượu, để cho quản lý Lưu phân tích một chút, sau đó đưa kết quả nghiên cứu mới nhất cho tôi." Vâng, nhân viên phòng kinh doanh rượu lập tức đáp lời. "Con bé này, cô còn không tin tôi sao?" Nhã Tuệ không nhịn được cười nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh mới vừa ôm vai đi ra ngoài, nghe nói như vậy, đột nhiên xoay người nhìn bạn thân cười nói, "Không phải em không tin chị, mà em biết, có lúc chị quá hiền lành, thậm chí có chút mơ hồ, chúng ta cùng nhau giám sát đi." Nhã Tuệ không nói nên lời nhìn cô, đột nhiên cười. "Nhanh lên, một chút nữa chuyên gia thiết kế tới." mọi người cùng trao đổi với anh ấy, giao kết quả mới nhất cho tôi, đường khả hình nói xong, nhanh chóng đi ra ngoài. Cô muốn đi đâu, nhã tệ nhìn đường khả hình. Đường khả hình bước nhanh ra phía trước, một làn gió quét qua trên mặt đông cứng, hai mắt chợt lóe, nói tìm giám đốc của chúng ta, Hoác Minh. Chấm than ngoặc kép, tầng 23, tầng lầu giám đốc. Bộ phận hành chính đang bận rộn trong ngoài, thư ký căng thẳng vì bữa tiệc tối từ thiện, thông báo bộ phận mua hàng chuẩn bị đơn đặt hàng, lại thấy đường khả hình dẫn hai người nhân viên, khí thế hung hăng đi tới, cô sững sờ, kêu nhỏ, thư ký đường. Chấm hỏi ngoặc kép, cô gọi sai rồi, đường khả hình nhanh chóng đi tới trước mặt thư ký, bật cười nói, bây giờ tôi là trợ lý chính của tổng quản lý phòng kinh doanh rượu. Thư ký cũng cười, nói, xin lỗi, cô tới đây là. Chấm ngoặc kép, tôi có việc tìm giám đốc, đường khả hình mỉm cười nói. Hai mắt thư ký xoay chuyển, cười nói, giám đốc chúng tôi không có ở. Chấm ngoặc kép. Thật sao, đường khả hình lập tức có chút xứng sờ nhìn cô ngạc nhiên nói, tôi mới vừa nói điện thoại với ông ấy, ông ấy nói mình ở văn phòng. À, thư ký lập tức ngây người, hai mắt chớp mạnh một cái, não có chút bắt không theo kịp, thậm chí có chút trột dạ, cả lâm nói a à, Chuyện này, tôi, tôi đi vào xem một chút, chẳng lẽ tôi nhìn sai rồi sao? Đường khả hình không để cho cô xoay người, liền vội nói, không phải chứ, tôi nhớ cô mới vừa từ phòng làm việc tổng giám đốc đi ra, phần tài liệu cầm trong tay không phải là tài liệu tiệc tối từ thiện sao? Rõ ràng tôi cũng nhìn thấy giám đốc ngồi ở bên trong chơi bài tarot. A, à, đúng vậy, thư ký lập tức giống như mới giật mình bừng tỉnh, mặt đỏ dần, nhìn Đường Khả hình cười nói tôi. Có lẽ tôi quá bận rộn nên nhầm lẫn, ông ấy ở bên trong. Giúp tôi thông báo, Đường Khả hình không nói nhiều, Vâng, trái tim thư ký đập thình thịch, tái mặt nuốt một ngụm nước bọt, cầm tài liệu lên, xoay người bước nhanh đi vào phòng giám đốc, nhìn Hoác Minh đang bận rộn xem tài liệu nói, giám đốc, đường. Thư ký đường tìm chú. Nói tôi không có ở đây, Hoác Minh sớm có chuẩn bị, nói nhanh. Thư ký ngây ra, nhìn ông ta nói, không phải chú có hẹn với cô ấy. Cô ấy còn biết chú mới vừa chơi bài tarot. Hoác Minh cau mày ngưng mặt nhìn thư ký nói, tôi có hẹn với cô ấy lúc nào. Nói bậy, cô ấy đang gạt cô, không biết à. Thư ký lập tức đỏ mặt, nhìn Hoác Minh gõ đầu nói tôi. Tôi, tôi nghe cô ấy nói rất thật, tôi còn nghe cô ấy biết chú đang chơi taro. Chấm ngoặc kép, hôm nay tôi không có chơi taro. Chấm than ngoặc kép, Hoác Minh đứng lên nhìn thư ký, gầm nhẹ, cô thật sự là đủ ngu ngốc. Biết rõ cô ấy có thể tới tìm tôi, cô không ngăn cản cho tôi, còn bị người ta lừa gạt. Đầu óc cô nhét chuối tiêu đút khỉ đột hả chấm than ngoặc kép thư ký không dám lên tiếng mời cô ấy vào đi chấm than ngoặc kép hoắc minh không có cách nào chỉ đành phải vẫy tay thư ký lập tức lui ra ngoài còn đang suy nghĩ khả hình làm sao biết chuyện giám đốc chơi taro chuyện này rất ít người biết nha cô nhẹ nhàng mở cửa đường khả hình đứng ở bên cửa nhìn thư ký lập tức có chút áy náy cười nói thật xin lỗi thư ký trần tôi đã quên lúc giám đốc hẹn tôi là lúc quản lý Trần Mạn Hồng kết hôn, chúng tôi cũng ly trò chuyện với nhau. Thư ký chỉ đành phải không nói lời nào. Tránh ra, đường khả hình cười nói nhỏ. Thư ký nhanh chóng tránh người. Đường khả hình một mình đi vào phòng làm việc, nhìn Hoác Minh cười gọi giám đốc. Ôi, khả hình hả, mau tới ngồi một chút. Hoác Minh lập tức đứng lên, đưa tay ngoắc đường khả hình cười nói, kể từ khi cô chuyển sang trông coi bộ phận kinh doanh rượu, thật lâu cũng không có gặp cô, tôi cũng hết sức nhớ giám đốc, đường khả hình cũng không có khách khí, thuận tiện ngồi bên bàn làm việc phía đối diện, nhìn Hoác Minh cười nói, lúc tôi mới vừa đến đây, mới nói chuyện điện thoại với ủy viên trương, nói khách sạn chúng ta tổ chức tiệc tối từ thiện, ông ấy sẽ tham gia, đến lúc đó tôi nhất định tự mình đến phòng bếp, chuẩn bị mấy món ăn ông ấy thích. Hoác Minh nghe nói vậy, dừng lại một lát, cười nói tôi nghe nói ủy viên trương và cô. Có chút quan hệ sâu xa. Chỗ ấy mà nói, chấm ngoặc kép, đường khả hình lập tức nhìn Hoác Minh cười nói, cũng chỉ là lúc còn bé, từng có tiếp xúc với ông ấy một chút, sau này không có liên lạc, tiệc từ thiện lần trước, con trai ông ấy còn theo đuổi tôi, làm tôi hoảng sợ. Hoác Minh phì cười nói, khả hình rất xinh đẹp, ai cũng thích. Giám đốc không thích, đường khả hình cố ý mềm mỏng. Nói như vậy là sao? Hoác Minh nhìn cô, cười hỏi. Giám đốc, chú không biết, phòng kinh doanh rượu chúng tôi tổ chức tiệc thử rượu, vừa vặn vào ngày 11. Chấm ngoặc kép, đường khả hình có chút phiền não nói, chú không biết tiệc rượu này, nếu như chúng tôi đã quy định ngày tổ chức tiệc thử rượu, sẽ tính toán tường tận thời gian xuất ra hầm rượu, thời gian xuất ra hầm rượu và thời gian mở chai phải sát nhau, thậm chí phải nắm vững nhiệt độ của 3.000 chai rượu cấp 1, cũng phải theo thời gian mở chai sát nhau. Nhân viên bảo quản rượu của chúng tôi đã cài xong nhiệt độ mở chai, khống chế thời gian đếm ngược rồi, lúc này, đột nhiên đổi ngày, tôi cảm thấy có chút phiền phức, là như thế sao chấm ngoặc kép hoác minh giả bộ ngu đúng vậy đường khả hình có chút phiền não nhìn hoác minh nói chẳng qua tôi cảm thấy tiệc thử rượu của chúng tôi phải nên nhường bước bởi vì làm từ thiện là chuyện công đức mỗi người chúng ta ai cũng phải nhường vậy mọi người có thể chọn địa điểm khác chấm ngoặc kép hoác minh cười nói đúng vậy chấm than ngoặc kép lúc này đường khả hình mới nhớ tới chuyện này rất vui mừng nhìn hoác minh vui vẻ nói tại sao tôi không nghĩ tới vấn đề này tôi lập tức thông báo phòng kinh doanh rượu, để cho bọn họ thông báo thay đổi địa điểm với tân khách, bao gồm phải báo cáo cho Thủ tướng, Tô Tiểu Thư, cậu chủ Tô, ủy viên Trương, cậu chủ Trương, chủ tịch tổ chức từ thiện, phó cục trường, đại sứ Pháp và Anh, thành viên lãnh sự quán, còn có tất cả nhân vật chính trị lớn nhỏ nổi tiếng. Bọn họ nghe nói khách sạn Á Châu chúng ta tổ chức bữa tiệc thử rượu này đều cảm thấy muốn tham gia. Sắc mặt của Hoác Minh tối sầm lại, theo lời cô nói, nhóm người này vừa lúc chính là khách chủ yếu muốn tham gia tiệc tối từ thiện của mình. Ông ta lập hoảng sợ, nhìn đường khả hinh nói, ồ, tiệc thử rượu lần này mời nhiều khách như vậy. Tại sao trước đó tôi không có nghe nói, chấm ngoặc kép. Chú không biết sao, tôi mới vừa nói chuyện điện thoại với cậu chủ tô, anh ấy nói phái người ủng hộ. Đường khả hinh cười nói, như vậy thì phiền toái, khách quý như vậy, không tổ chức ở sảnh số một không được a à hát. Hoác Minh cười nói, hay là mọi người đổi thời gian. Không thay đổi, đường khả hình bật cười nói. À, khả hình, chấm ngoặc kép, hoác minh cười, gọi khả hình. Giám đốc, chấm ngoặc kép, đường khả hình cũng mềm mỏng gọi ông ta, đối với tôi mà nói, chú giống như người cha, tôi rất kính trọng chú. Tôi tin tưởng hai chúng ta đứng ra tổ chức cũng là vì hoàn cầu, mà lần này phòng kinh doanh rượu tổ chức ở khách sạn Á Châu, giám đốc câu lạc bộ còn nói chúng tôi không cần suy nghĩ, nói có tốt chuyện, Luôn nhường cho khách sạn Á Châu, nhưng phải làm gì đây? Dưới sự quản lý của chú, ở châu Á, khách sạn Á Châu của chúng ta thật sự đứng vững hàng đầu, mỗi người chúng ta đều hướng về chỗ này. Chấm ngoặc kép. Hoác Minh được tân bốc, lập tức cười. Chỉ là, chấm ngoặc kép, đường khả hình cố ý cao mày nhìn Hoắc Minh cười nói, lần này nếu như đổi địa điểm, tôi nhất định phải đi đến câu lạc bộ rồi, nhưng cũng tốt, thời gian tới, để tránh chạm đụng sảnh tiệc với khách sạn Á Châu tất cả hoạt động lớn nhỏ của chúng tôi cũng sẽ không đến đây nữa. Khách quý từ nước ngoài tới, chúng tôi đều sắp xếp toàn bộ vào ở câu lạc bộ vậy. Ôi, này, này, nói như vậy thật không phải. Đây cũng không phải là hoạt động một lần mà. Hoặc mình cũng có chút căng thẳng, bởi vì tất cả tiệc thử rượu lớn nhỏ cũng sẽ kéo theo việc tăng doanh số trong tất cả các phương diện của khách sạn. Ông ta lập tức cười nói, hai chúng ta không nên hiểu lầm. Cô không cần đổi ngày, tôi đổi ngày, cô đừng mang hết khách của tôi đi mà, như vậy tôi thật không còn mặt mũi. Sẽ không, chuyện này, tôi sẽ yêu cầu người làm thỏa đáng cho chú. Đường Khả Hinh lập tức cười nói. Tốt, chấm than ngoặc kép, hoặc Minh không có cách nào đứng lên, nhìn đường Khả Hinh lắc đầu cười nói, ôi chao, con bé này làm cho người ta hơi kinh ngạc, còn nói người ta giống cha mình. Dĩ nhiên, tương lai tôi hiếu kính với chú. Đường Khả Hinh cũng cười, rồi lại nhớ tới chuyện gì, nhìn hoắc Minh nói vậy bộ phận kỹ thuật, bộ phận mua hàng, bộ phận tổ chức tiệc, còn có phòng kế toán ký đơn. Chấm ngoặc kép. Một chút nữa tôi gọi điện thoại, nhất trí thông qua cho cô. Hoác Minh bật cười nói. Cảm ơn giám đốc, chấm than ngoặc kép, đường khả hình lập tức lấy ra một phiên bản taro số lượng hạn chế. Nhìn ông ta cười nói, đây là phiên bản số lượng hạn chế tôi sai người mua được ở cửa hàng. Tôi biết rõ chú nhất định thích, chương 682, bị con rán ăn hết cửa chính bộ phận tổ chức tiệc ầm ầm mở ra. Đường Khả Hinh nhanh chóng đi tới, thấy chuyên gia thiết kế cùng lập trình viên máy tính ở đầu kia đại sảnh tiệc, ngồi làm việc ở trước sân khấu dựng lên tạm thời, đang bận rộn xem hình ảnh sẽ dựng phong màn tiệc thử rượu, mà nhân viên bộ phận tổ chức tiệc cùng nhã tuệ khẩn trương nhất thảm theo phong cách Bohemia trên sàn, cô lập tức đi qua bên cạnh bản thân, hỏi chuyên gia thiết kế, phong màn thiết kế như thế nào rồi. Chuyên gia thiết kế có chút gian nan ngẩng đầu, nhìn đường Khả Hinh, vẻ mặt lộ ra khó khăn nói, trong thời gian ngắn như vậy, tôi thật sự không thiết kế ra được tác phẩm mới, nhất là sảnh tiệc lớn như vậy, từ hiệu ứng sân khấu, rồi đến phong màn hiện trường, cô còn yêu cầu hoa mẫu đơn. Chấm ngoặc kép, đường khả hình không đợi anh ta nói xong, lập tức chống tay trước bàn, nghiêm túc liếc hình vẽ lộn xộn trong máy vi tính trước bàn của anh ta một cái, mới nói tiếp, anh nghe tôi nói, nếu chúng tôi có 3 tháng để chuẩn bị tổ chức bữa tiệc này, tôi có thể mời anh đến Hawaii một chuyến rồi trở về, để cho anh từ từ suy nghĩ. Chuyên gia thiết kế nhìn cô, cười bất đắc dĩ. Nhưng bây giờ không có cách nào. Đường khả hình nhanh chóng nhìn anh nói, chúng tôi chỉ có ba ngày, mà anh chỉ có một buổi tối, cho mình một cơ hội, khiêu chiến trí tuệ của anh, cực hạn của anh, chúng ta vĩnh viễn cũng không có cách nào tưởng tượng. Trong thân thể của chúng ta, rốt cuộc ẩn chứa năng lượng như thế nào, anh không muốn đảo bới sao? Không muốn biết sao? chuyên gia thiết kế im lặng nhìn Khả Hinh. Đường Khả Hinh lại trịnh trọng nhìn anh, nhờ cậy nói, làm ơn, giúp tôi một chút. Lúc này, tôi cũng cần anh, chấm than ngoặc kép. Chuyên gia thiết kế nghe vậy, chỉ đành phải thở dài một cái, gật đầu nói, được rồi. Vì mấy lời của cô, tối nay tôi sẽ liều mạng. Cảm ơn, đường Khả Hinh thở dài một hơi, lập tức vỗ tay, gọi, vào đi. Chấm than ngoặc kép. Cửa lớn sảnh tiệc mở ra, mấy nhân viên phục vụ phòng ăn đẩy xe thức ăn đi tới, phía trên có bánh trứng tổ yến, bánh trôi chân châu, bánh xếp hoa hồng, bánh ngọt thất xảo, súp lá sen, bánh pang cách hoa mai. Những món điểm tâm tinh xảo. Ồ, chấm ngoặc kép, rất nhiều nhân viên làm việc nhìn thấy món điểm tâm, tất cả đều nở nụ cười. Đường khả hình cởi đồng phục ra, chỉ mặc áo sơ mi trắng, váy ngắn màu đen, giao cho trợ lý của cô, vừa săn ống tay áo, vừa nhìn mọi người cười nói, tối hôm nay mọi người thật sự vất vả, mặc kệ như thế nào, tiệc thử rượu có công lao mọi người, đến lúc đó tổ chức thành công, tôi lại đích thân cúi người cảm ơn mọi người. Mọi người vất vả rồi, tôi cũng sẽ không lười biếng, tôi cùng làm với mọi người, ăn trước một chút đi. Vâng, chấm ngoặc kép, nhân viên làm việc cùng nhau cười nói đi tới, cầm món gì đó để ăn. Đường Khả Hinh lập tức cầm bánh trứng tổ yến nhã tuệ thích ăn nhất, đi tới trước mặt cô, mềm mỏng cười nói quản lý lưu. Hôm nay thật vất vả cho chị rồi, lúc này em đã chuyện với giám đốc của chị rồi, tối nay làm thêm giờ có lương, không phải hỗ trợ hữu nghị. Nhã tuệ bất đắc dĩ nhận lấy bánh trứng, nhìn cô cười nói con bé chết tiệt này. Nhưng tôi hỏi cô, tại sao nhất định phải là thảm hoa mẫu đơn màu trắng, chúng ta? Chấm ngoặc kép, em muốn thảm hoa mẫu đơn. Nhưng, chấm ngoặc kép, em muốn thảm hoa mẫu đơn. Đường Khả Hinh lại nói nhanh, tại sao, nhã tuệ bất đắc dĩ nhìn cô hỏi. Đường Khả Hinh lập tức xoay người, nhìn chuyên gia thiết kế cách mình không xa, đang thích thú ăn điểm tâm, mỉm cười nói tiệc thử rượu đẳng cấp thế giới lần này, do Trung Quốc chúng ta tổ chức, chúng ta thể hiện cái đặc biệt của chúng ta, mà hoa mẫu đơn là quốc hoa Trung Quốc chúng ta, đây là điểm thứ nhất. Chuyên gia thiết kế vừa ăn vừa gật đầu lắng nghe. Thứ hai, chấm ngoặc kép. Đường Khả Hinh nhìn Nhã Tuệ mỉm cười nói: "Màu sắc thảm quá tối, sẽ ảnh hưởng đến tầm quan sát thể rượu của khách, cho nên khăn trải bàn của chúng ta nhất định phải là màu trắng, hiệu ứng ánh đèn cũng phải lấy màu sáng làm chủ, màu sắc của hoa, tốt nhất là hoa hồng trắng và hoa bách hợp trắng." Chấm ngoặc kép. "Ừm, biết rồi." Chuyên gia thiết kế đáp lời. "Tiểu Thanh, Đường Khả Hinh đột nhiên nghĩ tới cái gì, xoay người nhìn trợ lý bên kia." "Vâng." Tiểu Thanh đáp lời. Tôi nhờ đồng nghiệp phòng kinh doanh rượu giúp tôi kiểm tra xem có vị khách nào dị ứng đối với phấn hoa hay không, cô đã kiểm tra chưa? Đường Khả Hinh hỏi nhanh. Cũng đã kiểm tra, không có, Tiểu Thanh cười nói. Ngày hôm đó, chuẩn bị cho tôi một bó hoa hồng sâm banh. Buộc phải đẹp một chút, Đường Khả Hinh căn dặn cô. Vâng, Tiểu Thanh gật đầu. Tại sao phải chuẩn bị hoa hồng sâm banh? Nhã Tuệ không hiểu nhìn Đường Khả Hinh hỏi. Đường Khả Hinh mỉm cười nhìn Nhã Tuệ nói cũng là trùng hợp thôi, ở trên xe xem phông màn bữa tiệc xong, thuận tiện điều tra tình huống của một vị khách, không ngờ phát hiện một vị bình phẩm người Pháp, dẫn theo vợ của mình tới tham dự tiệc thử rượu lần này, mà ngày ấy, vừa đúng là ngày kỷ niệm tròn một năm vợ chồng bọn họ kết hôn, tôi lại điều tra thêm một chút, vợ của ông ấy thích hoa hồng sâm banh. Chấm ngoặc kép, nhã tuệ đột nhiên mỉm cười. Có chút kinh ngạc nhìn đường khả hình nghi ngờ nói, tại sao cô giống như biến thành một người khác? Chú nói gì với cô vậy? không có gì, chấm ngoặc kép, đường khả hình bật cười, nhớ tới lúc mình đi khỏi, cha nói câu nói sau cùng, quá khứ, cô dùng phần lớn thời gian để học tập kiến thức, hiện tại, con phải dùng phần lớn thời gian tới học đạo lý làm người. Bởi vì cách đối nhân xử thế, mới là học vấn cao nhất. Trong đầu cô không ngừng vang vọng những lời nói của cha, trong lòng tràn đầy dũng khí, cười cười nói, em chỉ đột nhiên hiểu ra, người thành công, là ở trong khe hở thời gian, đào ra thứ gì đó. Màn đêm dần dần buông xuống, nhân viên của bộ phận tổ chức tiệc, nhân viên phòng kinh doanh rượu làm việc tăng ca, chuyên gia thiết kế sau khi được khích lệ, người cũng trở nên rất bình tĩnh, phối hợp với Khả Hinh làm tương đối tốt, kết hợp được ý niệm của cô, thiết kế hiện trường bữa tiệc một lần nữa. Nhã Tuệ Càng hỗ trợ cho Khả Hinh, đến kho hàng bắt đầu kiểm tra lại bộ dụng cụ ăn mạ bạc, còn có chung nhổ rượu trong bữa tiệc, bình thường trong bữa tiệc thử rượu sẽ có hơn 100 loại rượu, bất kỳ người tham gia tiệc thử rượu tử lượng tốt bao nhiêu cũng không thể thử hết toàn bộ dịch rượu, lúc này sẽ lưu hành một loại thói quen gọi là nhổ rượu, phải hết sức chú ý đến kỹ thuật nhổ rượu, nhổ đẹp mắt, nhổ tao nhã, nhổ khó coi, sẽ bị người trong nghề chê cười cô lớn tiếng gọi, khả hinh. Trung rượu là dùng trung ngọc tốt hay trung bạc tốt? Trung bạc, ở bên ngoài đường khả hinh vừa dựa theo ý tưởng sơ bộ của chuyên gia thiết kế đưa ta, vừa trải khăn trải bàn màu trắng, vừa đáp. Tại sao? Nhã tuệ hỏi, người Pháp thích lúc nhổ rượu vào chung nghe được tiếng vang. Hơn nữa trung bạc rất hợp với phong cách phương Tây, đường khả Hinh lớn tiếng nói vào. Nhã tuệ nghe vậy, ngay lập tức bảo trợ lý kiểm tra lại 700 chung nhổ rượu bằng bạc. Bận rộn làm việc cho đến 11 giờ 30 tối mới tạm chấm dứt, tất cả mọi người cũng mệt mỏi dã rời, đường khả Hinh cũng lau mồ hôi trên trán thở dốc một hơi, nhìn mọi người của bộ phận tổ chức tiệc, mệt mỏi không còn hơi sức cười nói, mọi người khổ cực. Không khổ cực, chấm ngoặc kép, mọi người dối rít vươn vai, thả lỏng đồng phục, đứng dậy chuẩn bị tan việc. Đường Khả Hinh và Nhã Tuệ cũng mệt mỏi đi ra sảnh tiệc, đi xuống lầu, đi tới trước đại sảnh khách sạn. Tài xế lái xe của Vitus dừng ở trước đại sảnh khách sạn. Em đưa chị về, đường Khả Hinh nhìn Nhã Tuệ mệt mỏi nói. Không cần, chúng ta hoàn toàn không thuận đường, cô mau trở về đi, tôi thuê xe. Nhã Tuệ nhìn đường Khả Hinh cười nói. Đường khả hình cũng chỉ cười cười, cũng biết không thuận đường, nên nói, được. Vậy chị về cẩn thận một chút. Ừm, nhã tuệ cười nói xong, liền tiến lên giơ tay ngoắc taxi chuẩn bị đi khỏi, nhưng lại sửng sốt xoay người, nhìn đường khả hình nói, đúng rồi. Hôm nay tôi gọi điện thoại cho cô không được, có chuyện gì? Tắt máy sao? Đường khả hình đứng tại chỗ, im lặng một lúc, mới nhìn về phía cô mỉm cười nói, hư rồi. Vậy mua một máy khác, chấm ngoặc kép nhã tuệ nhìn cô cười nói đường khả hình suy nghĩ một chút chỉ cười gật đầu nói tốt có thời gian sẽ đi chấm ngoặc kép vậy tôi đi nha nhã tuệ ngồi lên taxi đi khỏi đường khả hình nhìn nhã tuệ đi khỏi cô thở dài một hơi ở trong cơn mưa tí tách cũng leo lên xe ngồi mệt mỏi nhắm mắt lại nói lái xe chiếc xe hơi màu đen từ từ chuyển động chạy về hướng nhà của vitus đỉnh núi gió thật to rất nhiều rất nhiều cây cối hai bên lay động, gặp mưa hơi rũ một chút. Đường Khả Hinh mệt mỏi ngủ thiếp đi, đầu dính vào bên cạnh cửa sổ xe, cũng không có phát hiện cửa sổ hạ xuống, bay vào một chút nước mưa. Xe dừng ở trước biệt thự nhỏ. Tài xế cầm tay lái, quay đầu nhìn Đường Khả Hinh, mỉm cười nói, "Đường tiểu thư, đến rồi." Đường Khả Hinh hơi mở con mắt đau nhức, liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, quả nhiên là đến nhà thầy giáo, đèn trong phòng khách vẫn sáng đoán chừng thầy giáo đang chờ mình, cô mệt mỏi thở dốc một hơi, nói một câu vất vả, mới đẩy cửa xe đi xuống xe, nắm túi sách, mang giày cao gót, có chút loạn choạng, giống như rất muốn ngã xuống. Cô khàn khàn kêu một tiếng, thầy giáo, tôi đã trở về. Chấm ngoặc kép, cô nói xong, người đã đẩy cửa đi vào, thuận tiện đóng cửa lại, không đến bao lâu, ánh đèn lầu hai sáng lên. Cây táo ngoài cửa sổ cũng thuận tiện sáng lên. Ngoài phòng, cây ngô đồng bên đường hơi dao động, dường như cây cối cũng dao động. Không đến bao lâu, rốt cuộc mấy bóng dáng đẹp trai nhanh chóng từ trong cây ngô đồng, cây phong đi ra. Ha 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 ha, chấm ngoặc kép, tô lạc hoành đưa năm ngón tay vào trong miệng, nhìn ánh đèn căn phòng lầu hai sáng lên, chiếu sáng cây táo, anh kích động gầm nhẹ, ôi, mẹ ơi, chúng ta thật tài tình. Lão đại, vận số anh thật tốt quá, nhìn thấy cây táo kia chưa, quả nhiên khả hình ở tại gian phòng đó, chấm than ngoặc kép, Trang hạo nhiên mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, đứng ở trước cửa nhà thầy giáo cũng ngẩng đầu lên nhìn cây táo, vẻ mặt kích động nở nụ cười. Lãnh mặc hàn đứng ở một bên, nhìn mọi người, muốn xoay người đi khỏi, nói: được rồi, đưa mọi người tới đây thôi, nhiệm vụ của tôi hoàn thành, loại chuyện mất mặt này tôi không làm. Anh dám đi? Chấm than ngoặc kép, lâm sở nhai nhìn anh, há miệng gầm nhẹ, phản bội anh em, cái thứ không biết xấu hổ lão đại không có con cháu nối dõi, tương lai tôi rủa con gà của anh bị con rán ăn hết. Chấm than ngoặc kép, chương 683, có thể chạm tay. Lãnh mặc hàn nghe nói như vậy, bất đắc dĩ quay đầu nhìn lâm sở nhai nói, cậu đừng động một chút là lấy chuyện của tôi ra nói, giống như con chuột nhà cậu không ăn được con rán nhà tôi. Lúc này đang dầu sôi lửa bỏng, các người nói nhảm cái gì hả, thiếu ăn đạp đúng không? Tô Lạc Hoành không nói hai lời, liền đi trước người khác, ở trong bóng tối đi về phía cây táo tay đưa ra phía trước anh liền ôi một tiếng rút hai tay về thấp giọng kêu lên cái quái gì thế đau quá cái gì vậy tào anh kiệt đi nhanh tới đưa tay nắm gốc cây một cái cũng chợt rút về sợ hãi kêu ôi chao mẹ ơi cây táo này có gai à mọi người không biết à bộ dạng lâm sở nhai ra vẻ đương nhiên đi tới nhìn gốc cây nói khẽ cây táo vốn có gai mà có gai thì tôi phải làm thế nào Trang Hạo Nhiên giật mình nói. Dáng vẻ lâm sở nhai như rất hào phóng nhìn Trang Hạo Nhiên, nói, ngay cả có gai anh cũng phải trèo, như vậy anh mới đủ thành ý. Tôi sợ chúng ta chưa trèo lên, đã thành tổ ong rồi. Trang Hạo Nhiên cũng đi tới, vươn tay ấn vào thân cây, cũng chợt rút tay lại, kinh ngạc nói tôi. Mẹ nó, chấm ngoặc kép, không có việc gì, chấm than ngoặc kép, tô lạc hoành suy nghĩ biện pháp, lập tức từ trong túi quần của mình rút ra một con dao nhỏ anh làm gì? Lâm Sở Nhai lập tức nhìn Tô Lạc Hoành rất khiếp sợ nói, chẳng lẽ anh muốn dùng dao gọt hết gai chứ? Nếu không thì còn có biện pháp gì? Tô Lạc Hoành vẫn là người tương đối lý trí, nhìn anh khẽ nói, nếu để như thế này leo lên, không đâm người này chết mới là lạ. Đàn ông có thể là cầm thú, nhưng không thể không đẹp trai. Đúng vậy, Trang Hạo Nhiên không thể dễ dàng tha thứ mình không đẹp trai. Đến đây đi, đến đây đi, mọi người ai có dao găm hoặc cầm tảng đá ở bên cạnh gọt gai cho phẳng một chút tô lạc hoành không nói hai lời người đã đi lên trước ở trong bóng tối mượn ánh sáng cửa sổ xuyên ra không ngừng gọt tào anh kiệt và lâm sở nhai liếc mắt nhìn cũng nhanh chóng tìm tảng đá muốn đập trang hạo nhiên nhanh chóng tìm tảng đá anh đừng cử động anh chỉ cần bày ra đẹp trai là được rồi tô lạc hoành vừa gọt vừa xua tay nói anh em tốt tối nay hoàn thành nhiệm vụ tôi cưới được vợ nhất định sẽ không bạc đãi mọi người. Trang hạo nhiên ngẩng mặt lên, dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt, nhìn tô lạc hoành nói. Ba cầm thú không để ý anh, tiếp tục gọt gọt, đập đập. Lãnh mặc hàn bất đắc dĩ nhìn mấy người anh em ở nơi đó dùng sức làm chuyện chán ghét, anh không nói gì thêm mà lạnh lùng bỏ đi, đi về phía chiếc xe giấu ở trong rừng cây, từ bên trong lấy ra một cái bản bào lưỡi sắt, nhanh chóng bước đi về phía mọi người, nói tránh ra đi. Thứ không có đầu óc gì cả. Biết rõ muốn tới trèo cây táo, mang theo gương mặt đẹp trai tới thôi. Mấy người cùng nhau sướng sờ nhìn anh. Lãnh mặc hàn lạnh lùng, sách theo cái bàn bào lớn, đi tới trước thân cây, liếc cây táo giả mười mấy năm một cái, suy nghĩ một chút, dùng sức cầm cái bàn bào, dùng lưỡi dao quét qua, gai nhọn lập tức bị mài phẳng. Mẹ kiếp, anh mang theo đồ vật này, không còn sớm cho chúng tôi biết. Tô Lạc Hoành nhìn anh gầm nhẹ. Tôi đang chờ mọi người quay đầu lại là bờ lãnh mặc hàn lại dùng sức bào cậu cũng là anh em tốt trang hạo nhiên lại vỗ bả vai của anh nói lãnh mặc hàn không để ý tới anh mà nhanh chóng sách theo cái bàn bào bào sạch sẽ tất cả gai góc của cây táo cao gần hai thước sau đó ném cái bàn bào đi đầu tiên bảo lâm sở nhai ngồi xổm xuống nói đến đây đi thân cây này quá thẳng không có nhánh có thể cũng ngăn được kẻ trộm anh kiệt và lạc hoành lên trước được chấm than ngoặc kép lâm sở nhai cao giáo ngồi xổm người xuống trước. Chịu đựng đấy, Tô Lạc Hoành nói xong, chợt cảm thấy gió hơi lớn, mưa phùn lại bay lên, anh không nói chuyện nữa, trực tiếp tiến lên một tay chống cây táo, đạp lưng lâm sở nhai, trèo lên trước, sau đó tạo anh kiệt cũng vỗ bả vai lâm sở nhai nói một câu, anh cực khổ, lại bước lên bờ vai của anh, tiếp tục trèo lên người của Tô Lạc Hoành. Này, cậu đừng kéo quần tôi, cậu cố ý đúng không? Có phải muốn nhìn con ích của tôi lớn bao nhiêu hay không? Tô Lạc Hoành bị Tào Anh Kiệt kéo đến đầu đầy mồ hôi, mặt đỏ lên, ôm thân cây thẳng tắp, đạp bả vai Lâm Sở Nhai, đỏ mặt nói. Anh, tôi không có kéo. Tào Anh Kiệt lại dùng sức bước lên bả vai Tô Lạc Hoành, ôm thân cây, ngẩng đầu nhìn gần đến ban công lầu 2, anh lập tức gọi nhỏ, lão đại, lên đi. Chấm than ngoặc kép. Cả người trang hạo nhiên đứng dưới tàng cây, nhìn ba người anh em tốt xếp giống như la hán, run rẩy tròng trành trồng lên nhau, liều bám ở trên cây, Mặc dù anh rất cảm động, nhưng có chút hoa cả mắt nói, tôi đột nhiên cảm thấy, dáng vẻ của tôi leo lên cây có chút không đẹp trai. Chấm ngoặc kép, thúi lắm, chấm than ngoặc kép, lâm sở nhai đứng ở phía dưới cùng, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, khàn giọng gọi, chờ ngày nào đó tiểu đường và tổng giám đốc tưởng ở trong phòng tắt đèn xong, anh sẽ biết rõ cái gì gọi là không đẹp trai. Dù sao phải tin tưởng tôi, anh em sẽ không hại anh. Đi lên ôm cô ấy vào lòng, hôn chết cô cho dù cô ấy tát anh mười mấy bà tai, cắn chết anh, liều mạng hôn tả tơi, cô ấy không thỏa hiệp, tôi chịu thua anh. Đây là cơ hội duy nhất, nếu ngày mai Vitus thức dậy phát hiện cây táo bị tôi gọt, anh cắm vào đôi cánh, anh cũng không bay qua được đâu. Trang hạo nhiên nghe xong, nhất thời cảm thấy cũng có lý, lập tức muốn tung người trèo lên phía trước. Hai con chim màu đen thật to, vèo một tiếng, không biết từ một gốc cây nào bay xuống, lập tức đứng ở dưới gốc cây táo mấy người đàn ông hoảng sợ đến vỡ mật ôm thân cây ngây ngốc nhìn sang đôi song sinh tiểu vi tiểu hà lạnh lùng đứng dưới tàng cây nhìn bọn họ tất cả mọi người hoảng sợ cũng nhìn chồng chọc các cô mẹ ơi quên đôi song sinh này rồi tô lạc hoành ôm thân cây đứng ở chính giữa nhìn đôi song sinh dưới mặt đất hoảng sợ đến nói không ra lời lâm sở nhai vừa chảy mồ hôi vừa nghĩ cách khống chế các cô sau đó cùng nhau chói tay chân lại Trang hạo nhiên nhất thời kinh hãi. Lãnh mặc hàn nhàn nhạt nhìn bọn họ, nói tôi không có quên, bọn họ vẫn nhìn chúng ta. Mẹ nó, anh có cái bàn bào không nói sớm, nhìn thấy người cũng không nói. Anh câm hả, tô lạc hoành gấp đến độ gầm nhẹ. Nếu như bọn họ muốn động tới cậu, lúc này mọi người đã không sống nổi. Ánh mắt lãnh mặc hàn chợt lóe, cả người phát ra khí thế mãnh liệt, nhìn đôi song sinh. Ba ông la hán lâm sở nhai cũng bám trên cây, nhìn bọn họ. Tiểu Vi và Tiểu Hà lặng yên đứng dưới tàng cây, lạnh lùng nhìn bọn họ một lúc lâu, rốt cuộc chậm rãi lui ra ngoài, bởi vì cậu chủ tô có lệnh, có thể mở cho Tổng Giám Đốc Trang một con đường riêng. Tất cả mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Trang Hạo Nhiên cũng thở phào một hơi. Lãnh mặc hàn nhìn Trang Hạo Nhiên, nhạo báng nói anh cũng sợ à. Không dám đánh bọn họ sao? Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn lãnh mặc hàn, nói tôi không đánh phụ nữ, đừng nói nữa, đừng nói nữa, mau lên đây. Chấm than ngoặc kép, tô lạc hoành chảy mồ hôi kêu to, tôi sắp không chống nổi. Tốt, Trang hạo nhiên lấy dũng khí, cũng không quan tâm có đẹp trai hay không nữa, lập tức không nói hai lời, tung người lên, đạp lên bả vai lâm sở nhai, lãnh mặc hàn nâng nhẹ ở phía sau, đẩy cả người anh đi lên. Phòng khách, đường khả hình mới vừa tắm xong, mặc quần sót ngắn, áo thun màu trắng, tóc hơi ướt đẫm, đang cầm cherry đỏ thầy giáo chuẩn bị cho mình vừa ăn vừa trừng mắt rừng ở bên thang lầu không có đi lên mà ngạc nhiên cau mày nói tôi giống như nghe có tiếng động kỳ lạ phía bên ngoài vitus mặc thường phục đang ngồi ở trên ghế salon phòng khách đeo mắt kính khuôn mặt đẹp lão nghiêm nghị nhìn tài liệu trong tay lạnh nhạt nói có thể là cây táo đường khả hinh ngạc nhiên nhìn vitus hỏi cây táo cây táo thế nào vitus lại lật một tờ tài liệu mới nói lúc trước Tôi phát hiện có sâu đục trong thân cây táo, liền gọi người bộ phận cây cảnh đến chặt nó đi, nhưng hôm nay bọn họ cưa cây đến một nửa, máy cưa bị hư. Đường khả hình hiểu ra, liền bỏ một trái cherry đỏ vào miệng, mới cười nói, nói đúng là hôm nay gió lớn, cho nên cây táo càng đông đưa dữ dội. Ừ, Vitas gật đầu. Đường khả hình không nói nữa, trực tiếp cầm cherry đỏ đi lên lầu. Ngoài phòng, gió thật to. Trang hạo nhiên đạp bả vai tô lạc hoành tiếp tục toát mồ hôi lạnh, trèo thẳng lên. Nhanh lên một chút, chấm than ngoặc kép, lâm sở nhai nằm ở trên thân cây, trọng lượng mấy trăm cây di ép tới anh không thở nổi, mồ hôi từng giọt nhỏ xuống, mới nói nhỏ tôi sắp chống không nổi rồi, cũng rúm chân rồi. Xin lỗi, người anh em, Trang Hạo Nhiên không nói hai lời, lại muốn chống đỡ thân thể tào anh Kiệt, trèo lên trên. Đột nhiên, giang, rắc, giang, rắc, trong bóng tối truyền đến âm thanh kinh khủng, Hả, Tô Lạc Hoành đột nhiên giống như con rơi ở trong màn đêm ngẩng đầu lên, như rơi vào trong sương mù nói, tôi giống như nghe được âm thanh không bình thường. Chấm ngoặc kép, âm thanh gì, Tào Anh Kiệt chịu đựng sức nặng của Trang Hạo Nhiên, cũng ôm thân cây, giống như nó là mục tiêu duy nhất của cuộc đời, là ông trời duy nhất, hỏi. Tôi có một loại dự cảm xấu mãnh liệt, chấm ngoặc kép, Tô Lạc Hoành quay đầu trái phải, luôn có một loại dự cảm xấu. Cái gì, chấm ngoặc kép rốt cuộc trang hạo nhiên bò đến trên lưng của tô lạc hoành, lại đạp một cái liền có thể đến bên cửa sổ phòng đường khả hinh, anh thở phào một cái, hỏi. Lãnh mặc hàn cũng nghe ra âm thanh không bình thường này, ở trong bóng tối, nhìn quanh thân cây táo hít mắt cha xét. Lão đại, nhanh lên một chút, tào anh kiệt ôm thân cây, người đầy mồ hôi, nói. Được rồi, trang hạo nhiên đạp lưng tào anh kiệt, bắt đầu nghiêng người tới trước, tay phải nắm chặt bên cửa sổ phòng của khả hinh. Đường khả hình chậm rãi đẩy cửa ra, chợt cảm thấy trong phòng lạnh lẽo, nhìn bên cửa sổ mới biết buổi sáng không có khóa cửa sổ. Cô thở ra một hơi, lập tức đi tới bên cửa sổ, muốn vươn tay đóng cửa sổ, nhưng chợt nhìn thấy một bàn tay nắm chặt thành cửa sổ. Cái ót của cô lạnh lẽo, lập tức nghiêng người tới trước nhìn ra ngoài, kêu to, ai? Trang hạo nhiên ngẩng đầu lên, vừa muốn nhìn đường khả hình. Đang lúc này, trong bóng tối, rắc, chấm ngoặc kép, một tiếng vang kinh khủng truyền đến. Cây táo bị cưa bỏ một nửa, vang lên âm thanh rắc rắc, theo gió mạnh lập tức mang theo bốn vị la hán trên cây oanh oanh liệt liệt ngã xuống. A, à, chấm ngoặc kép, một tiếng kêu thê thảm vang dội cả đêm tối. Chương 684, nhiệt độ. Cả khu biệt thự đèn đuốc sáng rỡ. Vitus và Đường Khả hình hai người lạnh lùng ngồi ở trên ghế salon, nhìn tới trước. Bốn cầm thú, chỉ có một mình Lãnh Mặc Hàn là sạch sẽ, mọi người đứng ở trước salon bị thương thì bị thương, sưng thì sưng, chảy máu thì chảy máu, Tào Anh Kiệt lau máu nơi khóe miệng, nghĩ tới khó ăn nói với Trần Mạn Hồng. Trang Hạo Nhiên đứng ở nơi cách xa bọn họ một chút, dường như không muốn thông đồng với mọi người làm bậy, mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, toàn thân ướt đẫm, bị cây ném xuống, mặt, cằm bị chảy xước, má trái còn dính bùn đen, lau không sạch sẽ, trên bả vai còn dính hai lá táo, Cổ áo còn cắm một lá, đôi tay bởi vì trèo cây táo nên bị gai góc chưa gọt sạch đâm ra máu. Anh ho hai tiếng, vẫn giả vờ vui đùa hết sức phụng về, đôi tay cắm nhẹ vào trong túi quần. Sắc mặt Đường Khả hình bình tĩnh, liếc mắt nhìn anh. Trang Hạo Nhiên liếc cô một cái, nhất thời có chút ngượng ngùng cúi xuống. Trong lồng ngực Fitus đầy lửa giận, nhưng vẫn đè nén thật chặt, nhìn mấy người đàn ông trước mặt, chậm rãi mở miệng, "Phương Tây chúng ta có một truyền thuyết rất thú vị." mấy người đàn ông lặng yên nghe ngoài cửa sổ mưa gió vẫn bay phất phới cây táo bị gãy đổ nằm ngang trên mặt đất hoàn thành sứ mạng cuộc đời mình trước đây thật lâu loài chim và loài chuột túi bởi vì xảy ra một chút tranh chấp liền nổ ra chiến tranh chấm ngoặc kép hai mắt thâm thúy của vitus nhìn từng phó tổng giám đốc hoàn á còn có tổng giám đốc học trò không chịu thua kém của mình lạnh lùng nói trong cuộc chiến loài chim thắng con rơi đã chạy sang bên loài chim nói chúc mừng các ngươi chiến thắng, tôi có cánh có thể bay, là đồng bạn tốt của các ngươi. Chấm ngoặc kép, mọi người nghe xong kinh ngạc sướng sờ. Đường khả hình cũng lạnh lùng ôm vai lắng nghe. Sau đó, loài chuột túi chiến thắng, con rơi liền chạy sang bên loài chuột túi, cùng đám thú vật nói, chúc mừng các ngươi chiến thắng, tôi là con chuột, là đồng loại của các ngươi. Bắt đầu từ khi đó, chỉ cần có chiến tranh, con rơi liền ẩn nấp, một lát bay sang loài chim, một lát bay sang loài chuột, dần dần bọn chúng liền nói với nó, người không phải là loài chim bay, người cũng không phải là loài chuột. Chấm ngoặc kép, Vitus nói xong, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bọn họ nói, mọi người đoán xem, rốt cuộc con rơi là loài gì. Mấy người đàn ông trước mắt, cũng đang động não suy nghĩ những lời này. Đoán không ra, Vitus hơi híp trong mắt, nhìn bọn họ lạnh lùng nói, có muốn tôi nói cho mọi người biết hay không. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, mọi người không ra tiếng. Vitus nén lửa giận, mới chậm rãi mở môi mỏng, nói, "Không là thứ gì cả." Phốc, Đường Khả Hinh không nhịn được cúi thấp người, nở nụ cười. Cả đám đàn ông mặt đỏ lên. Vitus lại chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn mấy người đàn ông bọn họ, khuôn mặt cứng lại, tức giận nói, "Các người muốn vào nhà của tôi, đại khái có thể gõ cửa, nếu đang ngủ thì chờ đợi, chưa ngủ thì đi vào uống ly trà, mặc dù thầy nghiêm khắc, cũng không đối đãi với học trò tàn nhẫn như vậy." Những lời này nói với người khác. Trang Hạo Nhiên càng ho khan mấy cái, lúng túng ngượng ngùng mặt nóng lên, mồ hôi lạnh cũng nhỏ xuống. Suốt cuộc Vitus chậm rãi quay đầu nhìn Trang Hạo Nhiên, tên học trò vô dụng này, từng chữ từng chữ nói, cậu nói xem, cậu bao lớn rồi, ngay cả một chút lễ phép cũng không hiểu, có cửa chính cậu không muốn đi vào, nhất định giày vào cây táo già, ngay cả tuổi già cũng không cho nó trôi qua, cậu cố ý để cho thầy giáo tuổi già cũng không thể sống yên ổn. Nếu như cậu trèo cây táo xảy ra chuyện gì thì sao? Là cây táo nhận lỗi với nhà họ Trang, hay là thầy giáo nhận lỗi với nhà họ Trang cậu? A, à, chấm ngoặc kép, rốt cuộc Trang Hạo Nhiên không nhịn được, giả vờ thoải mái ngẩng đầu lên, nhìn thầy giáo bật cười nói thầy, thầy. Thầy bỏ qua cho, bọn con cũng chỉ vui đùa một chút. Vui đùa một chút thôi. chấm ngoặc kép. Cậu muốn vui đùa, trèo lên cửa sổ phòng học trò nữ của tôi vui đùa sao? vitus muốn thanh lý môn hộ con không thể không đi vào mà chấm ngoặc kép trang hạo nhiên ăn vạ nếu cậu đi vào bây giờ cậu đang ở cục cảnh sát vitus không nể tình lạnh lùng nhìn học trò lại trách mắng thật may là thân cây bị gãy đã cứu cậu chấm than ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm ngoặc kép trang hạo nhiên không lên tiếng ngoặc kép chấm chấm ngoặc kép đường khả hình không lên tiếng cây ngã rồi còn đập bể cửa sổ của tôi nhân tiện đập bể nghiên mực bạch ngọc cha của cậu đưa cho tôi. Chấm than ngoặc kép, từ trước đến giờ, Vitus rất thích văn hóa Trung Quốc, nghiên mực bạch ngọc là vật phẩm mình yêu thích trong bộ siêu tầm gần đây, thật sự là thành do nhà họ Trang, bại cũng do nhà họ Trang. Con, con, lần sau con chuẩn bị cho thầy thêm một cái. Chấm ngoặc kép, Trang hạo nhiên lập tức xin lỗi, cười nói. Nếu như cậu cảm thấy phá hỏng đều có thể tìm thêm, vậy cậu còn quấy giày khả hình làm gì? Vitus lạnh lùng nhìn anh nói, thật sự là chuyện gì, cậu cũng dám làm. Không cần phải nói, nhất định là mấy tên xúc sinh phía sau dạy cậu. Chấm than ngoặc kép, bọn lâm sở nhai đỏ mặt. Nghĩ ra loại chủ ý chán ghét này, Vitus nói xong, lại vì thân phận của Trang Hạo Nhiên, không muốn nói thêm với bọn họ cái gì nữa, chỉ lạnh lùng nói, sau này đừng nói với người khác cậu là học trò của tôi, thật mất mặt. Đường Khả Hinh lại lạnh lùng nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên chỉ đành phải im lặng. Ở Trung Quốc tôi có tổng cộng hai học trò, nhưng hai người còn phiền hơn so với 100 học trò của tôi Pháp. Vitus cắn răng nghiến lợi đứng lên, nhìn Trang Hạo Nhiên nói, bắt đầu từ hôm nay, mấy người các cậu mỗi ngày đều tới sửa sang lại vườn hoa phía sau cho tôi, hư một bụi cỏ, tôi cũng sẽ hỏi tội các người. Tất cả đều cút cho tôi, chấm than ngoặc kép. Ông nói xong, xoay người đi lên lầu hai trước. Đường Khả Hình cũng nhìn bọn họ một cái, muốn nói gì đó, lại nhìn thấy bộ dáng trang hạo nhiên không nói chuyện nữa lạnh lùng xoay người đi khỏi muốn đi lên lầu khả hinh chấm ngoặc kép trang hạo nhiên thật vất vả gặp được cô có chút đau lòng gọi sau này đừng làm chuyện ngu xuẩn như thế gian phòng kia là của thầy giáo em chỉ ở phòng đọc sách mà thôi đường khả hinh không nói gì nữa đi về phía thang lầu từ trong tay bắn ra một vật trên không trung vẽ đường cong bay về phía trang hạo nhiên trang hạo nhiên lập tức tiếp nhận mở ra xem, thì ra là rượu thuốc cha của cô, tim của anh hơi ấm áp, ngẩng đầu lên. Cô đã biến mất ở chỗ cua quẹo cầu thang. Mẹ nó, gian phòng kia là của Vitus sao? Tô Lạc Hoành nghe vậy, hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, nói nhỏ, không trách được lúc này ông ấy tức giận như vậy, có thể sợ hạo nhiên không cẩn thận nhào tới trên người của ông ấy, cưỡng hôn ông ấy. Phốc, lâm sở nhai ở một bên che miệng cười khẽ. Trang hạo nhiên vẫn đứng ở một bên, nhìn cua quẹo cầu thang đi thôi tối nay thất bại lần sau mang cái thang lâm sở nhai kéo trang hạo nhiên mẹ kiếp còn mang cái thang không bằng ở trên đường kéo lên xe cưỡng hôn tào anh kiệt tay đẻ eo đau đớn đáng thương chỉ có một mình lãnh mặc hàn không có bị thương nhìn trang hạo nhiên chỉ đành phải nói đi thôi tôi thấy lần này cô ấy rất kiên quyết chấm ngoặc kép trang hạo nhiên nắm chặt rượu ớt vẻ mặt lộ ra mất mát nhưng vẫn im lặng xoay người đi ra khỏi biệt thự. Mọi người đau đớn kêu la, có người chống eo, có người che mặt, có người đè ngực thật đáng thương. Trang hạo nhiên im lặng đi ra biệt thự, lại ngẩng đầu lên nhìn lầu hai một cái, mới hơi chống nạnh, thân thể loạn choạng bước đi. Lầu hai, một cánh cửa sổ tối đen. Đường khả hình nhàn nhạt đứng ở trước rèm che tại cửa sổ sát đất, một chút gió lạnh thổi vào lòng, nhìn trang hạo nhiên dưới lầu, loạn choạng đi ra cái sân nhỏ, Lúc đang chờ người lái xe đến, vẫn không nhịn được xoay người nhìn sang bên này, cô lập tức đứng ở bên tường, hai mắt lóe lên, im lặng không lên tiếng. Thật lâu thật lâu, cho đến khi nghe được tiếng động cơ xe thể thao, cô mới chậm rãi hơi đứng ra cửa sổ, lại nhìn thấy dưới lầu còn có một cái bóng nhàn nhạt, cô liền giật mình. Trang Hạo Nhiên đứng ở dưới lầu, cũng không có phát hiện cô ở tại cửa sổ, chỉ thờ hồn hền, nói: "Anh biết rõ em ở gian phòng đó, bởi vì trong phòng đó có mùi thơm của em." chấm ngoặc kép, đường khả hình trầm mặt không lên tiếng. Đi nha, nhớ nhật quà tặng lên, chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên mới chậm rãi xoay người, ngồi lên xe thể thao màu trắng của lãnh mặc hàn, đi khỏi. Đường khả hình im lặng nhìn anh đi khỏi, nhớ tới lúc trang hạo nhiên leo lên cây, một tay đã nắm được cửa sổ, nhưng một tay khác ném quà tặng vào, mới theo thân cây ngã xuống, cô chậm rãi xoay người, nhìn gần cửa sổ, có một chiếc hộp màu trắng, đưa mắt nhìn một lúc lâu, mới đi qua, cầm lấy một cái hộp màu trắng, ngồi ở đèn bàn trước, dịu dàng đặt nó lên trước bàn. Cô lẳng lặng nhìn cái hộp màu trắng, thật lâu thật lâu, rốt cuộc quyết định vươn tay, nhẹ nhàng mở cái nắp tuyệt đẹp ra, nhìn vào bên trong thì đột nhiên sửng sốt. Ở trong hộp màu trắng xinh đẹp, trải rất nhiều duy băng lụa trắng, chính giữa để một chiếc điện thoại di động màn hình đen, thân máy bằng kim loại lấp lánh quý giá, phát ra ánh sáng trầm ổn, cực kỳ giống người kia, cô sững sờ cầm chiếc điện thoại di động lên, mở màn hình ra, lại nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động là tấm hình mình và Trang Hạo Nhiên hôn nhau ở Cambridge, trái tim của cô nhảy lên. Cô sững sờ nhìn màn hình, tay không tự chủ chạm vào photo album, lúc mở ra, tất cả đều là hình của mình và anh, người mặc áo sơ mi trắng, quần jean màu xanh nhạt, đứng ở một góc vắng của đại học Cambridge, ôm nhau nở nụ cười ngọt ngào vui vẻ. Đoạn thời gian này cởi xe đạp trong mưa, ôm nhau, cùng dạo chơi bên bờ sông, còn có hình nằm ở trên cỏ hai người kích động ôm hôn, từng hình ảnh giống như khúc phim lùa về. Một lát sau, điện thoại di động chợt vang lên, một số xa lạ gọi tới. Đường khả hình đột nhiên sững sờ, suy nghĩ có nên nhận hay không. Do so dự một lát, rốt cuộc nghe máy, nói nhỏ, alo. Trang hạo nhiên ngồi ở trong xe thể thao màu trắng, tay cầm điện thoại di động màu trắng mới mua, đón lạnh lùng gió, sợi tóc trên trán phất qua hai mắt thâm thúy, nhìn con đường tối trước mặt, sâu kín nói, hôm nay anh đến cửa hàng mua điện thoại di động, nhìn chúng một chiếc điện thoại di động màu trắng, nó có thể dự báo thời tiết bằng giọng nói, còn có thể như người máy trò chuyện với em, nhưng lúc mua, đang suy nghĩ, một chiếc điện thoại thì có bao nhiêu tâm ý. Điện thoại di động này anh đã dùng một năm, bên trong có tất cả số của người có thể liên lạc với anh. Có tất cả bí mật của anh, còn có một phím cài số điện thoại của một người quan trọng nhất, số điện thoại đó, em quen thuộc nhất, nếu như lúc cô đơn, đau lòng, nhấn số quen thuộc nhất anh tin rằng, người nghe điện thoại chính là người mà trong cuộc đời của em, anh ấy yêu em nhiều hơn em yêu. Anh nhất định sẽ dụng tâm lắng nghe từng tâm sự của em, từng cảm xúc của em. Sẽ không bỏ qua bất kỳ giây phút nào. Chấm ngoặc kép. Hai mắt đường khả hình cuồn cuộn nước mắt, thân thể run rẩy, nắm chặt chiếc điện thoại di động, giống như có thể cảm thụ nhiệt độ của anh truyền sang điện thoại di động. Trang hạo nhiên để điện thoại di động xuống, ngồi ở vị trí kế bên tài xế, ngẩng đầu lên, mặt nhìn nước mưa bay bay, nhắm mắt, chịu đựng cơn đau đớn kịch liệt mới vừa rơi xuống. chương 685, chút nữa gọi cho em. Sáng sớm hôm sau, đường khả hình bởi vì chuyện tổ chức tiệc thử rượu, sáng sớm phải bận rộn, chỉ thấy cô mặc chiếc áo yếm phọt dài màu trắng không tay, quần dài màu đen bó sát người, bên ngoài khoác áo khoác theo phong cách in lần, vai trái vẽ lông vũ màu đen, trải búi tóc rẽ theo kiểu hàn, nắm túi sách màu đen, nhanh chóng đi xuống lầu hôm nay ánh sáng bên trong nhà sáng hơn chút bởi vì cây táo đã bị gãy cô im lặng không lên tiếng đi tới trước nhà nhìn trên kệ giày của mình một hàng dép lê rồi đến một hàng giày cao gót hai mắt của cô xoay tròn ngay lập tức bước lên trước không người cầm đôi giày cao gót màu trắng mang vào người lập tức cao gầy duyên dáng yêu kiều cửa mở ra đường khả hinh nhanh chóng đi ra biệt thự đi qua vườn hoa nhỏ rừng ở trên sân cỏ xanh xanh nhưng người liếc mắt nhìn cây táo bị đẩy ngã đưa mắt nhìn thật lâu tài xế cầm tay lái cũng như người nhìn phía ngoài cửa sổ cây táo đã bị phá hủy nói một câu thật đáng tiếc năm ngoái chúng tôi còn tới đây hái táo Vitas rất ưa thích gốc táo này nhưng không có cách nào nó bị sâu đục thân rồi ông ấy rất buồn bã nhưng cũng không có biện pháp chấm ngoặc kép đường khả hinh lại nhìn thoáng qua một cái liền kiên quyết xoay người nói đi thôi chiếc xe hơi màu đen chậm rãi chạy xuống chân núi. Đường Khả Hinh ngồi ở sau xe, nhẹ nhàng đặt túi sách màu đen sang một bên, ngón tay khẽ vuốt bề mặt sáng bóng của nó, ánh mắt khẽ lóe lên. Khách sạn Á Châu Đường Khả Hinh căn dặn tài xế, nhanh chóng chạy tới câu lạc bộ Á Châu dự cuộc họp chọn đại lý kinh doanh rượu đỏ, cô mới vừa đi vào phòng họp. Cũng đã nhìn thấy quản lý phòng kinh doanh rượu đang cùng quản lý bộ phận mua hàng tụ lại, không biết trò chuyện chán ghét gì đó, ngồi chung một chỗ cười thật vui vẻ, mà cựu thành viên phòng kinh doanh rượu, ngoại trừ Lauren và Vitus hai người không tới, đều đã tới, có một số đại lý lớn đối với chuyện khách sạn Á Châu nắm quyền phân phối rượu vang pháp, không quá lạc quan chuyện sàng chọn đại lý. Bởi vì đã có tin đồn truyền ra, hoàn cầu muốn nắm độc quyền thị trường châu Á. Hai mắt của cô nhẹ xoay tròn, khẽ hắng giọng một cái, cười như không cười đi vào. Mọi người thấy cô tới, tất cả đều im lặng không lên tiếng đường khả hinh mỉm cười đi về phía chỗ bên cạnh tiêu chấn nam ngồi xuống nhìn mọi người nói nói chuyện gì thú vị như vậy tiêu chấn nam quay đầu lại nhìn đường khả hinh cười nói nói chuyện của đàn ông đường tiểu thư có muốn nghe hay không có thể khó nghe lưu hoành cúi đầu cười hả hê hả đường khả hinh sớm có chuẩn bị nhìn tiêu chấn nam cười nói thật là hâm mộ mọi người có thể có vài người bạn bè chi kỷ nói chuyện của đàn ông tôi cũng muốn có mấy người bạn nữ tâm sự một chút chuyện của phụ nữ Ví dụ như ngày hôm qua tôi từ trong thế giới phụ nữ đi ra, nhìn thấy vợ của anh đang mua kim cương, tôi liền tán gẫu một chút chuyện với cô ấy, không khỏi nói đến chuyện ở khách sạn, gần đây quản lý tiêu bận trăm công nghìn việc. Chấm ngoặc kép, tiêu chấn nam nhàn nhạt nhìn cô. Đường khả hình vô cùng thoải mái mà nhìn mọi người cười nói, gần đây chuyện chúng ta sàng chọn đại lý kinh doanh, biết mọi người khổ cực, là giám sát viên, tôi luôn xem mình là một người ngoài cuộc, mà không có xem mình là một thành viên trong số mọi người bởi vì công việc của phòng kinh doanh rượu hoàn cầu, phần lớn đều do mọi người làm việc vất vả, nhưng phải làm thế nào đây? Công việc bị trì hoãn, tôi lại cảm thấy tất cả đều là trách nhiệm của tôi. Có người khẽ nhíu mày nhìn cô. Hai mắt đường khả hình chợt lóe, nhìn mọi người, nở nụ cười nói, nếu như không phải do tôi làm việc bất lực, hôm nay làm sao để cho mọi người nhàn nhã ngồi ở chỗ này, nói chuyện của đàn ông. Cho nên, tôi quyết định, chấm ngoặc kép. Cô nói xong, đưa hai tay ra vỗ nhẹ thư ký lập tức đẩy cửa chính phòng họp mọi người cùng nhau ngẩng đầu lên chậm rãi từ bên ngoài phòng họp đi tới vài cô gái vóc người cao gầy mặc đồng phục màu đen búi tóc trang nhã bọn họ cùng nở nụ cười xinh đẹp đứng ở sau lưng đường khả hinh hướng về phía mọi người khom người chào mọi người cùng nhau nghi ngờ nhìn bọn họ đường khả hinh dường như cũng hết sức vui vẻ nhìn mọi người mỉm cười nói tôi biết rõ bình thường mọi người rất nhiều việc hơn nữa làm việc mất ăn mất ngủ. Tôi cũng biết rõ bởi vì chuyện sàn chọn đại lý mới, khiến cho mọi người mệt mỏi, sứt đầu mẻ chán. Tôi cảm thấy hết sức lo lắng, cho nên, ngày hôm qua liền tuyển một loạt thư ký chuyên nghiệp từ các lĩnh vực thuộc Đại học Go cho mọi người, còn có nhân viên phòng kinh doanh rượu tới hỗ trợ mọi người, mỗi người bọn họ đều đã từng được đào tạo nghiêm khắc nhất. Tôi tin tưởng bọn họ nhất định sẽ hỗ trợ cho mọi người thật tốt, hoàn thành công việc sàng chọn đại lý mới lần này. Mà trong thời gian bọn họ làm việc với mọi người, bọn họ phải từng giờ từng phút báo cáo tiến độ làm việc của mọi người cho tôi, tôi sẽ báo cáo với cấp trên về công việc vất vả của mọi người. Chấm than ngoặc kép. Mọi người nhất trí không lên tiếng. Sắc mặt của tiêu chấn nam cứng ngắc. Quản lý bộ phận mua hàng, lưu hành cũng chậm rãi cúi xuống, hai mắt lóe lên. Quản lý tiêu, lúc này đường khả hình mới quay đầu, nhìn tiêu chấn nam nở nụ cười nói, thư ký tôi phái qua cho anh, là sinh viên giỏi nhất của Đại học Harvard. Ngoại trừ thời gian anh đi toilet thường ngày, cô ấy sẽ theo sát toàn bộ hành trình. Anh nhất định phải cùng cô vợ yêu quý của mình khai thông một chút, nếu không, tôi lo lắng cô ấy sẽ ghen. Bởi vì tôi giao Monica cho anh, là cô gái xinh đẹp nhất, xuất sắc nhất, karate đô cấp 6. Đai trắng oai, dùng cho cấp 10 và cấp 9. Đai vàng yellow, dùng cho cấp 8. Đai xanh da trời nhạt light blue, dùng cho cấp 7. Đai xanh lá green dùng cho cấp 6. Đai xanh da trời đậm dark blue dùng cho cấp 5, 4. Đai nâu brown dùng cho cấp 3, 2,1 là cấp cao nhất. Tiêu chấn nam chừng mắt nhìn đường khả hình. Sắc mặt của đường khả hình lạnh lẽo, chậm rãi đứng lên, hai tay chống với mặt bàn, nhìn mọi người xung quanh nghiêm nghị nói, tôi biết rõ nơi này không được hoan nghênh tôi, nhưng làm thế nào? Tôi có dã tâm tranh thủ một chỗ ngồi ở nơi này, mục đích chủ yếu nhất không phải là vì để giám sát mọi người, mà phối hợp cùng mọi người vì sự nghiệp phát triển rượu đỏ của hoàn cầu chúng ta, không có người nào có thể canh giữ mảnh đất này cho đến giả đến chết, có lúc trao đổi quyền lợi, thật sự là một ý tưởng, mọi người đều là người khôn khéo, tin tưởng mọi người đều hiểu, trên thế giới này, không có bao nhiêu người là kẻ ngu dốt cũng sẽ vĩnh viễn không có người bị các người lừa mãi. Chấm than ngoặc kép, tất cả mọi người không lên tiếng. Đường khả hình nhìn mọi người một vòng, tiếp tục ném ra một câu tàn nhẫn, nói, nếu mọi người vẫn cố chấp, tôi vẫn có thời gian, có nhiều biện pháp để đối phó với mọi người. Tiêu Trấn Nam và Lưu Hoành đều không lên tiếng. Ánh mắt đường khả hình cũng xoay chuyển, im lặng nhìn mọi người, sau đó nhắc cổ tay, liếc mắt nhìn thời gian nói, thời gian học quý báu đã qua rồi, ba ngày sau, tôi có thể bởi vì tổ chức tiệc thử rượu, không có cách nào tham gia, không sao cả, nhân viên của tôi, trong quá trình này nhất định sẽ làm tròn trách nhiệm giám sát, đôn đốc, chú ý tới mọi người. chờ ngày nào đó mọi người xác định có thời gian rồi xem xem tôi có thời gian hay không rồi quyết định học vậy. chấm ngoặc kép cô nói xong sắc lạnh lẽo nắm túi sách lập tức xoay người đi khỏi cửa ầm một tiếng đóng lại rung chuyển trời đất tất cả mọi người hoảng sợ mất hồn suy nghĩ kỹ thuật sập cửa của cô luyện được từ đâu khuôn mặt đường khả hình cứng rắn đi ra phòng họp trái tim lập tức nhảy thình thịch không ngừng. qua wow đường tiểu thư chỉ quá lợi hại mới vừa rồi thật sự làm tôi sợ muốn chết bản thân tiểu thanh cũng đè chặt ngực thở hổn hển nói đường khả hình cũng thở phào nhẹ nhõm lau mồ hôi trên trán ánh mắt vẫn kiên định đi về phía trước nói trở về khách sạn á châu biển rộng mênh mông sóng xô tràn bờ chiếc xe hơi màu đen nhanh chóng dừng ở trước thảm đỏ đường khả hình im lặng không lên tiếng bước ra xe đứng ở trước thảm đỏ đón sóng biển mãnh liệt vén nhẹ sợi tóc trên trán mới vừa muốn đi về phía trước. Tưởng thiên lỗi mặc tây trang màu đen, bên trong phối áo sơ mi màu đen, đứng trong hành lang, đi theo phía sau là Đông Anh và các lãnh đạo cấp cao, anh đang mỉm cười nhìn mình. Hai mắt đường khả hình khẽ chấp, nhìn tưởng thiên lỗi do dự một lúc, mới khẽ lộ ra nụ cười, cất bước đi về phía anh, kêu nhỏ tổng giám đốc tưởng. Anh, vì sao lại tới đây? Không nghỉ ngơi thêm mấy ngày. Công việc thật sự quá nhiều, cũng không thể gắt lại. Tưởng thiên lỗi nhìn đường khả hình từ trên xuống dưới, phong cách xuất chúng, xen lẫn mốt thời trang phát ra sức hấp dẫn mê người, trong lòng của anh khẽ mênh mông, chậm rãi cười nói, sớm như vậy. Mới mở một cuộc họp xong, hiện tại phải tới sảnh tiệc số một lo chuyện tiệc thử rượu. Đường khả hình mỉm cười nói. Cố lên, tưởng thiên lỗi nhìn cô, cười nói. Cảm ơn, em còn có chuyện, đi trước. Đường khả hình nói xong, liền tay cầm túi sách, nhìn Tưởng Thiên Lỗi khẽ gật đầu liền đi qua bên cạnh anh chuẩn bị muốn lên lầu Tưởng Thiên Lỗi cũng dẫn mọi người bước đi hai mắt chợt lóe lên đột nhiên dừng bước chân xoay người thấy Đường Khả Hinh sắp đi về phía cầu thang xoắn ốc khách sạn đôi chân thon dài hết sức cân xứng khêu gợi anh đột nhiên gọi nhỏ Khả Hinh Đường Khả Hinh nghi ngờ xoay người nhìn anh Tưởng Thiên Lỗi im lặng một lúc nhưng vẫn cười nói em mang giày cao gót rất đẹp Đường Khả Hinh hơi giật mình Tưởng Thiên Lỗi đã mỉm cười xoay người, đi khỏi, chuẩn bị đến câu lạc bộ dự họp. Đường Khả Hinh vẫn đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng của anh, khẽ mỉm cười, lại xoay người ngẩng mặt tiếp tục đi về phía trước, hỏi Tiểu Thanh ở sau lưng, quản lý bộ phận tổ chức tiệc, nhân viên phòng kinh doanh rượu cùng chuyên gia thiết kế sư, tất cả mọi người đến đông đủ chưa? Đều đến đông đủ, Tiểu Thanh vội nói. Đường Khả Hinh khẽ gật đầu, bước nhanh lên trên, đi tới trước cửa bộ phận tổ chức tiệc, đẩy nhẹ nhìn thấy tất cả mọi người đang ở bàn họp dựng tạm thời, cô lập tức bật cười nói, mọi người vất vả rồi, thật xin lỗi, tôi tới chậm. Chúng tôi tới sớm, mọi người cùng nhau nở nụ cười. Đường khả Hinh nhanh chóng để túi sách xuống, ngồi ở trước mặt mọi người, mở máy vi tính, ngẩng đầu lên nhìn mọi người cười nói, bây giờ bắt đầu họp thôi. Chấm than ngoặc kép, nhã tuệ nhìn bản thân một cái, cũng cười mở tài liệu ra. Cuộc họp khẩn trương tiến hành. Đường Khả Hinh ngồi ở vị trí chủ trì nhìn chuyên gia thiết kế đang nhanh chóng giải thích nội dung liên quan đến hội trường bữa tiệc, hiệu quả ứng ánh sáng, cô chăm chú lắng nghe, không khỏi đưa bàn tay mềm mại, chống cằm. Động tác của cô giống như tổng giám đốc trang, chấm ngoặc kép, nhã tệ ngồi ở một bên, cười nói. Đường Khả Hinh liền giật mình, lại nhớ tới chuyện đêm qua, cô khẽ thở dài, mọi người đang thưởng thức cà phê, vừa trò chuyện hiệu ứng ánh sáng, cô hơi mất hồn, tay không khỏi đưa vào trong túi, móc ra một chiếc điện thoại di động màu đen, giả vờ như mở màn hình nhìn thời gian, nhớ tới người khác nói, điện thoại di động này anh đã dùng một năm, bên trong có tất cả số của người có thể liên lạc với anh. Có tất cả bí mật của anh, còn có một phím cài số điện thoại của một người quan trọng nhất. Chấm ngoặc kép chấm. Đường khả hình suy nghĩ những lời này, trong lòng của cô khẽ động, nhấn nhẹ phím tắt, một dãy số xuất hiện. Còn nhớ anh nói, số điện thoại của người quan trọng nhất. Trong lòng ấm áp, lướt qua dãy số di động của mình, nhưng không dám quá tin tưởng, cuối cùng không nhịn được tò mò, ngón cái nhấn nhẹ phím tắt. Trong lúc điện thoại tiếp thông, trong màn hình nhảy lên một dãy số, quả nhiên là số di động của mình, cô liền giật mình. Ừ, chấm ngoặc kép, điện thoại có thể tiếp thông, truyền đến một giọng nói dịu dàng, từ tính. Hai mắt đường khả hình nhấp nháy, sắc mặt căng cứng, đè trái tim đang đập thình thịch, mới vừa muốn nói chuyện. Anh đang họp, một chút nữa gọi lại cho em, tiếng của Trang Hạo Nhiên nhanh chóng chuyển đến, lại nhanh chóng tắt máy. Mặt của đường khả hình chợt đỏ lên, lập tức nhét điện thoại di động vào trong túi, thở phào một cái. Hoàn Á, phòng họp số 1. Ngón tay cái của Trang Hạo Nhiên đang chống cầm, chăm chú nghe báo cáo cuộc họp, nhớ tới đường khả hình mới vừa gọi điện thoại, hai mắt anh lóe lên nụ cười, một tay khác nắm nhẹ điện thoại di động màu trắng, ngón cái vuốt màn hình. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 685.